số xa lạ, cầm điện thoại di động, Trần Phi hơi ngẩn người, bởi vì điện báo biểu hiện trên cư nhiên biểu hiện chính là một cái số xa lạ. Chẳng lẽ là gọi lộn số? Trần Phi trong lòng có chút nghi ngờ nghĩ đến, có thể hắn lại tùy theo liếc về điện báo biểu hiện trên dãy số thuộc sở hữu, lại là Bắc Sơn Thị. Bắc Sơn dãy số. Một thấy ở đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuy vẫn nghi hoặc, nhưng cũng đã không tự chủ được nhận nghe điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, một đạo rõ ràng mang theo lo lắng rồi lại có chút chột dạ thanh âm, chẳng biết tại sao bị ép tới rất thấp, theo sát mà từ microphone nội truyền tới này, xin chào, xin hỏi là Trần Phi sao? Cái kia, ta là Hoa Chí Nam phụ thân, ta gọi là Hoa Minh. Hoa Chí Nam phụ thân, chợt, thúc thúc xin chào, ta là Trần Phi, ngươi kêu ta Tiểu Trần là được rồi, xin hỏi, có chuyện gì không? Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức giọng nói dương lên nói. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới điện thoại này lại là kẻ dối trá phụ thân cho hắn đánh tới, chỉ là trong điện thoại truyền tới giọng nói. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra mà? Cái kia, cái này, ta, Tiểu Trần, xin lỗi, chân thực không có ý tứ, ta bên này là có chút việc mà muốn phiền phức, làm phiền ngươi, chính là. Hiển nhiên Hoa Minh là cảm giác có chút không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Hoa thúc thúc ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Có chuyện gì mà ngài cứ việc nói được rồi, ta cùng kẻ dối trá quan hệ tốt, vô luận chuyện gì, ta nhất định giúp. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi lập tức không chút do dự nói. Lấy hắn cùng kẻ dối trá quan hệ giữa, những lời này tự nhiên tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Hơn nữa rất hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay cũng hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Vậy được rồi, Tiểu Trần thực sự là cảm ơn ngươi, ta đây liền nói thẳng. Mà đang nghe Trần Phi loại này thật tâm thật ý nói, Hoa Minh không hiểu trong lòng ổn lại, chợt bất đắc dĩ nói cái kia, cái này, Tiểu Trần, là như vậy. Hiện tại có người muốn tố cổ nhà của chúng ta Kim Nam Châu Bảo, thế nhưng. Có người hướng tố cổ thúc thúc nhà các ngươi Kim Nam Châu Bảo. Nghe vậy nhất thời Trần Phi cau mày, sau đó lập tức nói Hoa thúc thúc, là có người hay không muốn công phu sư tử ngoạm, ỷ thế hiếp người. Chiếm nhà các ngươi tiệm châu báu tiện nghi. Hiển nhiên loại sự tình này mà hắn là đều đã gặp được rất nhiều trở về, đương nhiên không hề xa lạ, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao kẻ dối trá phụ thân sẽ cho hắn đánh tới cú điện thoại này, vì sao trong điện thoại, hắn giọng nói sẽ như vậy quấn quýt cùng hoảng loạn. Nguyên lai lại là có không có mắt tên tìm tới cửa. Đúng vậy, ai? Mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy, một điểm tự thông, Hoa Minh thẳng thắn cũng thả, than nhẹ một tiếng, nói đối phương là Trịnh gia một cái ăn chơi trác táng. Phụ thân hắn là tỉnh cục công thương phó cục trưởng. Bọn họ bây giờ đang ở chúng ta tiệm châu báu chạm ngọc trong xưởng, hơn nữa vừa mở miệng, sẽ dùng 100 vạn mua chúng ta Kim Nam Châu Bảo 70% công ty cổ phần, ngươi nói ta. 100 vạn mua Kim Nam Châu Bảo 70% công ty cổ phần. Bọn họ đây là đang cướp. Nghe vậy nhất thời ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không nhịn được nổi giận, cái này hắn ma công phu sư tử ngoạm, cũng mở quá ngoại hạng một điểm đi. Hơn nữa còn là phập phồng đến hắn huynh đệ kẻ dối trá trên người của phụ thân, có thể nào nhẫn. Hoa thúc thúc, chuyện này ta đã biết. Theo sát mà chỉ thấy kỳ con ngươi hàn mang hơi lóe lên, sau đó giọng nói chợt bình thản đến Hoa thúc thúc, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Về sau, chỉ cần là ngươi không có hứng thú hoặc là không hài lòng người, đều có thể hoàn toàn không cân nhắc. Hắn lời này thật giống như rồi hãy nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mà hắn mặc dù nói bình thản, có thể bên đầu điện thoại kia Hoa Minh lại không hiểu nghe được có chút kinh hồn táng đảm lên. Không có biện pháp, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khẩu khí chân thực quá. Nhưng đối phương dù sao cũng là có Trịnh gia thân phận bối cảnh a. Thật không thành vấn đề. Không phải là, Tiểu Trần, cái này, ngươi thật có nắm chắc, ta không là không tin ngươi, chỉ là Trịnh Chính Bân trong nhà thế lực chân thực quá. Tại đây Giang Nam. Chỉ sợ cũng chỉ có Tỉnh Lý Mặt hoặc là Tiêu gia có thể không sợ bọn họ. Trong lòng chân thực có chút bất an Hoa Minh, sau đó nhịn không được trần trở nói. Hắn không là không tin Trần Phi, có thể, chủ yếu nhất là Trịnh Chính Bân địa vị thực sự quá. Trịnh gia, tự hai chữ này, lại nặng như thiên quân a. Hoa thúc thúc người yên tâm đi, đừng nói là cái gì Trịnh gia, coi như Tiêu gia tới, ngươi cũng giống vậy có thể cái gì cũng không dùng cố kỵ, trực tiếp gọi bọn hắn lăn. Nói chung sau nếu còn có cái gì vấn đề,
hoặc là những tên kia không chuẩn bị từ bỏ ý đồ nói, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta đến xử lý. Có thể theo sát mà ống nghe nội lại truyền đến Trần Phi không chút do dự thanh âm. Trịnh gia, đừng nói hắn nghe đều chưa từng nghe qua, coi như là nghe qua, vậy thì thế nào? Mà đang nghe Trần Phi lời này, Hoa Minh nhịn không được mạnh trái tim đều nhảy nhảy, tình không điều khiển tự động cái trán đều đổ mồ hôi đi ra. Tiểu tử này, lời như vậy có đúng hay không nói xong quá mức một điểm. Đừng nói là Trịnh gia, ngay cả Tiêu gia đều dùng cái gì đều không cố kỵ, gọi bọn hắn lăn. Nếu thật sự là như thế, con của hắn cái này huynh đệ năng lượng đến tột cùng là có bao nhiêu khủng bố, nhiều a. Chỉ nghĩ muốn, Hoa Minh liền không nhịn được cả người hơi run một chút chiến. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khẩu khí này quả thực hơi lớn, nhưng dù sao trước Ma Cao Hà gia sự kiện kia tổng hội còn là rõ ràng ở trước mắt, vì vậy, Hoa Minh ngược lại cũng không để yên toàn bộ không tin. Chợt chỉ thấy Kỳ cắn răng, nói, tốt lắm, Tiểu Trần, ta đây tự tìm ngươi ý tứ nói cho bọn họ. Hoa thúc thúc ngươi yên tâm đi, chính là một cái Trịnh gia, không đáng giá nhắc tới, ta hiện tại ở Kinh Thành, đang chuẩn bị hồi Giang Nam. Nếu là tên kia thật như vậy không có mắt nói, ta đây cũng không ngại bồi hắn hảo hảo vui đùa một chút. Từ microphone nội truyền đến Trần Phi cực kỳ khiến người tin phục giọng, cùng nói. Không có biện pháp, lấy hắn hiện nay cao độ cùng thực lực, quả thực đã không cần thiết lại bất luận cái gì nguy cơ cái gọi là địa phương trên hào môn vọng tộc. Hơn nữa, cái này hình như cũng chính là cái quần là áo lượt kéo ra hổ WC kỳ mà thôi. Tốt lắm, Tiểu Trần, cảm ơn ngươi a. Vậy ta đây biên tự cúp điện thoại trước, thật cảm ơn ngươi. Liên tục cảm tạ Trần Phi nhiều lần, Hoa Minh mới là lạ cúp điện nói. Chẳng qua là khi hắn cúp Trần Phi điện thoại sau, rồi lại nhịn không được đầu đầy mồ hôi, kiết chặt toàn lên. Chỉ thấy Kỳ sau đó nghiêng đầu trộm liếc một cái vẻ mặt kiêu căng, nhưng lại tự lòng tin 10 phần Trịnh Chính Bân, lại đang liếc mắt một cái Kỳ bên cạnh như quân sư quạt mo, chó săn vậy, vẻ mặt tà nghễ, vẻ ngạo nghễ Chu Chính Húc, giãy giụa nửa ngày, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được cắn răng. Sau đó chỉ thấy Kỳ mặt mang áy náy lại lần nữa đi trở về đến Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, cùng với Chu Chính Húc trước mặt, vẻ mặt bồi thiếu ngượng ngùng nói cái kia, xin lỗi Trịnh Thiếu, Chu Thiếu, chúng ta Kim Nam Châu bảo một vị khác cổ đông vẫn cảm thấy không cần thiết phiền phức hai vị. Chúng ta Kim Nam Châu bảo cũng chỉ là nhỏ bản sinh ý, lên không được mặt bàn. Hoa lão bản, ngươi lời này ý là ở cự tuyệt chúng ta. Tuy rằng Hoa Minh cái này cự tuyệt đã đủ khách khí, có thể Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn là trong khoảnh khắc trên mặt thần sắc âm lãnh, trầm xuống, thậm chí còn một chút đem trong tay yên ném dưới đất, dùng đại đầu giày ra trước bưng hung hăng đạp đạp, giống như là ở trà đạp một không có lực phản kháng chút nào con kiến vậy, điềm nhiên nói tốt, tốt. Xem ra chúng ta Hoa lão bản là tìm đến cái gì chỗ dựa vững chắc, trong lòng một chút có khuyến khích, đúng không? Bất quá cái này cũng thật có ý tứ. Chỉ ngươi loại này lão già kia, đồ nhà quê, cũng dám cự tuyệt ta Trịnh Chính Bân. Ha ha, lá gan khá lớn a. Chỉ thấy Kỳ chợt cười lạnh, tiếng cười kia thậm chí âm lãnh đã có một ít làm người ta sởn tóc gáy. Ma, lão già kia ngươi hắn ma gan mà thật đúng là đủ mập, lại dám như thế không tán thưởng. Có biết hay không đây là địa phương nào? Đây là cùng châu thị, chúng ta tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu đã nghĩ tới đây nhặt tiền. Thật nghĩ đến người hắn mà coi là cái gì. Mà cùng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu so với, Chu Chính Húc đơn giản chỉ trực tiếp rất nhiều. Lại trực tiếp nhảy dựng lên, vẻ mặt phách lối chỉ vào Hoa Minh mũi mắng thảo. Lão già kia, lão tử nói cho người biết, chúng ta Trịnh Đại Thiếu là nhìn người cái này phá tiệm châu báu cũng không tệ lắm, hơi có chút tiềm lực, cho nên mới nói muốn giúp người một cái, có thể người hắn mà hiện tại có ý tứ. Không tán thưởng, đạp vào mặt có đúng hay không? Tốt lắm, chúng ta đây lần này là tốt rồi chơi thật khá chơi, nhìn ngươi hắn mà cái này phá tiệm châu báu có thể ở cái này cùng châu, có thể ở cái này Giang Nam mở mấy ngày. Đừng trách lão tử không có việc gì trước nhắc nhở ngươi, chúng ta hắn mà tỉnh cục công thương có người. Ngươi hắn mà sẽ chờ xám xịt phá sản cút ngay, Chu Chính Húc cuối cùng chỉ vào Hoa Minh mũi hung hăng mắng. Mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với Chu Chính Húc lại trực tiếp xé rách ra mặt, há mồm liền mắng. Hoa Minh cái cổ đều nhanh nghẹn đỏ, hai cái tay toàn thật chặt, nhưng vẫn là không dám phát tiết ra ngoài, chỉ dám biểu hiện ra cuống quýt cười làm lành nói không phải là, ta. Trịnh Thiếu, Chu Thiếu, ta
ta biết các ngươi là hảo tâm, chỉ là chúng ta Kim Nam Châu Bảo thật chỉ là tiểu gia tiểu nghiệp, hai vị xin xin thương xót đi. Không có biện pháp, cái này lưỡng quần là áo lượt hắn Hoa Minh là thật không thể trêu vào a. Ngươi không có nghe thấy bọn họ đều như vậy nói thẳng, bọn họ tỉnh cục công thương đều có người. Được rồi, Hoa lão bản, ngươi cũng đừng cho ta nói những. Này có không có, ngươi đã Kim Nam Châu Bảo chướng mắt ta chính chính bân, tốt lắm, chúng ta đi nhìn, núi không gặp nước chuyển, đến lúc đó ngươi cũng lại quỳ rạp trên mặt đất cầu ta Nga nói ta thực sự, con người của ta kỳ thực nghe mềm lòng, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem bọn ngươi Kim Nam Châu Bảo 90% công ty cổ phần, lấy 10 vạn khối bán cho ta, chuyện này ta xem còn chưa tính, biết không? Ba ba, ha ha ha. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại vẻ mặt châm chọc lấy tay ở Hoa Minh trên mặt cực nhục nhã ba hai cái, lúc này mới tùy ý cuồng tiếu mặt âm trầm ly khai. Hiển nhiên, hắn là thật thật không ngờ tự Hoa Minh loại háo sắc này, Bắc Sơn cái loại này phá địa phương tới đầu nhà quê, lại dám cự tuyệt hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thật là tốt ý. Đã như vậy nói, chúng ta đây là tốt rồi chơi thật khá chơi đi. Không biết tự lượng sức mình lão già kia, hanh. Lão già kia ngươi chờ cho ta. Lại dám ở chúng ta Trịnh thiếu trước mặt làm càn, ngươi thật cho là mình coi là vật gì vậy? Lần này không chỉnh chết ngươi, không đem ngươi cái này phá tiệm châu báu làm cho phá sản, ta Chu Chính Húc tên tựu đảo lại niệm. Hanh, mà ở thấy tình cảnh này, Chu Chính Húc cũng vẻ mặt chỉ cao khí ngang nghênh ngang ly khai. Dĩ nhiên, cũng còn không có quên bỏ xuống như vậy câu ngoan thoại. Cái này hoàn toàn là kiêu ngạo tới cực điểm a. Trịnh thiếu mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc lớn lối như thế, như vậy nghênh ngang từ bản thân Trạm Ngọc Hán nội ly khai, Hoa Minh mở miệng, cuối cùng vẫn lắc đầu không nói tiếp cái gì. Không có biện pháp, dù sao đều chạy tới loại trình độ này, nói không chừng đối phương tự chỉ nói là nói lẫy ni. Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia duyên ngộ mấy canh giờ phi cơ chuyến rốt cục muốn lên phi cơ. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu do dự một chút, còn là cho Đồng Văn Thành gọi một cú điện thoại đi. Này, Trần Tiên Sinh, ngươi cũng đều đã lâu không đã gọi điện thoại cho ta, gần nhất lúc nào lúc rảnh rỗi đến cùng châu ngồi một chút ha, ta mấy ngày nay không biết vì sao, thắt lưng luôn cảm giác có chút không lớn thoải mái, vẫn muốn mời giúp ta xem một chút, lại không biết xấu hổ gọi điện thoại. Điện thoại một tá thông, ống nghe nội tự truyền đến Đồng Văn Thành sang sáng thanh âm. Bọn họ quả thực hình như thật lâu không liên lạc, gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là có chút việc. Chạy loạn khắp nơi. Đồng thúc thúc người cái này quá khách khí, khó chịu tự sớm gọi điện thoại cho ta a. Bảo quản người đến bệnh trừ. Vừa vặn ta hiện tại đang chuẩn bị từ kinh thành trở lại, đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nghe vậy Trần Phi lập tức vừa cười vừa nói. Người phải về Giang Nam tới. Đó là đương nhiên tốt, vậy nếu không tự tối hôm nay đi. Được rồi, người gọi điện thoại cho ta có chuyện gì mà. Đồng Văn Thành trước là có chút kích động. Sau lại hơi giọng nói một ngưng nói. Đi, vậy đêm nay đi. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu, mà lại vừa cười vừa nói là có chút việc mà, bất quá sự tình cũng không lớn, chính là muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm. Đồng thúc thúc ngươi biết Trịnh gia sao? Trịnh gia, ngươi là nói Trịnh Đông Dịch cái kia Trịnh gia. Nghe vậy Đồng Văn Thành nao nao, nghi ngờ nói. Cụ thể người nào Trịnh gia ta cũng không rõ lắm, bất quá tựa hồ tại đây Giang Nam, rất có phân lượng. Microphone nội truyền đến Trần Phi cười khẽ thanh. Đó phải là Trịnh Đông Dịch cái kia Trịnh gia. Ở chúng ta Giang Nam, ngoại trừ Tiêu gia trên cơ bản tự thuộc về bọn họ lợi hại nhất. Nghe thế Đồng Văn Thành tựa hồ có cái gì phán đoán, theo sát mà chỉ thấy Kỳ Hiếu Kỳ nói Trần Tiên Sinh ngươi thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi bọn hắn. Chẳng lẽ, có không có mắt Trịnh gia người, trêu chọc đến trên đầu ngươi. Lần này ngược lại không phải là trêu chọc đến trên đầu ta, mà là ta huynh đệ phụ thân. Huynh đệ ta Đồng thúc thúc ngươi biết chưa, chính là Hoa Chí Nam, gia đình hắn mặt là mở tiệm châu báu, gần đoạn thời gian làm không tệ, kết quả bị có chút đỏ mắt tên theo dõi. Nói đến đây Trần Phi Vi hơi dừng một chút, giọng nói khá lạnh nhạt nói ngươi nói đố kỵ, đỏ mắt loại sự tình này, ta cũng có thể lý giải, người thái độ bình thường nha. Có thể tên kia chân thực có chút quá công phu sư tử ngoạm, huynh đệ ta nhà tiệm châu báu ít nói một cái ức còn là đáng giá, kết quả ngươi đoán bọn họ thế nào kêu giới. 100 vạn mua tiệm châu báu 70% công ty cổ phần, quả thực tựu minh cướp. Còn có loại sự tình này mà, Trần Tiên Sinh, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho Trịnh gia nói một câu.
Nghe thế Đồng Văn Thành nhất thời sắc mặt đổi đổi, hướng về bên đầu điện thoại kia Trần Phi hỏi. Giá trị một cái ức tiệm châu báu, lại 100 vạn đã nghĩ mua 70% công ty cổ phần, đây quả thật là quả thực chính là minh cướp. Quá càn rỡ. Không cần, ngươi nếu gọi điện thoại đi nói, những tên kia còn làm sao dám tiếp tục nhảy ra. Nhưng Trần Phi lại cư nhiên lắc đầu cự tuyệt, nhất thời làm Đồng Văn Thành nao nao, sau đó trong con ngươi hiện ra lau một cái dị dạng cộng thêm vẻ cười khổ. Xem ra Trần tiên sinh cái này là chuẩn bị để xuống giải tuyến điếu cá lớn. Liền cùng trước vài lần vậy, xem ra Trịnh gia lần này được có đại phiền toái lạc, phía dưới người không có mắt chọc tới không nên dây vào người. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thành lại tiếp tục mở miệng nói ta hiểu được. Vậy ta đây biên cầm trước chuẩn bị một chút, hiển nhiên hắn cuối cùng cũng hiểu Trần Phi gọi điện thoại cho hắn tới dụng ý. Nếu Trịnh gia cả không ý thức được vấn đề, ý thức được nguy cơ nói, sợ rằng quả thực cần chuẩn bị một chút. Dù sao Trần Phi Trần tiên sinh người như thế một khi tức giận, một khi động thủ, vậy cũng thật thì không phải là cái gì đùa giỡn. Hắc hắc, không sai biệt lắm tự ý tứ này. Đồng thúc thúc người bên kia thuận lợi chuẩn bị một chút đi, nếu có chuyện gì mà, ta tốt trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Gặp Đồng Văn Thành nghe minh bạch ý của mình, Trần Phi lập tức cười hắc hắc cười, nói. Mỗi lần cho đối phương gọi điện thoại đều cũng có chuyện này, hỗ trợ, hắn cũng hơi chút có như vậy giờ không có ý tứ. Đi, ta đợi tìm người chuẩn bị một chút, muốn thật có vấn đề gì, chính ngươi gọi điện thoại cho ta đi à. Gặp Trần Phi không cùng bản thân khách khí, Đồng Văn Thành cũng cười thẳng thắn trắng ra gật đầu. Tuy nói hắn bình thường thật rất ít làm chuyện loại này mà, có thể thỉnh thoảng đến lần này, còn là thật thoải mái. Dù sao coi như là hắn Đồng Văn Thành đều rất khó nhượng Trịnh ra cái loại này tỉnh Giang Nam hào môn vọng tộc kinh ngạc, nhưng Trần Phi Trần tiên sinh lại không giống với. Người Trịnh gia lợi hại hơn nữa, như bức nữa, chẳng lẽ còn có thể hơn được phi báo tổng huấn luyện viên phải không? Tiếp, hai người lại hơi chút hàn huyên hai câu, Trần Phi liền cúp điện thoại. Bởi vì hắn muốn lên phi cơ. Cùng lúc đó Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn có Chu Chính Húc đã từ Kim Nam Châu bảo trạm ngọc bên trong xưởng đi ra, nghẹn nổi giận trong bụng ngồi xe ly khai. Mẹ, Trịnh Thiếu, lão già kia quả thực quá không tán thưởng, lại dám cự tuyệt hảo ý của ngươi. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên, Chu Chính Húc vẻ mặt tức giận mắng. Hiển nhiên hắn căn bản đều không nghĩ tới, Trịnh Đại Thiếu đều tự mình ra mặt, lão già kia lại còn dám cự tuyệt bọn họ. Cứ như vậy chẳng phải là hắn lại muốn kiếm ít thật lớn một khoản tiền. Hanh, xem ra lão già kia là thật cho là mình tìm được cái gì chỗ dựa vững chắc đi, chỉ bất quá, lẽ nào hắn cho là hắn tìm chỗ dựa vững chắc còn so với ta Trịnh Chính Bân còn càng mạnh sao? Quả thực tâm bị heo dầu mông. Không biết sống chết. Mà Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lúc này đồng dạng sắc mặt thật không tốt xem, trong mắt lộ ra lau một cái ngoan sắc nói. Phải biết rằng hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thân phận gì địa vị gì. Mặc dù bởi vì năm đó sự kiện kia chuyện hư hỏng mà, không có thể đủ tiến nhập chính đàn phát triển, có thể hắn Trịnh gia dòng chính đệ tử thân phận đây chính là thật đả thật. Chớ nói chi là phụ thân hắn còn là tỉnh cục công thương cục phó, đường đường phó thính cấp cán bộ. Phàm là dường như tiệm châu báu cái này một khối người ai nhìn thấy hắn không khách khí, thành thật, không lớn không thông thạo chuyên môn kết hắn Trịnh Chính Bân. Nhưng bây giờ chế diễu, hắn Trịnh Chính Bân trăm triệu nghĩ không ra, cái này cái gì phá Kim Nam Châu Bảo cũng dám như thế oai, lại dám cự tuyệt hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, hảo ý. Đây là đang coi thường hắn sao, còn là nói nghĩ hắn Trịnh Chính Bân không phía sau hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc lợi hại. Nghĩ đến đây. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên khuôn mặt thần sắc liền không khỏi càng âm trầm mấy phần, cười lạnh nói ta cũng muốn nhìn một chút, lão già kia đến tột cùng là tìm được bối cảnh gì chỗ dựa vững chắc. Có phải là thật hay không so với ta Trịnh Chính Bân, đều còn lợi hại hơn trên mấy phần. Trịnh Thiếu ngươi lời này tự khiêm nhường, tại đây Giang Nam, ngoại trừ tỉnh lý mặt mấy vị kia lãnh đạo công tử, hoặc là tiêu gia, thì có ai dám nói có thể so sánh Trịnh Thiếu lợi hại ni. Vậy đơn giản cuồng vọng tự đại. Bất quá Trịnh Thiếu, lão già kia chúng ta muốn thế nào thu thập hắn? Nghe vậy Chu Chính Húc lập tức vẻ mặt quyến rũ vuốt mông ngựa, sau lại hạ giọng hỏi. Cái này còn không đơn giản. Ngươi nói ta nếu để cho Cục Công Thương người đúng Kim Nam Châu Bảo tiến hành lần kiểm tra, hiện tại Châu Bảo trên thị trường tên nhiều như vậy, công thương bộ môn bình thường sẽ nhận được khiếu nại. Nghe vậy Trịnh Chính Bân trực tiếp cười tủm tỉm âm hiểm nói. Kiểm tra thí điểm. Nghe vậy Chu Chính Húc đầu tiên là sửng sốt,
sau đó có chút chần chờ nói Trịnh Thiếu, ta nghe nói Kim Nam Châu bảo phương diện này hình như đem khống rất nghiêm, như vậy cha nói, chỉ sợ cũng rất khó cha xảy ra vấn đề gì. Rất khó cha xảy ra vấn đề gì. Ha ha, có thể nghe nói, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại khinh thường cười cười nói Chính Húc, thế nào thời điểm mấu chốt ngươi trái lại hồ đồ như vậy ni? Kim Nam Châu bảo có vấn đề hay không, hắn mình nói không tính là, chúng ta cũng nói không tính. Nhưng nếu là cục công thương tra ra bọn họ có chuyện ni? Trịnh Thiếu, người ý tứ là, nghe thế Chu Chính Húc mạnh trước mắt sáng ngời. Đến bây giờ hắn rốt cục nghe rõ. Đúng vậy, Kim Nam Châu bảo có vấn đề hay không, hắn mình nói không tính là, hai người bọn họ nói cũng không coi là, mà là cục công thương người cha xảy ra vấn đề, đã nói coi là. Ý của ta ngươi còn nghe không hiểu. Ba ta thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng, ai sẽ không nể tình, đến lúc đó tùy tiện cho hắn quất một nhóm mạ vàng hàng đi ra, còn không chúng ta nghĩ thế nào vuốt ve tựu thế nào vuốt ve. Hanh, cũng liền vừa vỡ tiệm châu báu, lại còn dám như thế duệ, ta Trịnh Chính Bân đến muốn nhìn một chút, chờ bọn hắn cửa hàng bên trong bị tra ra mạ vàng hàng, trực tiếp cho hắn che. Đến lúc đó, bọn họ phải làm sao, ha ha ha. Vừa nói, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu một bên cười như điên. Nói đùa, tự vừa vỡ tiệm châu báu lão bản, hắn còn chưa phải là nghĩ thế nào thu thập, tự thế nào thu thập. Hắn thật đúng là không tin tự đối phương cái loại này mặt hàng, có thể ở hắn Trịnh Chính Bân trong tay lật lên sóng gió gì. Vậy cũng có thể sao? Hiển nhiên tuyệt không khả năng, ha 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 ha. Ha ha, lão già kia điều này khẳng định chết chắc rồi. Không hổ là Trịnh Thiếu, đẹp a. Nghe lời này Chu Chính Húc cũng không nhịn được theo vẻ mặt thống khoái mà cười ha ha lên. Nở nụ cười một trận sau, Chu Chính Húc lại hoặc như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chần chờ nói bất quá Trịnh Thiếu, lão già kia tựa hồ thật giống có bối cảnh gì, mới tuyển trạch cự tuyệt chúng ta. Nếu bị bên kia xuất thủ can thiệp nói, nếu không như vậy, chúng ta đi đem đài truyền hình thành phố ký giả tìm đến lúc đó chỉ cần đưa tin một khi phát hình. Coi như đến mặt sau bọn họ bên kia có thể đem cục công thương phiền phức giải quyết, nhưng bọn hắn sinh ý cũng nhất định sẽ xuống dốc không phanh, bởi vì trải qua TV. Người này quả thực chân thực quá độc ác, chiêu thức ấy quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi, đoạn người căn cơ. Một khi Kim Nam Châu bảo bị cục công thương xét xử chuyện tình lên TV, coi như sau lại điều tra ra nhưng thật ra là bị oan uổng, nhưng này cũng nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiệm châu báu danh tiếng. Sinh ý cũng nhất định sẽ vì vậy mà xuống dốc không phanh. Cái này hoàn toàn là nếu ta không chiếm được, đơn giản chỉ còn là hủy quên đi. Xin nhớ người, Chính Húc ngươi một chiêu này thế nhưng điên rồi, bất quá ta thích. Mẹ, cũng liền vừa vỡ tiệm châu báu mà thôi, lão tử còn không vui muốn, tốt nhất có thể đem nó làm cho phá sản tốt nhất. Cũng tốt nhường hắn minh bạch, cái gì là dám can đảm cự tuyệt, đắc tội ta Trịnh Chính Bân đại giới. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái âm xâm xâm thiếu ý, hừ lạnh nói. Cũng liền 2-3 giờ sau, đang ở Kim Nam Châu bảo Trạm Ngọc Hán trong lòng bất ổn, thập phần bất an Hoa Minh, đột nhiên điện thoại vang lên. Điện thoại, ai đánh tới? Nhất thời Hoa Minh nhìn không được trong lòng mạnh nhảy nhảy, sau đó chỉ thấy Kỳ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại phát hiện điện báo biểu hiện lại là bọn họ tiệm châu báu cùng châu phố xá sầm uất cửa tiệm quản lý dãy số. Cái này nhất thời làm trong lòng hắn càng trầm xuống, biết sự tình không ổn. Này! Theo sát mà, chỉ thấy Kỳ tay có chút phát run nhận nghe điện thoại. Thế mà hắn đều vừa mới nói ra một cái, này tự. Bên đầu điện thoại kia tiệm châu báu cùng châu phố xá sầm uất cửa tiệm quản lý lại cư nhiên giọng nói thập phần hốt hoảng, trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt này, lão bản sao? Là ta, Tiểu Chu, việc lớn không tốt. Vừa rồi cửa hàng trong đột nhiên tới một nhóm người của cục công an, nói muốn đúng tiệm chúng ta bên trong đồ trang sức, vàng bạc tiến hành kiểm tra bộ phận. Làm sao bây giờ? Cái gì, cục công thương người? Nghe vậy nhất thời Hoa Minh trong lòng chấn động, minh bạch là Trịnh Chính Bân trả thù tới. Phải biết rằng Trịnh Đại Thiếu phụ thân thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng, muốn điều một nhóm cục công thương người đến, còn không đơn giản. Hơn nữa tối trọng yếu là nếu là người nhà cục công thương quyết tâm muốn điều tra lời của bọn họ, coi như là bọn họ cửa hàng trong tất cả mặt hàng đều một chút vấn đề không có, chỉ sợ bọn họ thay đổi đều có thể cho ngươi thay đổi một nhóm có vấn đề hàng đi ra. Không phải nói quan tự hai chương miệng sao? Bọn họ những, này tiểu dân chúng, nói thế nào lại? Này, lão bản,
ta bên này bây giờ nên làm gì? Ta xem bọn hắn hình như tựu là cố ý đến tìm phiền toái. Gian Hoa Minh không nói lời nào, bên đầu điện thoại kia thanh âm có vẻ càng lo lắng. Tiểu Chu, đừng có gấp, trước đem tình huống ổn định, loại thời điểm này tuyệt không có thể tự loạn trận cước. Tiệm chúng ta bên trong hàng không thành vấn đề đi. Nghe vậy, Hoa Minh trầm giọng nói. Mà đang nghe Hoa Minh hỏi thăm, bên đầu điện thoại kia cửa tiệm quản lý ngay tức khắc kiên định nói tuyệt đối không thành vấn đề. Lão bản, điểm ấy ta có thể đánh 100 cam đoan. Tối thiểu chúng ta bên này hàng, tuyệt đối nhất kiện có vấn đề đều tìm không ra đến. Vậy hãy để cho bọn họ tra. Thân chính không sợ cái bóng tà, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là có thể tùy tiện cho chúng ta tiệm châu báu tát nước dơ sao? Nghe thế Hoa Minh lập tức khẽ cắn môi, nói. Hắn biết hiện tại mình tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, nếu không, vậy thực sự vấn đề lớn. Thế nhưng lão bản, cục công thương người còn đem đài truyền hình thành phố ký giả cho mang đến. Đã có thể lúc này quản lý kia còn nói thêm. Ngươi nói cái gì, ký giả? Nghe vậy nhất thời Hoa Minh chỉ cảm thấy trái tim đều dừng lại nửa giây, trong đầu xuất hiện ngắn chỗ trống. Ký giả. Cái này, đây cũng quá ngoan đi. Nếu bọn họ Kim Nam Châu bảo lần này thật lên TV, vậy coi như là bị hãm hại, oan uổng, có thể đối với bọn hắn tiệm châu báu danh tiếng mà nói, cũng tuyệt đối là trọng đại đả kích. Thậm chí cũng có thể là chí mạng. Đây quả thực quá khi dễ người đi. Chẳng lẽ có bối cảnh? Có quan hệ, tựu thật có thể đủ như vậy vô pháp vô thiên. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ chạm ngọc hán cửa chính lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Theo sát mà chỉ thấy Hoa Minh phản xạ có điều kiện nhìn sang, lại sau đó sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Trở nên có chút phẫn nộ, cũng có chút bối rối. Chỉ thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn có hắn chó săn, quân sư quạt mo Chu Chính Húc lại lần nữa ở một đám người vòng vây dưới đi tới. Một người cực kỳ tiêu sái châm một điếu thuốc, phun vòng khói thuốc, nhãn thần miệt thị, tà nghễ khóe mắt quét Hoa Minh, tên còn lại càng trực tiếp cười nhạt giễu cợt nói Hoa lão bản, thế nào? Người bên kia có hay không thu được tin tức gì à? Ta có thể nghe nói các ngươi có nhà tiệm bị tra xét, thế nào, có muốn hay không chúng ta Trịnh thiếu giúp một tay? Ha 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 hắc! Vừa nói, hắn trực tiếp nhịn không được cười như điên. Theo sát mà chỉ thấy kỳ khuôn mặt cùng với trong ánh mắt đều tràn đầy chẳng đáng, vẻ châm chọc. Lão già kia, hiện tại biết lợi hại chưa? Ha ha ha! Có thể ngoài dự đoán của mọi người, Hoa Minh lại sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trịnh Chính Bân, chậm rãi nói Trịnh thiếu, ngươi là đại nhân vật, ta Kim Nam Châu bảo không tư cách cùng ngươi có cái gì cùng xuất hiện, cũng không muốn cùng ngươi các, có cái gì cùng xuất hiện. Vì vậy hai vị nếu không chuyện gì, xin mời đi. Thỉnh đừng quấy rầy chúng ta công tác. Lão già kia, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi hắn ma cho. Nữa ta nói một lần. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhất thời hổn hển, vẻ mặt dữ tợn nói. Hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hạng thân phận hạng địa vị. Lúc nào bị như thế vũ nhục quá? Đất đều không đạp nhiệt, sẽ đuổi hắn đi. Mẹ, lão già kia ngươi có biết hay không ngươi bây giờ ở nói chuyện với người nào? Đừng hắn ma cho mặt không biết xấu hổ, có tin ta hay không các Trịnh thiếu đem ngươi cái này lão tạp mau thu vào đi ngồi tù. Mà ở nhìn thấy Hoa Minh lại dám dùng như vậy không tán thưởng, dám dùng loại giọng nói này, loại này ngôn ngữ theo chân bọn họ Trịnh Chính Bân Trịnh Đại bớt nói, Chu Chính Húc cũng trong nháy mắt tạc mau, nhảy dựng lên, chỉ vào Hoa Minh nổi giận mắng. Phải biết rằng hắn Chu Chính Húc thân phía sau núi dựa lớn, Trịnh Chính Bân Trịnh thiếu, đây chính là tỉnh cục công thương phó cục trưởng nhi tử. Kỳ phía sau còn càng có đứng tỉnh Giang Nam Trịnh ra cái loại này quái vật lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như Hoa Minh loại này phá tiệm châu báu lão tạp mao, lại dám đuổi bọn hắn, đuổi Trịnh thiếu đi, việc này nếu truyền đi, về sau hai người bọn họ mặt mũi muốn để nơi nào? Chớ nói chi là hắn Chu Chính Húc Chu Đại Thiếu, từ đặt lên Trịnh thiếu cái này cây chức cao, cái này cây đại to chân sau, chưa từng bị người như vậy không chút kiêng kỵ chạy qua. Cái này nhất thời khiến trong lòng của hắn hiện ra nồng nặc bị nhục nhã cùng phẫn nộ. Theo sát mà chỉ thấy kỳ lại chỉ vào Hoa Minh mũi, sắc mặt tái xanh, âm trầm tới cực điểm, tức miệng mắng to lão già kia, lão tạp mao, người hắn mà có đúng hay không đã quên ta trước hảo tâm nhắc nhở qua ngươi cái gì. Biết ở đây là địa phương nào sao? Đây là Cùng Châu, nơi này nước xa so với ngươi tưởng tượng sâu ni. Bao nhiêu người đi tới nơi này không hiểu quy củ. Đến cuối cùng đều hắn ma xám xịt lăn đi.
ngươi là thật chưa tới phút cuối chưa thôi, cho là chúng ta Trịnh thiếu không có thể chịu đựng thu thập ngươi, đúng không? Được rồi. Mà nhưng vào lúc này, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lại đột nhiên mặt không biểu tình đem uống đoạt, theo sát phía sau một đôi mắt không gì sánh được âm trầm, không gì sánh được lạnh lùng chết nhìn chằm chằm Hoa Minh, khóe miệng cong loan, đem vật cầm trong tay yên cái mông ném trên mặt đất dùng đại đầu giày ra hung hăng nghiền nghiền, nói Hoa lão bản, ta tin tưởng ngươi cũng phải là một người thông minh. Cũng nên minh bạch cái gì gọi là có tiền muốn mọi người cùng nhau kiếm. Ta Trịnh Chính Bân thủ hạ cũng có tiệm châu báu, nhất là tại đây cùng châu thị, dưới tay ta tiệm châu báu hoàn toàn có thể nói là bị vây lũng đoạn địa vị. Vì vậy ngươi nếu thật thông minh một chút, sẽ phải minh bạch lựa chọn như thế nào mới là chính xác. Nếu không, nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng loan ra xích lõa khỏa thân cười nhạt, nói nếu không, ta có thể để cho ngươi cái mông trần cút ra khỏi cái này cùng châu thị. Lão tạp mao, ngươi tin hay không? Ngươi! Nghe vậy Hoa Minh nhất thời tức giận đến cái cổ đều to đỏ, thậm chí ngón tay giáp đều ở đây trong lòng bàn tay để lại trắng dấu, hàm răng cắn được bang chặt. Bọn người kia, quả thực chân thực quá khinh người quá đáng. Cái này hoàn toàn chính là xích lõa khỏa thân chèn ép, xích lõa khỏa thân uy hiếp a. Có điểm thân phận bối cảnh, tựu thật có thể đủ như vậy vô pháp vô thiên sao? Hoa Minh trong lòng chân thực không cam lòng, cũng giận. Ghê gớm hắn Kim Nam Châu bảo tựu không ở nơi này cùng Châu làm ăn. Hắn còn chưa tin, cách cái này cùng Châu tỉnh lỵ thành thị, lẽ nào nhà bọn họ tiệm Châu báu sẽ mở không đi xuống. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn trước chiếm cứ sợ hãi cùng kiêng kỵ cũng từ từ thả. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, lạnh lùng nói Trịnh Đại Thiếu, người nói lời này không cảm thấy có hơi quá sao. Nói thật giống như cái này cùng Châu thị thật đúng là bị ngươi Trịnh gia lấy thúng úp voi tựa như, ta thừa nhận, Trịnh gia là rất lợi hại, bất quá chỉ bằng ngươi loại này lông cũng còn không dài đủ ăn chơi chắc táng, dựa vào cái gì có tư cách nói cái loại này mạnh miệng. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu mãn mặt đỏ lên. Thậm chí bởi vì phẫn nộ, nguyên bản thoạt nhìn còn có chút tuấn lãng khuôn mặt đều trở nên thập phần vặn vẹo. Thập phần dữ tợn. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới, cái này lão tạp mao cư nhiên lại đột nhiên hãy cùng ăn hùng tâm báo tử đảm tựa như, lại không sợ hắn. Vì vậy theo bản năng, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu có chút chột dạ, nhưng theo sát mà còn là thấy hắn xuất ra một phần hợp đồng, phanh một chút vỗ bàn trên, hung ác nói lão tạp mao, lão tử cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. 100 vạn, ta muốn ngươi Kim Nam Châu bảo 70% công ty cổ phần. Đừng hắn ma cho, nữa lão tử không tán thưởng. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Nhưng lúc này đây Hoa Minh nhưng ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Trịnh Đại Thiếu, cười lạnh nói 100 vạn. Trịnh Thiếu, nghe nói bên trong thành phố có tòa tửu điếm cấp 5 sao ngươi có 10% công ty cổ phần, nếu không ngươi đem 10% công ty cổ phần bán cho ta, thế nào? Ta ra 200 vạn. Lão tạp mau ngươi, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trong mắt đều đỏ. Thiếu chút nữa bị tức nổ phổi. Đến mức đứng ở hắn bên cạnh quân sư quạt mo Chu Chính Húc càng nhìn không được trực tiếp nhảy dựng lên, bộ mặt tức giận nói. Phải biết rằng Trịnh Thiếu trong tay thành phố ta tửu điếm cấp 5 sao 10% công ty cổ phần, kỳ định giá tối thiểu đều là 8 vị tính đã ngoài. 200 vạn thu mua, cũng không nói lão tạp mao coi là chưa rể cây chưa cây tỏi, coi như đối phương có nhất định thân phận bối cảnh. Có thể giống như loại này có thể ấp kim kê trứng gà mái, Trịnh Thiếu làm sao có thể sẽ bán. Hắn lại không ngốc. Tốt, 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 lão già kia, xem ra ngươi là quyết tâm phải cùng ta Trịnh Chính Bân đối nghịch. Chỉ thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu tức giận đến thẳng run run. Nghe vậy, Hoa Minh vẻ mặt oán giận bĩu môi, nói Trịnh Thiếu, ta Hoa Minh hiện tại tuy rằng già rồi, mà khi năm tóm lại còn là đọc quá đại học, luận hàm kim lược, sợ rằng đều so với ngươi có văn hóa đi. Minh nhân bất thuyết ám thoại, bây giờ không phải là ta Hoa Minh không tán thưởng, mà là hai vị, chân thực có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, khinh người quá đáng. Ta Kim Nam Châu bảo lại đã qua ít nói, một cái ức hay là muốn giá trị đi. Nhưng bây giờ chính là 100 vạn các ngươi nhị vị liền muốn chúng ta tiệm châu báu 70% công ty cổ phần, là ngươi ngốc. Cũng là ngươi nghĩ ta khờ. Lão già kia, xem ra ngươi là thật muốn cá chết lưới rách. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu sắc mặt tương đương xấu xí, hạ tối hậu thư ta cuối cùng nói lại lần nữa xem,
nếu như ngươi ký hợp đồng này, chuyện lúc trước ta Trịnh Chính Bân đại nhân có đại lượng, còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà nếu quả ngươi phải như thế không tán thưởng nói, các ngươi Kim Nam Châu Bảo sẽ chờ cút ra khỏi cùng Châu Thị đi. Xin lỗi, Trịnh Thiếu Chu Thiếu, nhị vị còn là xin mời, thỉnh đừng quấy rầy chúng ta công tác. Xem Hoa Minh lại càng trực tiếp, lại trực tiếp hạ lệnh lệnh đuổi khách. Xem ra hắn là thật đã thả. Tốt, tốt, tốt. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu chỉ cảm thấy trên mặt thật giống như đau rát, mặt đều triệt để ném sạch sẽ. Đây là người bản thân thân thủ đem cơ hội cuối cùng tống táng. Cũng đừng trách ta không nể mặt, theo sát mà chỉ thấy Kỳ Hai trong mắt âm trầm cực kỳ chết nhìn chằm chằm Hoa Minh, sau đó lại đột nhiên nổi lên lau một cái làm trò ngược, cùng châm chọc. Sau đó chỉ thấy Kỳ móc điện thoại di động ra, bấm ta điện thoại, Di Khí Huy chỉ nói này, Hoàng chủ nhiệm A, là ta, Chính Bân. Đúng, không sai, cái này lão tạp mau hay là hắn ma cho mặt không biết xấu hổ, không thức thời vụ. Hoàng chủ nhiệm làm phiền ngươi hiện tại dẫn người vào đi. Hoàng chủ nhiệm, Hoa Minh nhất thời trong lòng nhìn không được đập mạnh nhảy, sắc mặt thoáng cái lại có một ít hoảng lên. Hắn chân thực không nghĩ tới đối phương cư nhiên sớm liên chiêu thức ấy đều chuẩn bị xong. Vô luận là thì cục công thương thậm chí tỉnh bên trong cục chủ nhiệm, coi như là cái phó, đều hẳn là thực quyền rất lớn. Dù sao cũng là chuyên môn quản bọn họ. Ha ha, lão già kia, hiện tại biết sợ. Ta cho ngươi biết, hiện tại đã chậm. Các ngươi cái này phá tiệm châu báu sẽ chờ đóng cửa đi. Mà ở nhìn thấy Hoa Minh trên khuôn mặt không nhẫn nại được vẻ bối rối. Chu Chính Húc cùng với Trịnh Chính Bân nhìn nhau liếc mắt, người trước lập tức châm chọc nói. Hắn thấy, lão già này hoàn toàn là cho mặt không biết xấu hổ. Hiện tại rốt cuộc biết sợ, nhưng cũng tiếc, đã chậm, hanh. Sau đó không bao lâu chỉ thấy mấy chiếc xe phần phật đến rồi chạm Ngọc Hán Môn miệng, theo sát mà từ phía trên đi xuống vài cái vẻ mặt lãnh người cười, tất cả ăn mặc cục công thương chế phục. Những người đó vừa tiến đến liền bãi thúc tư thái. Trong đó một phệ tên càng còn âm thầm cùng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhãn thần trao đổi một chút, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương tâm lĩnh thần hội cười nhạt vẻ. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ uy phong lẫm lẫm quát lên các ngươi, ai là ở đây lão bản? Ta chính là, các ngươi, xin hỏi mấy vị có gì phải làm sao? Thấy thế Hoa Minh tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là phải nghênh đón miễn cưỡng cười nói. Có gì phải làm sao? Cho ta che. Nhìn lớn phúc béo phệ tên hét lớn một tiếng, sắc mặt uy nghiêm nói. Nhất thời phía sau hắn có vài tên mặc công thương chế phục người tựu đi lên. Vân, Vân chờ đã. Nhất thời Hoa Minh biến sắc, ngữ điệu đều có chút thay đổi nói mấy vị, chúng ta Kim Nam Châu Bảo các loại thủ tục đầy đủ hết, dựa vào cái gì đóng cửa tiệm của ta? Dựa vào cái gì, chỉ bằng hiện tại chúng ta đã tra được, các người tiệm châu báu mua bán châu bảo, đồ trang sức. Trong đó có đại lượng đều thảm tạp theo giả mạo ngụy liệt sản phẩm, thậm chí theo thứ tự hàng nhái tình huống phát sinh. Vì vậy chúng ta thì cục công thương hiện tại muốn y theo quy định, đối với các ngươi tiệm châu báu sản nghiệp tiến hành điều tra xét xử, xin ngươi phối hợp một chút. Phệ Vương chủ nhiệm nghiêm trang uy nghiêm nói, khóe miệng lại tràn đầy cười nhạt. Tựu như cùng Trịnh Đại Thiếu trước suy nghĩ, cái này châu bảo hành nghiệp cùng với công thương giám thị bên trong nước, xa so với ngoại nhân có thể tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Một khi bọn họ cục công thương quyết định muốn thu thập người kia, thu thập mỗ ra tiệm châu báu, bởi vì chức nghiệp tiện lợi, đây tuyệt đối là lại giản đơn bất quá chuyện. Chỉ cần tùy tùy tiện tiện như vậy tra một cái, coi như không thành vấn đề, lẽ nào thì không thể đủ cho nó tra ra có chuyện. Thậm chí coi như tra không xảy ra vấn đề, lẽ nào bọn họ vẫn không thể đủ y theo quy củ, trước đem tiệm đóng cửa. Sau đó sẽ điều tra sao? Quy củ là chết người là sống, nghiệp có chuyên tấn công. Bọn họ cục công thương muốn thu thập mỗ ra bối cảnh địa vị không lợi hại tiệm châu báu, đây tuyệt đối là tùy tùy tiện tiện, từng phút. Ngươi, các ngươi ngậm máu phun người. Nghe vậy nhất thời Hoa Minh thiếu chút nữa thấy hoa mắt, tức giận nói. Đến bây giờ hắn sao có thể không biết, đối phương những người này hoàn toàn tại ghim hắn các tiệm châu báu. Cái gì gọi là bọn họ tiệm châu báu mua bán châu bảo, đồ trang sức, trong đó trộn lẫn đại lượng giả mạo uy hiếp sản phẩm. Thậm chí theo thứ tự hàng nhái. Đây quả thực là ở ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Có thể nghe nói phệ thị cục công thương lãnh đạo lại cười lạnh một tiếng, miệt thị con người quét về phía Hoa Minh khinh thường nói thị phi khúc trực, tự có chúng ta cục công thương điều tra cùng bình phán. Đến lúc đó điều tra kết quả vừa ra tới,
là nên che các ngươi cái này không có thành tín tiệm châu báu, hay là muốn cho ngươi lão bản này, người phụ trách đi ngồi tù, đều biết gặp rốt cuộc. Phải biết rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, việc buôn bán không có lương tâm, vậy dĩ nhiên nhất định sẽ đã bị xã hội phỉ nhổ, còn có luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Phệ tên nghĩa tránh ngôn từ, lại ngược lại cười lạnh nói mấy năm nay giống như các ngươi loại này thấy tiền sáng mắt gian thương, ta Hoàng Khải gặp hơn. Lần này phạm đến trong tay ta, còn muốn chạy, hắn nhìn chằm chằm Hoa Minh vẻ mặt đều là trào phúng. Tự loại háo sắc này, cũng lại dám trêu chọc Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu. Quả thực không biết sống chết. Không biết Trịnh Thiếu là bọn hắn tỉnh cục Trịnh cục phó công tử. Quả thực chính là không có mắt. Gian thương. Đang nghe thì cục công thương Hoàng chủ nhiệm nói, Hoa Minh hàm răng đều thiếu chút nữa cắn nát, hai tay siết chặt, móng tay nhọn ở lòng bàn tay để lại rất nặng trắng dấu. Hắn hiện tại đương nhiên hoàn toàn minh bạch, những này thì cục công thương người khẳng định tất nhiên cùng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu có cấu kết. Cho nên mới phải như vậy lạm dụng chức quyền, ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen, đưa hắn Kim Nam Châu báu cùng châu phân tiệm che không nói, còn vu hãm hắn cửa hàng bên trong đồ trang sức, châu bảo có chuyện, là giả mạo uy hiếp sản phẩm. Cái này hoàn toàn tại ngậm máu phun người. Hắn trong điếm châu bảo, đồ trang sức có vấn đề hay không? Lẽ nào liên chính hắn đều không rõ ràng lắm sao? Lão tạp mao, trước ta cũng đã như vậy, hảo tâm, nhắc nhở qua ngươi, tại đây cùng châu, dám giống như ngươi lớn gan như vậy bao thiên cự tuyệt ta Trịnh Chính Bân, cũng không mấy cái. Hiểu lời này là có ý gì sao? Hanh, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lúc này vẻ mặt ngạo nghễ, một tay cầm điếu thuốc để xuống trong miệng, phun ra nuốt vào suy nghĩ vòng, tư thái cực kỳ tiêu sái, tay kia chỉ vào Hoa Minh mũi. Dùng một loại miệt thị giọng nói châm chọc nói. Lão già kia, hiện tại biết ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lợi hại đi. Thực sự là không biết sống chết, không biết lượng sức. Trịnh Thiếu, các ngươi như vậy lạm dụng chức quyền, kết bè kết cánh, lẽ nào sẽ không sợ sau sự việc đã bại lộ sao? Nghe vậy Hoa Minh trên mặt thần sắc cực phi khó coi, có chút tức giận run rẩy nói. Lạm dụng chức quyền, kết bè kết cánh, ha 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 ha. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thật giống như nghe được cái gì thiên đại trò cười, một đôi mắt không gì sánh được châm chọc cùng với miệt thị nhìn chằm chằm Hoa Minh, lắc đầu nói lão già kia, xem ra ngươi thật đúng là sống ở trong mộng chưa tỉnh ngủ a. Ngươi biết là ai sao? Ngươi lại biết ba ta là người nào không? Còn có Trịnh Chính Bân phía sau, Trịnh gia, hai chữ này, lại ý vị như thế nào, ngươi biết không? Nói đến đây cặp kia tràn đầy châm chọc cùng với khinh thường con ngươi chợt hoạt kê rơi xuống Hoa Minh trên người, trong miệng lần thứ hai tư thái tiêu sái thổ một cái vòng khói, lại đem yên cái mông phanh một chút, cư nhiên bắn ra đến Hoa Minh trước mặt, chợt khóe miệng lau một cái xích lõa khỏa thân màu sắc trang nhã hiện lên đi ra, cười ha hả nói lão già kia, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, tại đây cùng châu, thậm chí tại đây Giang Nam, chúng ta Trịnh gia dám nói đệ nhị, vậy tuyệt đối không ai dám nói đệ tam. Nói đến đây hắn hung hăng một trầu, sau đó lần thứ hai châm chọc nói ta thừa nhận tại đây Giang Nam, là còn có cái Tiêu gia có thể đặt ở chúng ta Trịnh gia trên đầu, có thể lão tạp mao, ngươi họ Tiêu sao? Còn là nói phía sau ngươi rùa đen rút đầu họ Tiêu. Nga, ngươi nhìn ta trí nhớ này, đã quên nói cho ngươi biết, phổ thông họ Tiêu tên, ta Trịnh Chính Bân thật đúng là không đem không coi vào đâu. Đó là, Trịnh Thiếu ngươi hạng thân phận hạng địa vị. Đây tuyệt đối là chúng ta tỉnh Giang Nam nha nội vòng số 1 số 2, ai dám ở trước mặt ngài làm càn. Nghe vậy thấy thế Chu Chính Húc Chu quân sư quạt mo cũng ngay tức khắc vẻ mặt quyến rũ thổi phồng lên, cả khuôn mặt trên đều là lấy lòng vẻ. Dù sao không có biện pháp, đối với hắn cái loại này trình tự mà nói, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu loại này cấp bậc siêu cấp nha nội quả thực xưng là ngưu bức. Siêu cấp lớn chân, phủ nhận hắn Chu Chính Húc cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực lấy lòng hắn. Đặt lên cái này cây cao chi, bắp đùi. Cùng lúc đó, thì cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải cũng vẻ mặt quyến rũ thảo hảo nhìn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt hắn cái loại này làm người ta chán ghét nịnh hót vẻ nhưng bây giờ quá mức rõ ràng. Cùng Chu Chính Húc so với, thân là thì cục công thương phó chủ nhiệm hắn, hiển nhiên càng muốn lấy lòng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu vị này tỉnh cục phó đại lão bản công tử. Đến lúc đó, chỉ cần đem vị này ra hầu hạ tốt rồi. Vậy hắn Hoàng Khải tương lai muốn thăng chức rất nhanh, ở cục công thương tiến hơn một bước, còn không đơn giản. Tục ngữ nói thật tốt, trong triều có người tốt làm việc. Nói chính là hiện tại loại tình huống này cùng đạo lý.
ngươi, ta. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lớn lối như thế nói, Hoa Minh trên trán lại có mồ hôi hột nhỏ đến, mồm mép run rẩy. Tuy nói hắn đã quyết định quyết tâm ghê gớm cá chết lưới rách, quyết không thỏa hiệp. Nhưng bây giờ hắn vẫn không nhẫn nại được có chút chột dạ. Khái nhân hai chữ kia, Trịnh gia, quả thực khá có vài phần trầm trọng thiên quân mùi. Lão tạp, Nga, không, Hoa lão bản, nếu không ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng thế nào. Mà nhưng vào lúc này Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lại đột nhiên mở miệng cười, vẻ mặt kiêu căng, cũng một bộ ăn chắc Hoa Minh biểu tình. Nghe vậy Hoa Minh ra mặt tử rút quất, nhưng không nói chuyện. Hanh, lão tạp mau, ngươi có đúng hay không còn muốn không tán thưởng, ngươi thái độ gì? Ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi loại này gian thương, nên chộp tới ngồi chuồng hổm đại lao, ngươi nói là đi. Hoàng chủ nhiệm, mà ở nhìn thấy Hoa Minh loại thái độ này, Chu Chính Húc lại nhảy ra nổi giận mắng, còn nghĩ một bên thì cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải lôi ra đến, cùng nhau hát mặt đen. Đó là dĩ nhiên, mấy năm nay từ trong tay ta đi vào bên trong gian thương, không 10 người cũng có 7-8 cái. Dài nhất cái kia có người nói bị kêu án 30 năm, đến lúc đó đi ra khẳng định tóc bạc. Ha ha, Phệ Hoàng chủ nhiệm khoa trương cười lạnh nói bản thân rất nhiều bức hình dạng. Mà đang nghe cái này Chu Chính Húc còn có thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải kẻ sướng người họa, Hoa Minh tuy rằng trong lòng đã quyết định, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được có chút hoảng hốt. Sau đó chỉ thấy Kỳ do dự nửa ngày, nói cái gì cơ hội cuối cùng. Xem ra Hoa lão bản ngươi cuối cùng là khai khiếu a. Không sai, vậy ngươi tự nghe cho kỹ. Nghe thế vậy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười đắc ý, lớn tiếng nói 100 vạn. Người Kim Nam Châu bảo từ đêm nay sau chính là ta Trịnh Chính Bân. Đến mức ngươi nha, còn có chút bản lĩnh, vậy lưu lại đánh cho ta trợ thủ, quản lý cửa tiệm, một năm ta cho ngươi phát 30 vạn năm lương. Ngươi, Trịnh Thiếu, ngươi có đúng hay không đang nói đùa? Nghe vậy Hoa Minh ra mặt tử mạnh run lên, trên mặt thần sắc trong nháy mắt không gì sánh được khó xem. Nói đùa, ta dĩ nhiên không phải đang nói đùa, mà là nhận chân chân ở đối với ngươi nói. Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu hử lạnh nói. Nhận chân chân. Nghe thế Hoa Minh chân thực không nhẫn nại được lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói Trịnh Thiếu, người nghĩ khả năng sao? Trước ngươi 100 vạn muốn mua ta Kim Nam Châu bảo 70% công ty cổ phần, ta đều không đáp ứng. Hiện tại ngươi còn muốn dùng 100 vạn mua ta Kim Nam Châu bảo toàn bộ công ty cổ phần. Đây không phải là đang nói đùa, là cái gì? Đó là bởi vì trước ta Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu đại nhân có đại lượng, muốn cho ngươi một cái cơ hội, có thể ai bảo ngươi lão già này không hiểu được quý trọng, không nắm chặt ni. Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu nghe vậy suy cười một tiếng, lại lấy ra một điếu thuốc, tiêu sái đốt, kiêu căng nghĩnh đầu thôn vân thổ vụ, nói lão già kia, ta hiện tại có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Nếu như các ngươi cái này phá tiệm châu báu không bán cho ta, ta đây Trịnh Chính Bân bảo chứng. Người tiệm châu báu sở hữu chi nhánh, phàm là ở cái này tỉnh Giang Nam nội, đều biết lập tức xảy ra vấn đề, thậm chí bị phong tiệm. Nói đến đây, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu chợt một trầu, lại ngạo nghễ cười lạnh, nói Hoa lão bản, ta nghĩ ngươi hẳn là xem như là một người thông minh, dù sao đọc quá lớn học. Ta Trịnh Chính Bân có thực lực gì, có gì chờ năng lượng, chỉ bằng Trịnh ra hai chữ này, cũng đã đủ để nói rõ hết thảy. Các ngươi tiệm châu báu cùng châu chi nhánh bị kiểm tra thí điểm, bị phong, đây chẳng qua là ta Chu Chính Húc đưa cho ngươi một cái cảnh cáo. Nếu là Hoa lão bản ngươi thức thời, 100 vạn đã đủ ngươi về nhà dưỡng lão. Nói cách khác, ha ha. Nói cách khác, thế nào? Có thể nhưng vào lúc này Hoa Minh lại cư nhiên đột nhiên cười lạnh, nói Trịnh Thiếu, có mấy lời nói quá vẹn toàn, thật là không tốt lắm. Cái này cùng châu có thể là chúng ta tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ, nước quá sâu. Cũng không ai có thể làm được lấy thúng úp voi, coi như là các ngươi Trịnh gia. Ngươi nghĩ chỉ ngươi loại này quần là áo lượt, có tư cách đại biểu toàn bộ Trịnh gia sao? Bất quá là kéo ra hổ WC kỳ mà thôi. Ngươi nói cái gì, lão tạp mau ngươi lại dám chào phúng ta. Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu nhất thời nổi giận, vẻ mặt vặn vẹo cùng dữ tợn, không nghĩ tới Hoa Minh loại này lão tạp mau, đồ nhà quê, lại dám như thế chào phúng hắn. Nói hắn không có biện pháp đại biểu toàn bộ Trịnh gia. Lão già kia, người hắn mà có đúng hay không muốn tìm cái chết. Chúng ta Trịnh thiếu hành sự, còn cần ngươi loại này đồ nhà quê chỉ trỏ, kỳ kỳ méo mó. Ngươi,
mà quân sư quạt mo gặp chủ tử bị giễu cợt, nhất thời giống như không gì sánh được trung thành cầu, nhảy ra, chỉ vào Hoa Minh mũi nổi giận mắng. Có thể Hoa Minh lần này lại lý, để ý đều không để ý đến hắn, nhìn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn có thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải cười lạnh nói chúng ta Kim Nam Châu bảo mở tiệm các hạng thủ tục đều đầy đủ hết, hơn nữa ta còn có thể bảo chứng. Tiệm chúng ta bên trong hàng, tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ các ngươi lại như vậy thông đồng một mạch, đổi trắng thay đen, mạnh mẽ đem chúng ta tiệm châu báu chi nhánh đóng cửa. Phương diện này mờ ám, tổng sẽ có người tới quan tâm cùng giải quyết, đều khi đó, chúng ta nhìn nữa ai mới có thể chân chính cười đến cuối cùng. Nhìn ngươi lời này còn là đang uy hiếp chúng ta lạc. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lại không biết Trịnh Thiếu là thân phận gì? Thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải ở nhìn thấy Hoa Minh cư nhiên dám lớn lối như vậy, uy hiếp bọn họ, nhất thời nổi giận, mập mạp xấu xí trên khuôn mặt tràn đầy châm chọc nói họ Hoa, ta cho ngươi biết, các ngươi tiệm châu báu hàng có vấn đề hay không, ngươi nói không tính, người tiêu thụ nói cũng không coi là, chỉ có chúng ta cục công thương nói mới coi là. Hanh, thật nghĩ đến ngươi coi là vật gì vậy, chúng ta thị cục công thương muốn phong ngươi một nhà nho nhỏ tiệm châu báu, vậy còn không giản đơn. Nói đến đây hắn đưa mắt rơi xuống Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên người, lại đem châm chọc giọng nói thu liếm, thay vẻ mặt quyến rũ nói Trịnh Thiếu, y theo ta nói, chúng ta còn là đừng ở chỗ này cùng loại này không tán thưởng tên nói nhảm nhiều, trực tiếp đem hắn tiệm châu báu còn có trạm ngọc hắn đóng cửa được. Đến lúc đó nhìn hắn còn lấy cái gì mạnh miệng. Không sai, Trịnh Thiếu, cái này lão tạp mau thật cho là mình coi là vật gì vậy. Phi, cũng không sợ phao nước tiểu chiếu mình một cái dáng dấp ra sao. Ta nói phải nhường hắn minh bạch, cái gì là dám can đảm cự tuyệt chúng ta, gan dám đắc tội ngài Trịnh Thiếu hạ tràng. Chu Chính Húc cũng nhảy ra chỉ điểm Giang Sơn nói. Tốt lắm, Hoàng chủ nhiệm, hiện tại ngay tức khắc cho ta đem ngọc này điêu hắn che. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu vung tay lên nói, làm cho phong hắn. Mấy người các ngươi còn hắn ma cho ta lo lắng làm gì? Không nghe được Trịnh Thiếu nói, trên, đem cái này phá địa phương cho ta che. Nhất thời phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải hét lớn một tiếng, kỳ phía sau mấy cái người mặc công thương chế phục tên lập tức động, đi lên trước đến, đem cái này Kim Nam Châu bảo trạm ngọc hán che lại. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đám người trên mặt hiện ra thắng lợi kiêu căng cười nhạt. Mẹ, lão già kia, hiện tại biết lợi hại chưa? Lại dám theo ta Trịnh Chính Bân đối nghịch. Vân vân chờ đã, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Mà ở nhìn thấy những thứ kia là cục công thương người cư nhiên thật muốn phong hán, Hoa Minh nhất thời nhìn không được có chút luống cuống, chợt thần sắc hốt hoảng ngăn lại nói. Chúng ta không có khả năng làm như vậy, ngươi cho ta làm rõ ràng, chúng ta là công thương, các ngươi tiệm châu báu hiện tại kẻ khả nghi tiêu thụ giả mạo Ngụy Liệt Châu Bảo, đồ trang sức, vì vậy căn cứ quy định, chúng ta hoàn toàn có tư cách, cũng có quyền lợi phong các ngươi tiệm cùng hán. Thỉnh đừng làm trở ngại công việc của chúng ta. Nếu không, đó chính là gây trở ngại công vụ. Hoàng chủ nhiệm cười lạnh dở giọng. Thoạt nhìn loại sự tình này mà hắn dĩ vãng thực sự là làm hơn, vì vậy hoàn toàn cẩn thận, là y theo quy củ làm việc. Khiến Hoa Minh tìm không ra bất luận cái gì ngôn ngữ đến phản bác. Không sai, đầu năm nay gian thương cái gì chân thực quá ghê tởm, Tịnh cầm đồng thau mạ vàng đến lừa dối người tiêu thụ, kiếm lấy cách xù lợi nhuận, đây chính là phạm pháp. Hoàng chủ nhiệm các ngươi công thương có thể nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp, cho chúng ta dân chúng một cái hài lòng dặn dò. Chu Chính Húc cũng nhảy ra cười nhạt. Đây là dĩ nhiên, Trịnh Thiếu, Chu Thiếu các ngươi yên tâm, loại này vi phạm pháp luật gian thương hành vi, một khi thẩm tra, chúng ta công thương nhất định sẽ đem nghiêm trị không tha, thậm chí phối hợp ngành công an đồng chí đem ra công lý. Hoàng chủ nhiệm đại khí lăng nhưng mà nói. Ngươi, các ngươi, ta gọi điện thoại. Nghe vậy thấy thế Hoa Minh chân thực có chút luống cuống, đưa tay đưa vào túi tiền. Ngươi làm gì, tay cho ta lấy ra nữa, chẳng lẽ ngươi nghĩ gây trở ngại công vụ phải không? Có thể ở nhìn thấy Hoa Minh đưa tay vói vào túi quần trong, còn nói muốn gọi điện thoại, phó chủ nhiệm Hoàng Khải không hiểu một trận chột dạ, theo quát to. Gây trở ngại công vụ, ta bất quá là muốn gọi điện thoại mà thôi, thế nào, Hoàng chủ nhiệm, lẽ nào các ngươi nhiều người như vậy tại đây? Nhưng ngay cả nhường ta gọi điện thoại can đảm cũng không có sao. Thấy tình cảnh này, không biết vì sao Hoa Minh trong lòng cũng tốt giống như đột nhiên buông lỏng một chút, chợt khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, nói. Ngươi nói cái gì?
Nhất thời Vệ Hoàng chủ nhiệm một trận cái cổ đỏ lên, tức giận nói. Được rồi, nhượng hắn đánh. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này lão tạp mao phía sau mặt đến tột cùng là đứng người nào, lại dám theo ta Trịnh Chính Bân đối nghịch. Đã có thể lúc này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại đột nhiên phất phất tay, cất giọng nói. Phải biết rằng hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hạng thân phận, hạng địa vị. Nhất là đang nghe Hoa Minh trước lần nói, càng giống như là châm chọc vậy, chưa nhịn được. Thấy tình cảnh này, Hoa Minh tự nhiên lập tức không chút do dự, thần sắc hốt hoảng bấm Trần Phi điện thoại. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị sân bay, Trần Phi vừa mới từ trên phi cơ xuống tới, tự nhiên hắn điện thoại di động cũng mới vừa mở. Nhưng vào lúc này chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, khiến Trần Phi con ngươi trong hơi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị, chợt ánh mắt dừng lại ở điện báo biểu hiện trên. Là Hoa Thúc Thúc, mà ở nhìn thấy điện thoại di động điện báo biểu hiện trên đánh dấu sau, trong mắt hắn dị dạng vẻ liền càng đậm liệt mấy phần. Này, Hoa Thúc Thúc sao? Theo sát mà chỉ thấy Kỳ chuyển được điện thoại nói. Này, Tiểu Trần sao? Là ta là Hoa Minh, cái kia, cái này. Bọn họ hiện tại mang theo cục công thương người đến Phong Ta Hán. Nhất thời từ ống nghe nội truyền đến Hoa Minh hốt hoảng thanh âm. Phong Hán, Hoa Thúc Thúc người đừng vội, từ từ nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghe vậy Trần Phi con người hơi lạnh lẽo, nhưng ngoài miệng còn là an ủi đối phương, hỏi. Cái kia. Là như vậy, Tiểu Trần, bọn họ hiện tại cấu kết thì cục công thương người, nói chúng ta tiệm châu báu người châu bảo, đồ trang sức có chuyện, trước đều đã đem chúng ta tiệm châu báu cùng châu chi nhánh đóng cửa, hiện tại lại còn phải tiếp tục phong chúng ta tiệm châu báu Trạm Ngọc Hán. Hoa Minh ngữ tốc thật nhanh nói rằng, là như thế này à, Hoa Thúc Thúc, không có chuyện gì, nếu bọn họ muốn phong, vậy hãy để cho bọn họ phong tốt rồi. Có thể nghe nói, Trần Phi lại đột nhiên cười cười. Để cho bọn họ phong, thế mà nghe được Trần Phi lời này, Hoa Minh cũng không từ ngây ngẩn cả người. Lời này, có ý tứ. Không sai, Hoa Thúc Thúc, người nếu tin tưởng lời của ta, tự để cho bọn họ phong đi. Không phải là có câu là phong tiệm dễ, mở tiệm khó khăn sao? Người yên tâm, bọn hắn bây giờ như vậy chỉ cao khí ngang che các người tiệm, còn có Trạm Ngọc Hán, sau bọn họ nhất định sẽ cầu các ngươi mở lại. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Trần Phi cười khanh khách thanh âm. Loại sự tình này mà với hắn mà nói, thật không có độ khó. Tốt lắm, ta đây minh bạch nên làm như thế nào. Nghe thế coi như là Hoa Minh lại ngu xuẩn, cũng khẳng định minh bạch hoặc là cái này Tiểu Trần cũng đang lừa dối hắn, hoặc là... chính là thật không có đem cục công thương để vào mắt, định liệu trước. Nghĩ đến đây hắn cũng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút an lòng, chợt miễn cưỡng bật cười. Nói tốt lắm, Tiểu Trần, chuyện này tự làm phiền ngươi. Yên tâm đi, Hoa Thúc Thúc, chuyện này đến kết quả cuối cùng, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng. Trần Phi cười cười, cúp điện thoại. Sau đó chỉ thấy thứ nhất vậy tại nơi sân bay rất nhanh thông đạo đi tới, một bên lại bấm người nào đó điện thoại. Tỉnh Giang Nam, cùng Châu Thị Thị Uy phòng thư ký làm việc, Đồng Văn Thành đồng bí thư chính lật xem một phần vừa bị đưa tới trọng yếu văn kiện lúc. Hắn bình thường ít đại hội vang lên điện thoại di động lại vang lên. Nhất thời chỉ thấy Kỳ con ngươi hơi lóe lóe, đem điện thoại cho cầm tới. Này, Trần Tiên Sinh, ngươi đến cùng Châu. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ đè xuống điện thoại nút trả lời hỏi. Hiển nhiên, cái này điện báo không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Đúng vậy, đến rồi. Đồng Thúc Thúc, cùng Châu thì cục công thương về ai đang quản. Ngươi giúp ta gọi điện thoại cho hắn. Nhượng hắn ngay tức khắc cho thị cục công thương một. Gọi là Hoàng Khải phó chủ nhiệm gọi điện thoại, nhượng hắn lập tức đình chỉ đúng Kim Nam Châu báu phong tiệm. Nghe được Đồng Văn Thành thanh âm, Trần Phi cũng không khách khí, ngay tức khắc nói rằng. Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này lời như vậy, Đồng Văn Thành mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là không nhịn được hơi cái trán có chút đổ mồ hôi. Bởi vì hắn nghe được, Trần Tiên Sinh là thật có chút tức giận. Đi, ta hiểu được. Ta hiện tại ngay tức khắc tự cho thị cục công thương Đoạn Linh Tinh đồng chí gọi điện thoại. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ lập tức nói. Vân vân chờ đã, có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy Trần Đồng Văn Thành nao nao, nói Trần Tiên Sinh, còn có cái gì không đúng sao? Như vậy, người tạm thời trước đừng tự mình đứng ra, tìm cái cấp bậc thấp một chút đi nói, nếu không đả thảo kinh xà có thể không tốt lắm. Trần Phi suy nghĩ dưới, nói. Đả thảo kinh xà.
Nghe thế Đổng Văn Thành chưa vẫn không rõ Trần Phi Trần tiên sinh là tâm tư gì, cái này hoàn toàn là đang bị để xuống giải tuyến điếu cá lớn a. Nghĩ đến đây hắn liền không khỏi cái chán lại mạo đổ mồ hôi, theo sát mà lập tức gật đầu nói ta hiểu được. Ta có cái thân tín là phó thị trưởng, vừa vặn chủ quan kinh tế, công thương cái này một khối, nếu không để hắn trước đứng ra đi. Phó thị trưởng, đi, bất quá nhớ kỹ nhất định phải nghe hắn một câu, cũng đã thảo kinh xã a. Trần Phi dặn dò. Ta minh bạch, Đổng Văn Thành không chút do dự gật đầu. Sau đó chỉ thấy kỳ cúp điện thoại. Cái này Trịnh gia thực sự là phải ngã xui xẻo lạc. Cúp điện thoại sau, Đổng Văn Thành một bên lắc đầu cười, một bên vừa không có ấn thường quy trình tự, trước gọi bí thư gọi thông cùng Châu thị phó thị trưởng điện thoại, mà là bản thân trực tiếp cầm tư nhân điện thoại tự cho thân tín của hắn cùng Châu phó thị trưởng đẩy đi. Người khỏe, ta là Kim thị trưởng bí thư Tiểu Bùi, Kim thị trưởng hiện tại đang họp, xin hỏi là vị nào? Rất nhanh, điện thoại kết nối, nhưng lại từ microphone nội truyền đến một người tuổi còn trẻ thanh âm. Là ta là Đổng Văn Thành, đi thỉnh Kim Chính Lâm đồng chí tiếp được điện thoại. Nghe vậy Đổng Văn Thành dùng cực kỳ uy nghiêm, không cho cự tuyệt giọng nói. Đổng bí thư, ngài thân chờ một chút, ta ngay tức khắc đi thông chi Kim thị trưởng. Mà tự xưng vì Tiểu Bùi bí thư đang nghe Đổng Văn Thành thanh âm cùng nói, nhất thời nhịn không được sợ nhảy dựng lên. Chợt vội vã cung kính nói, thậm chí đã cầm điện thoại di động lên đi tìm Kim thị trưởng. Này Đổng bí thư, là ta là Kim Chính Lâm, xin hỏi có dặn dò gì? Một lát sau, tự từ lời kia đồng nội truyền đến một đạo cung kính hô. Hiển nhiên người nọ không là người khác, chính là cùng Châu thị hiện giữ phó thị trưởng một trong. Hơn nữa còn là chủ quản kinh tế, công thương cái này một khối, hơn nữa còn là thị uy bí thư Đổng Văn Thành tâm phúc, vì vậy tại đây cùng Châu xem như là rất có tiền đồ. Ta hiện tại có món rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu muốn ngươi đi làm. Nghe kỹ cho ta, cũng sai lầm. Sau đó Đổng Văn Thành đã đem Trần Phi ý tứ nói một lần. Cục công thương, Hoàng Khải, ta hiểu được, Đổng bí thư, ta biết nên làm như thế nào. Mà đang nghe Đổng Văn Thành đem cả chuyện đều trình bày rõ ràng sau, ngay cả Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng, cũng không nhịn được trên mặt thần sắc chợt đổi, sau đó vội vàng vàng gật đầu. Ngoan ngoãn, Đổng Bí Thư trong miệng Trần Tiên Sinh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liên Đổng Bí Thư đều có thể đủ mời được hỗ trợ, cái này đều không nói, tối trọng yếu là. Hiện tại vị kia là chuẩn bị để xuống giải tuyến điếu Trịnh gia cá lớn. Nhất thời hắn liền không khỏi cả người run rẩy, càng run rẩy hiển hách lên. Vậy là tốt rồi, lão Kim, nhớ kỹ chuyện này có thể nghìn vạn muốn làm được đẹp một điểm, nếu không vị kia muốn là sinh khí, có thể thì phiền toái. Đổng Văn Thành cuối cùng căn dặn một tiếng. Nói xong Đổng Văn Thành liền trực tiếp cúp điện thoại. T. Mà đang nghe đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thị Uy bí thư Đổng Văn Thành, đều cư nhiên như thế tôn sùng. Kính nể, vị kia, Kim Chính Lâm nhất thời sắc mặt chợt biến, đầu đầy mồ hôi, cũng hít một hơi khí lạnh, chợt càng phát ra ý thức được chuyện này khẩn cấp. Sau đó chỉ thấy kỳ cũng lười cho. Nữa thì cục công thương cục trưởng Đoạn Linh Tinh gọi điện thoại, mà là sai người tìm được rồi thì cục phó chủ nhiệm Hoàng Khải điện thoại, đánh tới. Cùng lúc đó, Kim Nam Châu bảo trạm Ngọc Hán Nội, về Hoàng Khải Hoàng chủ nhiệm cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ở nhìn thấy Hoa Minh gọi điện thoại sau. Lại cư nhiên thập phần quỷ dị thẳng đi góc không nói được một lời, không nói câu nào, cái này nhất thời khiến trong lòng bọn họ mặt cổ quái. Không rõ cái này lão tạp mao trong hồ lô đến tột cùng là đang bán thuốc gì. Tối trọng yếu là, bọn họ chân thực không nghĩ ra, một cái từ Bắc Sơn cái loại này thâm sơn cùng cốc tới đồ nhà quê, dựa vào cái gì ở gọi một cú điện thoại sau, sẽ như vậy bình tĩnh, sẽ như vậy khí định thần nhàn. Lẽ nào cái này lão tạp mao là không muốn hắn cái này tiệm châu báu? Vẫn cảm thấy, bọn họ những người này, căn bản là không có tư cách không thể chịu được hắn. Trong lòng càng là nghĩ như vậy, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải đám người liền vượt cảm giác trong lòng có chút bất an ổn. Cũng hiểu được cái này lão tạp mao, có đúng hay không mắt thấy chơi bất quá bọn hắn, không hy vọng, liền cố ý thể hiện loại này tư thái, chơi bọn họ. Càng muốn. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thì càng cảm giác cái này lão tạp mao tại chơi bọn họ. Bằng không, chỉ bằng loại này chính là từ Bắc Sơn cái loại địa phương đó tới đầu nhà quê, lại có tư cách gì, lại có cái gì năng lực, bối cảnh, dám liên hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng không coi vào đâu. Lại dám xem thường, cự tuyệt hắn.
Nghĩ đến đây chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trong lòng liền càng thêm tích, giống như bị làm nhục vậy. Sau đó chỉ thấy Kỳ bước đi ra góc Hoa Minh trước mặt, cười nhạt châm chọc nói lão tạp mao, người bối cảnh chỗ dựa vững chắc ni. Lại dám đùa giỡn. Nhưng ngay khi hắn những lời này đều còn chưa nói hết, cách đó không xa Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, líu díu gọi cái liên tục. Thế mà chính là cái này chuông điện thoại vang lên, nhất thời vô luận là khiến Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hay hoặc là Chu Chính Húc, thậm chí Phệ Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải bản thân, cũng không từ trái tim mạnh nặng nhảy một chút, sau đó tình không điều khiển tự động mồ hôi lạnh đều nhô ra. Điện thoại này không tới sớm không tới trễ, không phải vừa vặn hiện tại đến, chẳng lẽ? Sau đó chỉ thấy Kỳ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhất thời sắc mặt càng hốt hoảng. Bởi vì điện báo biểu hiện dãy số, lại là thị ủy bên kia. Dừng tay. Chợt chỉ thấy Hoàng Khải sắc mặt kinh dị, thậm chí hơi có chút tái nhợt quát lớn ở đang ở dán giấy niêm phong chính là thủ hạ, sau đó nhãn thần cực kỳ dị dạng cùng cổ quái quét mắt Hoa Minh, lúc này mới cẩn cẩn rực rực nhận nghe điện thoại. Sau đó, liền từ ống nghe nội truyền đến một đạo dị thường nghe vậy thanh âm này, ta là Kim Chính Lâm, ngươi là ai? Có đúng hay không Hoàng Khải? Kim Chính, ngài là Kim Thị trưởng. Mà Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải vừa nghe lại là Phó Thị trưởng Kim Chính Lâm, tự mình cho hắn tìm cái Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm gọi điện thoại tới, nhất thời nhìn không được bị dọa đến cả người một cái giật mình. Mặt đều thiếu chút nữa trắng, sau đó run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nói Kim Thị trưởng xin chào, ta là Thị Cục Công Thương Hoàng Khải, Tiểu Hoàng, xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Ta hỏi ngươi. Người bây giờ là không phải là đang ở bìa một nhà tên là Kim Nam Châu báo tiệm. Ai ra lệnh cho ngươi? Ai cho ngươi làm như thế? Có hay không thủ tục cùng phê văn? Ống nghe nội nhất thời truyền đến Kim Chính Lâm Kim Thị trưởng gầm lên thanh âm. Không, không phải là. Kim Thị trưởng, người nghe ta giải thích, chúng ta là nhận được nhiệt tâm quần chúng tố cáo, nói cái này Kim Nam Châu bảo mua bán đồ trang sức, châu bảo, có đại lượng đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, vì vậy chúng ta mới. Hoàng Khải vừa nghe đến Kim Chính Lâm chất vấn thiếu chút nữa không có bị sợ nằm xuống, nhất thời thủ nhuyễn cước nhuyễn chiến giải thích rõ nói. Tố cáo, nhận được tố cáo sẽ phong tiệm, vậy có phải hay không chỉ cần ta Kim Chính Lâm bị tố cáo một lần, sẽ ngay tức khắc cách chức điều tra. Người bây giờ nghe kỹ cho ta, bất kể là ai ra lệnh cho ngươi, cũng không quản chuyện này có đúng hay không ở kết bè kết cánh, đổi trắng thay đen. Hiện tại mã núi bỏ trở lại cho ta thì cục điều tra rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kim Chính Lâm giọng nói vô cùng vi bất thiện mở miệng nói. Kim Thị trưởng, ta. Nghe vậy nhất thời Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải mọi người quả thực bị sợ choáng váng, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ hắn cái trán như mưa giờ vậy ngã nhào xuống, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự Hoa Minh cái loại này Bắc Sơn tới đầu nhà quê. Cư nhiên phía sau thật có kinh khủng như vậy chỗ dựa vững chắc. Một chiếc điện thoại cư nhiên có thể tự đưa bọn họ thì cục công thương trực hệ lãnh đạo kêu đến, hơn nữa còn là chủ quan bọn họ thì kinh tế, công thương phó thị trưởng, đây quả thực. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Phi vừa rồi cú điện thoại kia thực sự tự gọi tới lãnh đạo, hơn nữa lại còn là Đông Châu thị nhân vật số 1. Quan lớn một cấp đè chết người, nhưng bây giờ Kim Thị trưởng mới so với hắn năm thứ nhất đại học cấp sao. Đáng chết, tại sao có thể như vậy a? Trong chớp nhoáng này hắn quả thực thiếu chút nữa ruột đều hối thanh. Đây rõ ràng là thần tiên đánh nhau, hắn loại này thí điểm lớn tiểu nhân vật, loạn đi xem náo nhiệt gì a? Đây không phải là muốn chết sao? Này, người không nghe được lời nói của ta. Có thể nhưng vào lúc này từ lời kia đồng nội truyền đến Kim Chính Lâm Kim Thị trưởng thanh âm lạnh như băng. Cái này tiểu phó chủ nhiệm dám không trở về lời của hắn. Nghe thấy, Kim Thị trưởng, người yên tâm, ta ngay tức khắc ra lệnh cho bọn họ đình chỉ phong tiệm cũng trở về cục điều tra rõ đây là có chuyện gì. Nhất thời phân phúc béo phệ Hoàng Khải thiếu chút nữa bị sợ ngốc, chiến run đầu lắp bắp nói. Về Kim Nam Châu báo điều tra kết quả, một có kết quả ngay tức khắc hồi báo cho ta. Kim Chính Lâm lại lần nữa nói tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Vâng. Mà Phệ Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải vẫn còn đầu đầy mồ hôi nói là, thẳng đến điện thoại đô đô thanh đều truyền đến tốt một trận, hắn mới từ từ hoàn hồn, lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, ngẩng đầu,
hướng về phía vậy còn ở nhàn rỗi buồn chán, câu được câu không dán giấy niêm phong chính là thủ hạ nhất nhất săn dậy đi qua các ngươi đều là người điếc. Không nghe được, nhanh dừng lại cho ta, mau đưa giấy niêm phong cho ta thu. Nhất thời này Mặc Công Thương người một đám tất cả sắc mặt tướng dò xét ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết hình cục trưởng cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Ngay cả Chu Chính Húc cũng sắc mặt có chút nổi lên nghi ngờ, đi tới giọng nói kinh ngạc nói Hoàng chủ nhiệm, người đây là ý gì? Nhưng bây giờ Phệ Hoàng Khải đâu còn cố tình tư phản ứng cái gì Chu Chính Húc, phải biết rằng đây chính là một chiếc điện thoại đã đem Kim Chính Lâm Kim Thị trưởng gọi tới người, có thể nghĩ cái này Kim Nam Châu bảo bối cảnh là có cỡ nào thâm hậu. Nói không chừng chính là Kim Chính Lâm Kim Thị trưởng quan hệ thế nào tương đối gần bằng hữu. Thậm chí còn Kim Chính Lâm Kim Thị trưởng chính là cái này Kim Nam Châu báu chỗ dựa vững chắc. Nghĩ đến đây, Phệ Hoàng Khải trên trán lưu lại mồ hôi hột lại càng nhiều. Càng biện pháp, phải biết rằng trước hắn thế nhưng còn che Kim Nam Châu bảo một nhà chi nhánh, và lại bây giờ còn dẫn người đến tiếp tục phong. Dưới loại tình huống này, nếu như không nhanh chóng vãn hồi cục diện, bất bình hơi thở bọn họ tức giận, mà đợi được đối phương nếu là dưới cơn nóng giận. Vậy hắn cái này phó chủ nhiệm vẫn có thể tiếp tục lập tức đi không? Phải biết rằng đây chính là phó thị trưởng Kim Chính Lâm A. Coi như là chính thiếu phụ thân hắn, đường đường tỉnh cục phó cục trưởng, ở trước mặt đối phương chỉ sợ cũng tự chuyện như vậy, thậm chí còn thiếu chút nữa. Nhưng bây giờ, nhóm người mình lại cư nhiên che hắn, hoặc bạn hắn tiệm, đây quả thực, quả thực. Nói chung Phệ Hoàng Khải là thật có chút choáng váng, trong lòng thất thượng bát hạ. Nhưng sau đó, hắn vẫn ngoan cắn răng, dám bài trừ một nụ cười sáng lạng hướng Hoa Minh bước nhanh tới. Sau đó mọi người tại đây liền gặp được dị thường giật mình một màn. Chỉ thấy Kỳ cư nhiên hơi đẩy ra một điểm lúc này đang đứng ở Hoa Minh trước mặt Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, vẻ mặt quyến rũ cùng lấy lòng, lại đem Hoa Minh hai tay nắm thanh sắc cũng tốt nói Hoa lão bản, người nhìn ta đây hồ đồ. Thực sự là xin lỗi, những ngài chịu ủy khuất. Mà ở nhìn thấy một màn này, tuy rằng trong lòng sớm có trong lòng, có thể Hoa Minh cũng vẫn là không nhịn được bị cái này 360 độ đại chuyển biến cho lại càng hoảng sợ, nửa ngày không trở về được thần. Đến mức Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, càng giờ này khắc này nhịn không được sắc mặt có chút thay đổi, không nghĩ tới cái này Hoàng Khải biến sắc mặt cư nhiên trở nên nhanh như vậy, lại dám đẩy hắn, càng không có nghĩ tới trước không hàn huyên một chiếc điện thoại lại thật có lớn như vậy năng lượng. Mà nhưng vào lúc này, Hoa Minh để xuống túi quần trong điện thoại di động lại đột nhiên lại rung động vài cái, tiếng chuông cũng theo vang lên vài cái. Tựa hồ là tới tin nhắn ngắn. Nhất thời Hoa Minh liền lập tức không chút do dự đưa điện thoại di động đem ra. Quả nhiên, tin nhắn ngắn thực sự là Trần Phi gửi tới. Chỉ thấy mặt trên cũng chỉ có ba chữ. Mặc kệ, đi. Mà ở nhìn thấy ba chữ kia, nhất thời Hoa Minh trong con ngươi thần tốc lướt qua lau một cái vẻ kinh dị. Chợt rốt cục trong lòng trọng trọng rơi xuống một khối đá lớn, trầm tĩnh lại. Sau đó chỉ thấy Kỳ nhìn Phệ phó chủ nhiệm Hoàng Khải, mỉm cười nói đâu, nếu Hoàng chủ nhiệm nghĩ chúng ta tiệm châu báu vậy thì có vấn đề, vậy phong đi. Dù thế nào đều là chiếu quy củ. Tiếng nói vừa dứt, sau đó chỉ thấy Kỳ cư nhiên vẻ mặt cười nhạt xoay người chuẩn bị ly khai. Thấy tình cảnh này, nhất thời Hoàng Khải sắc mặt đổi đổi. Hoa lão bản, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a. Tuy rằng Phệ Hoàng Khải trong lòng nín nổi giận trong bụng, không nghĩ tới hắn đều đã dẫn đầu cúi đầu, Hoa Minh, đồ nhà quê lại còn dám sĩ diện, cho sắc mặt hắn xem. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không có biện pháp a, ai kêu đối phương một chiếc điện thoại là có thể đem Kim Chính Lâm Kim Thị trưởng tìm đến ni. Nếu là ngày hôm nay chuyện này giải quyết tốt hậu quả thiện không tốt Hoàng Khải dưới mông mặt vị trí khẳng định không bảo đảm, thậm chí còn có khả năng sẽ tới cũng xui xẻo. Vì vậy ngay tức khắc chỉ thấy Kỳ bài trừ dáng tươi cười theo sau, vẻ mặt quyến rũ. Hoa lão bản, Hoa lão ca, thực sự đều là hiểu lầm, các ngươi Kim Nam Châu bảo, chúng ta Công Thương không che. Hoàng Khải lớn tiếng nói. Không che. Nghe vậy Hoa Minh khóe miệng cười lạnh cười, nói Hoàng chủ nhiệm, các ngươi Công Thương bây giờ nói phong tự phong, nói không phong sẽ không phong, thật tưởng đang nói đùa, chơi trò chơi. Không có ý tứ. Hiện tại chúng ta Kim Nam Châu bảo một vị khác cổ đông tâm tình thật không tốt, nói các ngươi phải đem chúng ta Kim Nam Châu bảo che. Vì vậy, chúng ta ngọc này điêu bên trong xưởng giấy niêm phong, còn là tạm thời đừng yết. Yết cũng không dùng. Hoa lão bản, không cần thiết khiến cho như thế cương đi. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự,
nhận được tố cáo mà thôi. Phệ Hoàng Khải nhất thời sắc mặt trở nên dị thường khó xem, không nghĩ tới cái này đồ nhà quê lại dám như thế không tán thưởng, còn phải tiếp tục nháo. Mặc kệ hắn hiện tại cũng là thật hối hận, thần tiên đánh nhau, hắn loại tiểu nhân vật này mù xen vào cái gì. Hiện tại tốt rồi, đem cùng Kim Chính Lâm Kim thị trưởng có quan hệ tiệm châu báu đều đóng cửa một nhà chi nhánh. Chuyện này nếu thật là tiếp tục làm lớn chuyện, nếu thật là Trấn An không nhịn được nói, phía trên kia, nhất là Kim thị trưởng truy cứu xuống tới, là tất nhiên là một truy một cái chết. Vân, Vân chờ đã. Nhưng ngay khi Phệ Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải sắc mặt dị thường xấu xí, lại trong lòng cực kỳ hoảng loạn lúc, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại đột nhiên sắc mặt cùng với cường điệu đều dị thường xấu xí, cùng dị thường khó nghe dở kêu lên. Theo sát mà, chỉ thấy Kỳ đi tới Hoàng Khải trước mặt, thần sắc không hài lòng địa đạo Hoàng Chủ nhiệm, người có ý tứ. Chúng ta trước không có thể như vậy nói như vậy, loại này rác dưới tiệm châu báu không phong, chẳng lẽ còn để cho bọn họ tiếp tục lái theo lừa người tiêu thụ sao? Hiển nhiên hắn hiện tại chính là giận, hắn hạng thân phận địa vị, bây giờ lại bị thị cục một cái tiểu phó chủ nhiệm không thấy, nói mặc kệ dùng. Ai, ta, hư, mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại nhảy ra thêm phiền, nhất thời Phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải không khỏi ở trong lòng cuồng mắng. Mắng cái này Trịnh Chính Bân quả thực chính là người ngu ngốc. Có thể hắn biểu hiện trên nhưng vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ là vội vàng cấp Trịnh Chính Bân nháy mắt ra dấu, hy vọng cái này ngu xuẩn có thể hiểu được khởi. Nếu không phải là bởi vì có đặc thù nguyên nhân, đồ nhà quê cư nhiên có thể một chiếc điện thoại đã đem Kim Chính Lâm Kim thị trưởng tìm đến, hắn Hoàng Khải làm sao có thể sẽ như vậy hạ mình hàng đắt, tự hạ thân phận đi quyến rũ, nịnh hót một cái chính là tiểu phá tiệm châu báu lão bản. Hoàng chủ nhiệm, người đến tột cùng có ý tứ. Hư cái gì hư, người khi người nghĩ ta Trịnh Chính Bân thiếu phân lượng. Ba ta đường đường thị cục phó cục trưởng thân phận, là giả. Nhưng bây giờ Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại đang ở nổi nóng, vì vậy nào còn có dư Hoàng Khải nháy mắt. Coi như đã nhìn ra, cũng còn là lạnh lùng chất vấn. Nói đùa, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hạng thân phận hạng địa vị. Ba hắn thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị chính là một cái thị cục phó chủ nhiệm không để vào mắt, nói không phân lượng, điều này làm cho kiêu căng như hắn. Làm sao có thể tiếp thu loại sự tình này thực? Không phải là, Trịnh thiếu ta không phải là ý tứ này, chỉ là. Nghe vậy Phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải thiếu chút nữa muốn một cước đạp phải Trịnh Chính Bân cái này nhược trí, nhưng sau cùng hắn vẫn kiềm chế ở trong lòng cơn tức, hơi chút đem Trịnh Chính Bân kéo sang một bên, nhỏ giọng nói Trịnh thiếu, ta không phải là không nghe được lời của ngươi, chỉ là. Ta cũng không muốn a, thế nhưng... Người biết không? Mới vừa rồi là ai gọi điện thoại cho ta tới? Là bên trong thành phố Kim Chính Lâm Kim thị trưởng. Hắn đều tự mình lên tiếng, người nói, ta nên làm cái gì bây giờ a? Kim thị trưởng, nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trước còn vẻ mặt kiêu căng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhất thời trực tiếp bị giật mình. Kim thị trưởng, người là nói, chủ quản chúng ta cùng châu kinh tế, chiêu thương dẫn từ phó thị trưởng, Kim Chính Lâm. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt chấn động lắp bắp nói. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Khải dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này. Đồ nhà quê cư nhiên nhận thức Kim thị trưởng. Cái này, điều này sao có thể? Đúng vậy, chính là chủ quản chúng ta cùng châu thị kinh tế cùng với chiêu thương dẫn từ Kim Chính Lâm, Kim phó thị trưởng. Vì vậy Trịnh thiếu, chuyện này không phải là ta Hoàng Khải không giúp ngươi, mà là ta chân thực không có biện pháp giúp a. Hơn nữa hiện tại chuyện này chúng ta sợ rằng phải thật tốt trấn an một chút đối phương, nếu không, Kim thị trưởng bên kia chúng ta sợ rằng không có cách nào khác dặn dò a. Phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải gật đầu, lại hạ giọng lo lắng nói. Hiển nhiên, hắn trong lòng bây giờ mặt lo lắng nhất chính là Kim Chính Lâm Kim thị trưởng. Bởi vì chỉ cần đối phương một câu nói, hoặc là nổi giận, vậy hắn Hoàng Khải loại này tiểu con tôm tựu nhất định sẽ ra đại sự, chịu không nổi. Đồ nhà quê cư nhiên nhận thức Kim thị trưởng, mà lúc này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng sắc mặt cực phi khó coi, thậm chí trong con người bất ngờ nhiều hơn một luồng rung động cùng hốt hoảng. Không có biện pháp, Kim Chính Lâm Kim phó thị trưởng đó là cái gì khái niệm? Đây chính là cái này tỉnh lỵ cùng châu tối nghiêu bức nhất mấy vị thị uy lãnh đạo một trong, coi như là phụ thân hắn ở trước mặt đối phương cũng không dám quá phận làm càn, chớ nói chi là giống như hắn Trịnh Chính Bân loại này tiểu bối.
hoàn toàn không phải là một cái mặt cùng phân lượng. Còn nếu là nhượng ba hắn biết chuyện này nói, cũng bởi vì vừa vỡ tiệm châu báu, tựu cư nhiên đắc tội đường đường tỉnh lỵ cùng châu phó thị trưởng Kim Chính Lâm, vậy không khí đến hung hăng quất chết hắn mới là lạ. Nghĩ đến đây, coi như là trong lòng của hắn không gì sánh được biệt khuất, thậm chí sắc mặt xấu xí tới cực điểm, nhưng cuối cùng, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng còn là, lý trí, xuống tới, hướng về phía phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng nói nếu là Kim thị trưởng người. Quên đi đi, không có biện pháp, coi như là hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, cũng không dám đắc tội Kim thị trưởng A. Bởi vì hoàn toàn không phải là một tầng thứ cùng phân lượng. Trừ phi là ba hắn, thậm chí phía sau hắn Trịnh gia tự mình đứng ra, sợ rằng mới có thể, mới có năng lượng đem đối phương áp quá. Hô! Mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cái này ngu xuẩn rốt cục óc khai khiếu, phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải thở vào một hơi thở, chợt lại hướng về phía Hoa Minh Hiến cười quyến rũ nói Hoa lão bản, Hoa lão ca, ngươi xem, đây không phải là trước không biết ngươi nhận thức Kim thị trưởng sao. Cho nên mới lũ lụt vò tới Long Vương Miếu. Người trong nhà không biết người trong nhà. Người cũng đừng tức giận nữa, đều là hiểu lầm, ha 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 ha. Hiểu lầm. Mà ở nhìn thấy phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, hai người như vậy 360 độ thái độ chuyển biến lớn, Hoa Minh tự nhiên trong lòng hết giận không ít. Tựa như Tam Phục Thiên uống nước đá vậy. Mà theo sát mà, chỉ thấy kỳ cười lạnh một tiếng, nói hiểu lầm. Tự một câu hiểu lầm hai vị liền đem ta Kim Nam Châu Bảo sinh ý tốt nhất chi nhánh đóng cửa. Các ngươi biết điều này đối với chúng ta tiệm châu báu danh tiếng tạo thành nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng sao? Nghe vậy nhất thời Hoàng Khải sắc mặt đổi đổi, sau đó trong lòng ám mắng lên. Mẹ, lão già này còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng lý không buông tha người. Cái gì biểu diễn? Không chỉ là hắn, ngay cả Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng mặt biến sắc. Có chút thật không tốt xem nói Hoa lão bản, cũng liền mấy cái tiền mà thôi, lẽ nào cũng bởi vì những tiền kia ngươi còn muốn theo ta Trịnh Chính Bân không qua được. Nói cho ngươi biết, ba ta thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng, vô luận là tại đây cùng châu thị hay hoặc là tỉnh Lý Mặt, đều rất có mạng giao thiệp. Tối trọng yếu là, hắn cũng cùng Kim thị trưởng nhận thức, ngươi bây giờ hiểu ý tứ của ta sao? Không sai, lão tạp mao, ngươi cho là nhận thức Kim thị trưởng cũng rất nghiêu bức. Ngươi có biết hay không chúng ta Trịnh thiếu phụ thân là thân phận gì, chẳng lẽ ngươi cho là chỉ ngươi loại này đầu nhà quê, còn có thể so với Trịnh thiếu phụ thân ở Kim thị trưởng bên kia trong lòng phân lượng quá nặng. Đừng không tự lượng sức, sấn hiện tại thua tay lại còn kịp, ghê gớm ta lén cùng ngươi ít tiền, bị phong hồi tiệm mà thôi, có thể tổn thất bao nhiêu chút. Trịnh đại thiếu quân sư quạt mo Chu Chính Húc lại nhảy ra, vẻ mặt kiêu căng. Hắn thấy, cũng liền bị phong hồi tiệm mà thôi, có thể tổn thất bao nhiêu chút. Ghê gớm thường tiền là được. Hàn Tiểu Long nghe vậy hơi biến sắc mặt nói oan gia nên giải không nên kết, hạ tiên sinh lần này cho Hàn mỗ một cái mặt mũi làm sao. Về sau các ngươi nếu như đến cảng Úc du ngoạn, tất cả phí dụng đều tính cho ta. Hơn nữa Dương Kỳ Phu tiên sinh đại danh ngươi hẳn nghe nói qua đi, thực không dám đấu giếm, hắn chính là của chúng ta phía sau màn lão đại. Dương tiên sinh không chỉ có cùng Hắc Nham bí thư có vài phần giao tình, ngay cả Bắc Kinh bên kia đều có không nhỏ nhân mạch. Đúng vậy, đều là người một nhà, hiểu lầm một hồi. Hoa lão bản, nếu không chuyện này coi như xong đi, chúng ta trước đem giấy niêm phong cho yết. Hoàng Khải cũng giúp đỡ khuyên. Vừa nói, hắn đã nghĩ gọi người đi yết giấy niêm phong. Hoàng chủ nhiệm, cái này giấy niêm phong người bây giờ coi như yết, cũng không dùng. Có thể Hoa Minh chặt kế tiếp một câu nói, lại khiến sắc mặt hắn cứng. Hoa lão bản, ngươi lời này vâng. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ sắc mặt khó coi nói rằng. Ta đây nói ý tứ rất đơn giản. Các ngươi công thương phong chúng ta tiệm châu báu dễ, có thể tưởng tượng nhượng chúng ta mở lại tiệm, xin lỗi, cái này cũng có chút khó khăn. Hay là trước đem chuyện này điều tra rõ rồi hãy nói. Chỉ thấy Hoa Minh lạnh lùng nói. Trên thực tế, nếu là hắn ý của mình, đến bước này cũng khẳng định không muốn nhiều hơn nữa gây chuyện. Thế nhưng... Trần Phi vừa rồi lại lần nữa cho hắn phát tới cái tin nhắn ngắn, nhượng hắn chuyện này đừng như thế coi như. Hắn bên kia đã chuẩn bị xong. Như vậy, hắn Hoa Minh tự nhiên chỉ có thể nghe theo, vì vậy hắn thái độ mới kiên quyết như thế. Bởi vì đây là con của hắn huynh đệ Trần Phi ý tứ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn cực độ chấn động.
bởi vì hắn đã từ đối phương trong lời nói bắt được, Kim thị trưởng. Lẽ nào con của hắn huynh đệ một chiếc điện thoại đã đem bên trong thành phố Kim thị trưởng kêu đến? Nếu thật sự là như thế, vậy quá ngưu bức. Lão Tạp Mao, ta khuyên ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, hơi quá đáng. Tuy rằng ngươi nhận thức Kim thị trưởng, có thể ngươi phải hiểu rõ, hắn cũng liền chỉ là cái phó mà thôi, cái này cùng Châu thị còn chưa tới phiên hắn định đoạt. Mà ở nhìn thấy Hoa Minh lại như vậy không tán thưởng, còn muốn tiếp tục nháo. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu liền nhìn không được nổi giận, hét lớn một tiếng nói. Bọn họ sở dĩ lại đột nhiên thay đổi thái độ, không muốn dây dưa chuyện này, không cũng là bởi vì đối phương nhận thức Kim thị trưởng, có điểm thân phận bối cảnh sao. Nhưng hôm nay, hắn đường đường Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đều nguyện ý chủ động cúi đầu, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, quên đi chuyện này, nhưng này lão Tạp Mao lại dám như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, không tán thưởng. Thảo! Thật hắn ma cho là mình coi là vật gì vậy? Chẳng lẽ, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn đừng sợ hắn? Cũng liền chỉ là cái phó. Trịnh Đại Thiếu, coi như là ba người tới, hắn dám giống như ngươi như thế miệng thúi nói sao? Xin lỗi, các ngươi nếu nghĩ tại đây không đi, ta đây tự cáo từ trước. Có thể nhưng vào lúc này, Hoa Minh lại dùng một gã cười nhạt ánh mắt nhìn lướt qua Trịnh Chính Bân, chợt khẽ lắc đầu một cái, lại theo sát mà nhấc chân rồi rời đi Trạm Ngọc Hán. Dù thế nào hiện tại Hán Đô bị phong, cũng không sợ ném đồ vật. Hoa lão bản, ta, cầu tạp chủng này, Phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải gặp Hoa Minh cư nhiên thật đi, nhất thời nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng đã triệt để luống cuống. Không có biện pháp, Trịnh Chính Bân một, không, là trong chánh phủ người, hai lại có lợi hại như vậy bối cảnh. Phụ thân là tỉnh cục phó cục trưởng. Và lại kỳ phía sau còn có cái riêng lớn Trịnh gia, vì vậy chỉ sợ cũng xem như là đến lúc đó Kim thị trưởng trách tội xuống tới, cũng tất nhiên là tiếng sấm mưa to chút ít, cảnh cáo một chút làm chủ, có thể Hoàng Khải lại không giống với A. Là hắn loại này thì cục tiểu rõ ràng hợp lý, tiểu phó chủ nhiệm, hoặc là đang bình thường trong mắt người rất huy phong, có thể ở phó thị trưởng loại cấp bậc đó đại lão trong mắt, lại hoàn toàn chính là cái cặn bã. Đến lúc đó coi như là để tùy tiện xòe ra xì. Kim thị trưởng muốn triệt chức của hắn, hoặc là thu thập hắn, lúc đó chẳng phải thuận miệng chuyện một câu nói mà. Phải biết rằng coi như là bọn họ thì cục trưởng Đoạn Linh Tinh, cũng chỉ là Kim thị trưởng trực hệ thuộc hạ mà thôi. Mà hắn Hoàng Khải, hoàn toàn không phải là một cái vị diện, không ở một tầng thứ. Hắn cùng Kim thị trưởng trong lúc đó kém cấp bậc chân thực rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được dùng ánh mắt cầu trợ nhìn phía Trịnh Chính Bân, vẻ mặt đưa đám nói Trịnh Thiếu. Lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta van cầu tình, trò chuyện. Nói cách khác, nếu là Kim thị trưởng bên kia thật trách tội xuống tới, ta đây Hoàng Khải đời này cũng đều xong. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Đến lúc này trong lòng của hắn cũng không biết có bao nhiêu hối hận, đang tốt lành, làm gì phải đúc kết loại này chuyện hư hỏng mà a. Hoàn toàn là tự tìm tử lộ, không biết lượng sức. Hoảng cái gì, nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu tuy rằng lập tức quát to một tiếng. Nhưng vẫn là không nhẫn nại được sắc mặt thay đổi mấy lần, tay siết, nhãn thần ở chỗ sâu trong hơi có chút bối rối lên. Tuy rằng Kim Chính Lâm năng lượng khá lớn, có thể đối với bọn hắn Trịnh gia mà nói, cũng tự chuyện như vậy, không tính là đặc biệt khiến gia tộc bọn họ kiêng kỵ cái loại này. Nhưng vấn đề là hiện tại, tự như cùng Hoa Minh trước có điều nói, hắn Trịnh Chính Bân tuy rằng họ Trịnh, nhưng đại biểu không được toàn bộ Trịnh gia a. Thậm chí nói khó nghe giờ hắn chính là cái không bị gia tộc coi trọng quần là áo lượt, cũng chỉ hắn ba còn có chút thân phận. Có thể coi là hắn ba, chỉ sợ cũng không dám đơn giản đắc tội Kim Chính Lâm đi. Thế mà hôm nay hắn giá đương nhi tử lại không hiểu không có mắt, náo loạn như thế vừa ra, cái này tự nhiên khiến trong lòng của hắn không nhẫn nại được lại lo lắng lại hối hận. Sợ phiền phức tình làm lớn chuyện, gánh chịu trách nhiệm. Có thể coi là như vậy. Hắn nhưng cũng vẫn không nguyện ở Chu Chính Húc, Hoàng Khải người như thế trước mặt đã đánh mất mặt mũi, chợt cứng rắn bài trừ lau một cái kiêu căng, lạnh lùng nói sợ cái gì. Kim Chính Lâm nghiêu bức nữa, lẽ nào hắn còn có thể không để cho ba ta, không để cho ta Trịnh ra mặt mũi. Đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể như vậy kéo ra hổ WC kỳ, mạnh mẽ cho mình tăng lòng tin. Hắn thấy, lấy hắn Trịnh Chính Bân thân phận địa vị, Kim Chính Lâm. Vậy cũng không đến mức lại được một tấc lại muốn tiến một thước, truy cứu tới cùng đi. Đương nhiên,
chỉ cần Trịnh Cục nguyện ý đứng ra, chuyện này khẳng định là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu không Trịnh thiếu, người gọi điện thoại cho ba ngươi. Nghe được Trịnh Chính Bân loại này thí thoại, Hoàng Khải lại là khinh bỉ, lại là vẻ mặt quyến rũ nói. Không có biện pháp, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Trịnh Cục cái loại này trình tự đại nhân vật nguyện ý tự mình đứng ra, mới có khả năng đem Kim Chính Lâm Kim thị trưởng phẫn nộ áp trở lại. Nếu không chỉ bằng Trịnh Chính Bân, hắn thứ bất học vô thuật này quần là áo lượt coi là vật gì vậy? Cho ta ba gọi điện thoại, có thể nghe nói, nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại sắc mặt đổi đổi. Nếu bởi vì chuyện này, hắn thật cho hắn ba gọi điện thoại tới, nếu không mắng chết thậm chí trở lại bị quất chết mới là lạ. Đúng vậy, Trịnh Thiếu, hiện tại không có thể như vậy hành động theo cảm tình thời gian. Nếu Kim thị trưởng bên kia thật trách tội xuống tới, chúng ta đây nên đều phải chịu không nổi a. Mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đều đến loại thời điểm này, lại còn do dự, Phệ Hoàng Khải nhất thời nhìn không được mặt liền biến sắc nói. Hiển nhiên, hắn lời này cũng coi như gián tiếp tự cấp Trịnh Chính Bân đề tỉnh. Nếu là ta Hoàng Khải thật cắm, vậy ngươi Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu tất nhiên cũng chạy không thoát. Muốn chịu không nổi. Ngươi đang uy hiếp ta. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu vừa giận, lạnh lùng nói. Không dám, không dám. Hoàng Khải nói, Hoàng chủ nhiệm, Trịnh Thiếu, hai người các ngươi đều đừng có gấp, kỳ thực ta nghĩ đi, chuyện này sợ rằng cũng không có các ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Mà ở thấy tình cảnh này, Chu Chính Húc lập tức đứng ra hòa giải nói các ngươi ngẫm lại, nếu Kim Nam Châu Bảo thật cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng có rất đại sâu xa nói, sợ rằng sớm rất nhiều năm đã gióng trống khua chiêng tiến vào chiếm giữ chúng ta cùng Châu, làm sao chờ tới bây giờ. Như thế. Nghe vậy Hoàng Khải nhìn không được gật đầu. Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng ít nói tại đây cùng Châu quan chàng trà trộn hơn 10-20 năm, thâm căn cố đế. Vì vậy nếu Kim Nam Châu Bảo thật cùng Kim Phó Thị trưởng quan hệ rất mật thiết nói, cũng không đến mức chờ hiện tại, mới đến đây cùng Châu mở chi nhánh đi. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn không được nói rằng vậy ý của ngươi là. Ta nghĩ, nếu Kim Nam Châu Bảo cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng quan hệ, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy mật thiết, chúng ta đây tự hoàn toàn có thể không cần bản thân sợ bản thân. Chỉ cần chúng ta mau nhanh đem bị phong cửa hàng yết, lại thành thật cho Kim Phó Thị trưởng bên kia nói lời xin lỗi, tin tưởng lấy thân phận của hắn, cũng không đến mức keo kiệt đến cùng mấy người chúng ta tiểu bối, vẫn dây dưa đi. Hơn nữa, đừng quên chúng ta Trịnh Thiếu còn ở chỗ này đây. Trịnh ra mặt mũi, hắn Kim Chính Lâm dám không để cho. Chu Chính Húc không hổ là Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu quân sư quạt mo, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, thật là có như vậy một điểm dùng. Tự giống bây giờ, hắn quả thực cũng phân tích được đạo lý rõ ràng. Không sai, lấy ta Trịnh Chính Bân thân phận, coi như là Kim Chính Lâm là phó thị trưởng, cũng không có khả năng vẫn tóm không tha. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng bị quân sư quạt mo phân tích ra lòng tin, lại khôi phục vẻ mặt kiêu căng biểu tình, cất giọng nói. Có thể nhưng vào lúc này Phệ Hoàng Khải lại đột nhiên điện thoại di động lại vang lên, líu díu khiến trong lòng của hắn mạnh một cái lộp bộp. Đoạn cục trưởng. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, thoáng cái nhịn không được nhãn thần luống cuống. Bởi vì, này điện thoại lại là bọn họ thị cục một tay, Đoạn Linh Tinh Đoạn cục trưởng đánh tới. Đoạn cục trưởng, Đoạn Linh Tinh, mà Trịnh Chính Bân nghe vậy cũng là mạnh biến sắc. Không nghĩ tới Kim Chính Lâm điện thoại tới, Đoạn Linh Tinh lại đánh tới. Chẳng lẽ, này, Đoạn cục trưởng sao? Là ta là Tiểu Hoàng. Mà nhưng vào lúc này, Phệ Hoàng Khải đã đầy đầu là mồ hôi nhận nghe điện thoại, trong lòng bất ổn, cẩn cẩn rực rực cung kính nói. Không có biện pháp, quan huyện không bằng hiện quản. Làm vì bọn họ thì cục tối trực hệ một tay, có thể cho cùng hắn Hoàng Khải trực quan áp lực, thậm chí so với Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng đều đại. Vì vậy hắn lúc này đương nhiên sợ. Hoàng Khải, người thật to gan, người có thể hay không nói cho ta biết là ai ra lệnh cho người che Kim Nam Châu Bảo. Người có biết hay không, vừa rồi bên trong thành phố Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng đều tự mình gọi điện thoại tới cho ta, nói muốn tới cục chúng ta dò xét cha rõ, xem Kim Nam Châu Bảo bị phong tiệm chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bên đầu điện thoại kia Đoạn Linh Tinh Đoạn cục vừa lên đến tự chửi ầm lên. Hoàn toàn không nể tình điên cuồng hét lên ta mặc kệ ngươi bây giờ chưa, lập tức cút trở lại cho ta, bằng không ngươi hắn mà từ đêm nay sau đều đừng cho ta trở lại nữa.
Lăn đi trong tù ngây ngô đi. Phanh một tiếng. Bên đầu điện thoại kia đoạn cục trưởng bất đồng Hoàng Khải phản ứng, liền trực tiếp thô bạo cúp điện thoại. Thân là thị cục công thương cục trưởng, Đoạn Linh Tinh đương nhiên biết rõ bên trong cục dưới lòng đất này mờ ám. Nhưng vấn đề là ngươi hơi chút chơi giờ mờ ám còn chưa tính, hiện tại lại đem Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng cái loại này đại bo SS đều làm đi ra, đây coi là cái gì? Chủng loại tìm đường chết. Có thể ngươi hắn mà muốn tìm đường chết cũng đừng đem ta Đoạn Linh Tinh mang theo a. Thảo, quả thực chính là não xê an. Mắt dài cái mông trên, không tròng mắt. Đô đô. Mà đang nghe điện thoại di động ống nghe nội truyền tới đô đô âm thanh bật, Phệ Hoàng Khải cả người đều choáng váng. Ngay sau đó là không cầm được kinh hoàng. Lúc đầu trước một giây, hắn còn cảm giác Chu Chính Húc lần phân tích đúng, Kim Nam Châu bảo hẳn là cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng quan hệ vậy, không phải là rất mật thiết, nhưng còn bây giờ thì sao? Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng cư nhiên lại muốn đích thân ra bọn họ trong cục, điều tra Kim Nam Châu bảo bị phong chuyện này. Cái này hắn ma cũng bị tra xét còn phải, bởi vì cái này căn bản là bọn họ lén hành động, cho mặt trên tùy tiện nói thanh. Càng trọng yếu là hiện tại Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng thái độ. Cái này hoàn toàn chính là gây chiến, chấn nộ dấu hiệu A. Nếu hắn không là thế nào tự mình xuất động. Hoàng chủ nhiệm, chuyện gì xảy ra? Gặp Hoàng Khải trong nháy mắt dáng vẻ thất hồn lạc phách, Trịnh Chính Bân không khỏi mạnh trong lòng hoảng hốt, nói. Kim Phó Thị trưởng hiện tại đang ở đi thị cục trên đường, nói muốn hôn tự điều tra Kim Nam Châu bảo bị phong chuyện này. Nghe vậy, Hoàng Khải có chút ngốc lăng ngẩng đầu, nhãn thần thoạt nhìn cực kỳ kinh hoàng cùng trống rỗng nói. Cái gì? Nghe vậy nhất thời Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc đều sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kinh hô thành tiếng, Chu Chính Húc càng ngay tức khắc hoàn toàn không dám lên tiếng. Kim Phó Thị trưởng tự mình điều tra. Vậy bọn họ lần này không phải là cắm vũng nước, xong chưa? Bởi vì Kim Nam Châu bảo bị phong chuyện này, tự hoàn toàn là bọn họ ở sau lưng giở trò, động giở quan hệ. Thay lời khác mà nói, bọn họ chính là phía sau màn độc thủ, chủ mưu A. Mẹ, cái này Kim Chính Lâm có phải bị bệnh hay không? Không phải là một hồi hiểu lầm sao, phải khiến cho như thế không nể mặt. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhịn không được tức miệng mắng to. Nhưng trong lòng lại đã hoàn toàn hoảng loạn. Chuyện này nếu thật bị cha rõ nói, vậy hắn Trịnh Chính Bân nhất định sẽ chịu không nổi. Thậm chí ngay cả ngồi tù, cũng không phải là không có khả năng a. Trịnh Thiếu, ngươi đừng vội, coi như hắn Kim Chính Lâm là phó thị trưởng, có thể ngươi, các ngươi Trịnh gia cũng không phải ngồi không a. Nếu không ngươi bây giờ lập tức cho bá phụ gọi điện thoại, nhường hắn đứng ra cho Kim Chính Lâm chỉ nói vậy thôi. Mà nhưng vào lúc này Chu Chính Húc sốt cục không nhịn được nói. Không sai, Trịnh Thiếu, ngươi còn là nhanh cho Trịnh Cục gọi điện thoại đi. Muốn là chuyện này mà thật bị đi lên trình tự nói, vậy coi như thực sự xảy ra chuyện lớn. Hoàng Khải cũng lo lắng nói. Vậy được rồi, ta đây cho ta ba gọi điện thoại. Nghe thế, Trịnh Chính Bân trần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Không có biện pháp, hắn cũng không dám chờ chuyện này thật bị đi lên trình tự. Bởi vì nếu là nói vậy, vậy coi như thực sự phiền phức. Hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu có thể là sẽ đi ngồi tù. Sau đó chỉ thấy kỳ bấm phụ thân hắn, Trịnh Trường Hồng điện thoại. Tỉnh Giang Nam Trịnh gia Trịnh Trường Hồng, xem như là Trịnh gia ở tỉnh Giang Nam lẫn vào tương đối khá đệ tử một trong, hiện chức vị là tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng, gián tiếp coi như là quản kinh tế, vì vậy ẩn hình chức quyền thật rất lớn. Tại đây tỉnh Giang Nam nội cũng khá đồ phân lượng. Dĩ nhiên, nếu cầm hắn cùng tỉnh lỵ thành thị phó thị trưởng tương đối, tự rõ ràng còn hơi kém hơn không ít. Cho nên khi hắn đang nghe con trai mình lại tư để hạ đang làm cái loại này vi pháp loạn kỷ, ép mua ép bán, ức hiếp người hoạt động, trọng điểm là còn lấy được Kim Chính Lâm cái loại này tỉnh lỵ phó thị trưởng trên người, tự nhiên là vừa vội vừa giận, đem Trịnh Chính Bân một trầu, nhược trí, ngu xuẩn, ngu ngốc một trận loạn mắng sau, mới mặt âm trầm hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà khi hắn nghe xong lời của con trai mình, cũng nhất thời có chút hồ đồ lên, không rõ cái này Kim Chính Lâm đến tột cùng có ý tứ. Dù sao hắn Trịnh Trường Hồng nhi tử không đều đã chủ động cúi đầu sao, còn như vậy tóm không tha, có ý tứ. Tục ngữ nói thật tốt, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật. Nhưng bây giờ Kim Chính Lâm là một như thế một điểm, chuyện nhỏ tự đại động can qua như vậy. Chẳng lẽ tên kia là nhìn hắn Trịnh Trường Hồng khó chịu, hướng hắn tới. Nghĩ đến đây,
Nhất thời Trịnh Trường Hồng sắc mặt có chút nhịn không được vẻ lo lắng lên, hướng điện thoại lạnh lùng nói: tiểu thằng nhóc, ngươi thực sự là lá gan càng lúc càng lớn. Loại sự tình này mà cũng dám tùy tiện loạn làm, chờ ta xử lý xong chuyện này, sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Chờ cho ta, hanh. Sau đó chỉ thấy Kỳ trực tiếp cúp điện thoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trịnh Trường Hồng cúp điện thoại, tự nhiên là để đi theo là bên trong lãnh đạo toàn bộ khí. Dù sao như thế nào đi nữa nói Trịnh Chính Bân đều là con của hắn, coi như phạm liễu sự mà, nhưng cũng tựu, loại trình độ đó a, thậm chí căn bản không ảnh hưởng toàn cục, vì vậy hắn tự nhiên không có khả năng để một cái Kim Chính Lâm tựu thờ ơ, bỏ mặc. Tối trọng yếu là lấy thân phận của hắn trình tự, chính là một cái Kim Chính Lâm, kỳ thực cũng không như vậy làm người ta kiêng kỵ. Thương cảm cái này Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng còn không biết, kỳ thực chân chính gọi điện thoại hạ mệnh lệnh chính là tỉnh lỵ cùng Châu một tay, thị uy bí thư, đường đường tỉnh uy một trong những cự đầu Đồng Văn Thành. Bằng không hiện tại hắn thì không phải là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, phỏng chừng hai chân đều phải run như nhũn ra. Mà ở bên kia Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cho mình cha gọi điện thoại tới sau, tuy rằng bị hung hăng khiển trách một trận, có thể hắn hiện tại cũng vẫn không từ trong lòng dễ dàng hơn. Không có biện pháp, nếu ba hắn Trịnh Trường Hồng tự mình đứng ra, Kim Chính Lâm dám không nể tình sao? Hiển nhiên đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, vì vậy vậy cũng không chuyện gì. Ha ha ha! Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhịn không được trong lòng cười ha hả, trên khuôn mặt có hiện ra lau một cái kiêu căng. Trịnh Thiếu, Trịnh Cục trưởng nói như thế nào? Không sao chứ, mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên mặt kiêu căng vẻ, Hoàng Khải không khỏi cùng Chu Chính Húc lén liếc nhau, trong lòng rộng thùng thình rất nhiều, nhỏ giọng nói. Nếu cái này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn cười được, vậy hẳn là, cũng không sao chuyện đi. Lời thừa, ta đều cho ta ba gọi điện thoại, còn có thể có chuyện gì mà. Chẳng lẽ Kim Chính Lâm còn có thể dám không để cho ba ta, không để cho ta Trịnh ra mặt mũi sao? Có thể đang nghe Hoàng Khải tiếng hỏi thăm. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên mặt lại ngay tức khắc lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng sẳng giọng vẻ. Nói đùa, ba hắn là thân phận gì? Hắn đều cho hắn ba tự mình gọi điện thoại, còn có thể có vấn đề gì? Hắn Kim Chính Lâm nhiều bức nữa, chẳng lẽ còn dám không cho bọn hắn Trịnh ra mặt mũi sao? Đó là, lấy Trịnh Cục thân phận, coi như là Kim Chính Lâm, Kim Phó Thị trưởng cũng chắc chắn sẽ không nể tình. Không hổ là Trịnh Thiếu. Thời khắc mấu chốt vẫn phải là ngươi tự thân xuất mã mới được a. Nghe thế Hoàng Khải cũng không tức giận, trái lại quyến rũ, nịnh hót lên. Thật giống như lại khôi phục trước cái loại này chó săn thân phận. Nhất định, Kim Phó Thị trưởng, coi như là Kim Chính Lâm hắn thì thế nào? Hắn có thể đem ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thế nào? Mà đang nghe Hoàng Khải loại này a rua nịnh hót, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lập tức trên mặt hiện ra ngạo nghễ vẻ đắc ý, thật giống như đường đường Phó Thị trưởng. Đều thật không thể đưa bọn họ thế nào dường như. Sau đó trong lòng càng không gì sánh được đắc ý, chỉ đắc ý mãn. Bất quá Trịnh Thiếu, ta nghĩ chuyện này chúng ta còn là tốt nhất lén trước xử lý một chút, như vậy bá phụ cùng Kim Phó Thị trưởng bên kia trao đổi thời gian, cũng sẽ dễ nói chuyện một ít, ngươi cảm thấy thế nào. Mà nhưng vào lúc này, quân sư quạt mo Chu Chính Húc lại sờ sờ cằm, chậm rãi mở miệng nói. Muốn cho hắn suy tính còn là thật nhiều. Tuy rằng quả thực nếu Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng nguyện ý tự mình ra mặt, coi như là Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng, cũng nhất định là sẽ nể tình. Có thể chuyện này, nói cho cùng dù sao vẫn là bọn họ đối lý. Vì vậy nếu là bọn họ có thể đuổi ở Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục trưởng đứng ra trước lén giải quyết một cái, những hoa minh lão tạp mao, thậm chí Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng tùng nhả ra, mặt mũi càng không có trở ngại một ít, cái này không phải càng vẹn toàn đôi bên sao? Ừ. Trịnh Thiếu, Chu Thiếu lời này quả thực nói có lý, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Khải hoàn toàn là cái tên giảo hoạt, vừa nghe lời này, ngay tức khắc gật đầu nói. Quả thực, dù sao nói cho cùng chuyện này là bọn hắn đối lý trước đây, vì vậy nếu là bọn họ có thể trước lén cho bọn hắn một cái mặt mũi cùng dặn dò, ở thái độ trên biểu hiện thành khẩn một ít, cho chân Kim Phó Thị trưởng mặt mũi, nghĩ đến, Kim Phó Thị trưởng bên kia cũng không đến mức lại tiếp tục tóm không thả đi. Hanh. Cái này Kim Chính Lâm thực sự là óc có chuyện, bị cửa kẹp. Mà ở nghe vậy, tuy rằng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng minh bạch đạo lý này, cần phải nhượng hắn ở hướng đối phương cúi đầu nhận sai, đây là khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Chỉ là,
hắn nhưng cũng hơi chút xem như là một người thông minh. Sau đó đầu tiên là tận cùng bên trong hùng hùng hổ hổ nửa ngày, nhưng theo sát mà còn là thỏa hiệp, mặt âm trầm nói vậy được rồi, lão tạp mao vừa mới ra đi, hẳn là còn chưa đi xa. Chúng ta truy đi lên xem một chút. Tốt lắm, chúng ta đây hãy mau đem. Theo sát mà tự gặp ba người bọn hắn tiểu pháo ra chạm Ngọc Hán, đuổi theo Hoa Minh. Như vậy ước mấy phút sau, chính nhanh muốn đi ra công Hán khu vực Hoa Minh, cũng có chút kinh ngạc nhìn thấy Trịnh Chính Bân đám người từ phía sau hắn hướng hắn bước nhanh, thậm chí chạy chậm mà đến. Đều đầu đầy mồ hôi. Hoa lão bản, Hoa lão ca vân vân chờ đã, chờ chúng ta một chút. Sau đó chỉ thấy Vệ cục công thương phó thị trưởng Hoàng Khải trong miệng mặt thở hổn hển, vẻ mặt quyến rũ chạy chậm đến Hoa Minh trước mặt, đi kéo tay hắn, cười ha hả nói Hoa lão bản, Hoa lão ca, đi nhanh như vậy làm gì? Nhìn xem đem chúng ta mệt, ngươi cũng đi mệt đi, nếu không chúng ta đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút, cái này cũng không cần đi. Xin lỗi, Hoàng chủ nhiệm, ta đây còn có chút không có thời gian, vì vậy phiền phức, xin cho nhượng. Có thể Hoa Minh vừa rồi lại đã cùng Trần Phi đi qua điện thoại, minh bạch chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thái độ gì, tự nhiên cũng không cần thiết lại khúm núm, mà là lạnh lùng nói, thái độ có vẻ cực kỳ lạnh lùng cùng mới lạ. Mà ở thấy tình cảnh này, không chỉ là Hoàng Khải béo đô đô trên mặt thần sắc khẽ biến, ngay cả theo sát phía sau chạy chậm mà đến, đầu đầy mồ hôi Chu Chính Húc cùng với Chu Chính Húc Trịnh Đại Thiếu đều trên mặt thần sắc thay đổi, trở nên thật không tốt xem. Âm trầm. Không có biện pháp, dù sao tại bọn hắn xem ra, tự Hoa Minh loại này từ Bắc Sơn cái loại này phá địa phương tới đầu nhà quê, nếu là đặt ở bình thường, chỉ sợ cũng coi là muốn đôi mắt trông mong bắt đầu, theo chân bọn họ đáp câu, cái này cũng còn được xem bọn hắn tâm tình tốt không tốt, có nguyện ý hay không hạ mình hàng đắt phản ứng cái loại này hạ đẳng tầng thứ người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này đầu nhà quê, hạ đẳng tầng thứ người, chính là một cái phá tiệm châu báu lão bản. Lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt bọn họ sĩ diện. Vãi vãi thật cho là mình coi là cái thứ gì. Nếu không phải là bởi vì có Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng ở phía sau, người hắn ma cho chúng ta liếm đế giày cũng không xứng. Thảo, cái gì đồ chơi? Tuy rằng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với quân sư quạt mo Chu Chính Húc trong lòng lúc này đã mắng lên, nhưng lúc này đây, bọn họ biểu hiện ra nhưng vẫn là miễn miễn cường cường đem trong lòng tức giận ép xuống. Theo sát mà chỉ thấy Chu Chính Húc mạnh mẽ trên mặt bài trừ một nụ cười sáng lạng, đi tới Hoa Minh trước mặt hơi bái một cái, cười nói Hoa lão bản, trước mọi người chúng ta đều là hiểu lầm, nếu có mạo phạm nói, xin hãy tha lỗi. Đây là chúng ta một điểm nhỏ tiểu tâm ý, còn Hoa lão bản cho chút thể diện, thu cất đi. Nói, chỉ thấy kỳ động tác hơi chút mịt mờ từ trong tay áo lấy ra một tờ chi phiếu, đưa tới Hoa Minh trước mặt muốn cho hắn nhận lấy. Mà chi phiếu kia trên mức. Rõ ràng là cực kỳ hoảng ánh mắt một mặt sau 6 số 0. 100 vạn. Đúng vậy, Hoa lão bản, đối với hiểu lầm lúc trước chúng ta cũng thâm biểu áy náy. Vì vậy đây là chúng ta một điểm nhỏ tiểu tâm ý, xin hãy nhận lấy đi. Hoàng Khải cũng ở một bên nói giúp vào. Hiển nhiên tại bọn hắn xem ra, Hoa Minh lão tạp mao sở dĩ sẽ như vậy tóm không tha, không tựu là bởi vì bọn hắn Kim Nam Châu bảo sinh ý tốt nhất nhà kia chi nhánh hiện tại đóng cửa sao. Cái này tất nhiên sẽ để cho bọn họ tiệm châu báu tổn thất không ít tiền, còn có danh vọng. Mà đã như vậy nói, ghê gớm tự bồi nha. Cũng liền một nhà chi nhánh bị phong mà thôi, có thể tổn thất bao nhiêu? 100 vạn tổng hẳn là tuyệt đối đủ chứ? Không cần, quý trọng như vậy gì đó ta cũng không dám thu. Mấy vị hãy để cho nhượng đi, có thể làm người ta ngoài ý liệu vâng, Hoa Minh lão tạp mao cư nhiên cự tuyệt. Sau đó chỉ thấy Kỳ vươn tay đẩy ra ngăn ở trước mặt hắn Phệ Hoàng Khải, dưới chân bước chân nâng lên, muốn rời đi. Nhất thời Trịnh Chính Bân đám người sắc mặt chợt biến. Hoa lão bản, người cần phải thấy rõ ràng, đây chính là 100 vạn. Nhất thời Chu Chính Húc Chu quân sư quạt mo sắc mặt âm u lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn chân thực không nghĩ tới, cái này Hoa Minh lão tạp mao lại dám như vậy không tán thưởng. Đây là còn muốn theo chân bọn họ tiếp tục nháo. Là 100 vạn vậy thì thế nào? Người nghĩ rằng ta Hoa Minh kém cái này 100 vạn. Có thể nghe nói, Hoa Minh lại lạnh lùng nói rằng. Quả thật, cái này 100 vạn ở nước Cộng Hòa 99% trong mắt người, đều tuyệt đối là một khoản rất khổng lồ mức. Nhưng vấn đề là hắn Hoa Minh nhưng căn bản không kém số tiền này.
dư thừa không nói, liền nói dưới tay hắn hiện nay Kim Nam Châu Bảo, đó chính là tối thiểu có thể giá trị một ức châu bảo sản nghiệp. Chớ nói chi là lần này chuyện này con của hắn năng lượng đó không gì sánh được khổng lồ huynh đệ, đều tự mình lên tiếng. Muốn cho những, này con mắt vô pháp kỷ, ỷ thế hiếp người, vì pháp loạn kỷ hoàn khố đại thiếu đạt được phải có hạ tràng. Còn xã hội này quần chúng một cái lang lảnh ban ngày càn khôn. Vì vậy cái này 100 vạn, hắn Hoa Minh đương nhiên không có khả năng không coi vào đâu. Thậm chí đừng nói là 100 vạn, coi như là 10 triệu, một cái ức, coi như chính chính bân chỉnh đại thiếu đám người nguyện ý, cầm ra được, hắn Hoa Minh coi như tâm động, có thể cũng không dám thu a. Dù sao từ trước Ma Cao Hà gia còn có lần này chuyện này, hắn đều đã triệt để đã nhìn ra. Con của hắn cái này huynh đệ Trần Phi có năng lượng, tuyệt đối là hắn Hoa Minh căn bản không cách nào tưởng tượng trình tự. Như vậy, ý tứ của hắn, hắn Hoa Minh hiện nay đương nhiên không dám nói cái, không chữ. Lão Tạp Mao, ngươi, mà Phệ Hoàng Khải, quân sư quạt Mao Chu Chính Húc, cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ở nhìn thấy nhóm người mình đôi mắt trông mong bắt đầu đưa tiền xin lỗi, càng còn đưa lên 100 vạn chi phiếu, có thể vậy hắn Ma Hoa Minh Lão Tạp Mao lại còn không muốn mà thôi. Nhìn không thấy cái này 100 vạn. Cái này nhất thời làm Chu Chính Húc trong tay đưa ra chi phiếu cử động cương ở giữa không trung, cũng khiến trong lòng bọn họ mặt nhất thời vừa sợ giận lên. Hắn Ma, ở trong mắt bọn hắn cũng liền từ lúc Bắc Sơn cái loại này phá địa phương tới đầu nhà quê, lại cư nhiên tính tình thối, cứng rắn cho tới bây giờ loại trình độ này, như vậy như bức. Liên bọn họ loại thân phận này đại nhân vật, đường đường thì cục công thương phó thị trưởng, tỉnh cục công thương phó cục trưởng con. Đều tự mình như vậy hạ mình hàng đắt, đến đây đưa tiền nói xin lỗi, có thể Lão Tạp Mao vẫn còn như thế chăng y theo không buông tha, được một tấc lại muốn tiến một thước một chút mặt mũi cũng không cho. Cái này nhượng trong lòng bọn họ mặt lúc này làm sao có thể nghĩ đến thông, làm sao có thể tiếp thu. Nhất thời, Phệ Hoàng Khải cùng với quân sư quạt Mao Chu Chính Húc, nhất là Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu, trong khoảnh khắc trên mặt thần sắc trở nên cực vi khó coi lên. Quá mức người. Thậm chí kỳ hai mắt lúc này cũng còn phẫn nộ tới cực điểm híp thành một đường mây, không nhẫn nại được lay động, trong ánh mắt tất cả đều là đúng Hoa Minh âm lãnh, vặn vẹo vẻ. Mấy vị, xin cho nhượng đi, mà nhưng vào lúc này, Hoa Minh lại lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Mà những lời này nhưng thật giống như hỏa tinh vậy, đem Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu chờ người lửa giận trong lòng thuốc thùng trực tiếp một chút nổ. Chẳng bao lâu sau, đường đường thì cục công thương phó chủ nhiệm cùng với tỉnh cục phó công tử. Đều như vậy không đáng giá. Thậm chí ngay cả cái phá tiệm châu báu lão bản đều dám như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, ở trước mặt bọn họ như vậy làm càn kiêu ngạo, cũng không đem bọn họ để vào mắt. Lão già kia, người hắn mà có đúng hay không muốn tìm cái chết? Nói cho người biết, người hắn mà nếu thật muốn rửa mặt, đi, chúng ta đây tự nhìn ai mới có thể cười đến cuối cùng. Ngựa bùn chỉ ngươi loại này đồ nhà quê thật đúng là cho là mình coi là vật gì vậy? Đừng tưởng rằng nhận thức Kim Chính Lâm là có thể kéo ra hổ WC kỳ, nói cho ngươi biết. Hắn Kim Chính Lâm ở ta Trịnh gia trước mặt, còn chưa xứng. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đột nhiên biến sắc, chỉ vào Hoa Minh mũi mắng. Không sai, Lão Tạp Mao, có đúng hay không cho ngươi chút mặt mũi tựu lên mũi lên mặt. Mẹ, nói cho ngươi biết, chúng ta Trịnh Thiếu đã tự mình cho hắn ba gọi điện thoại, đến lúc đó Trịnh Trường Hồng Trịnh Cục tự mình đứng ra. Coi như là Kim Chính Lâm phó thị trưởng, sẽ không nể tình sao. Đến lúc đó người loại háo sắc này bất quá chỉ là một quả khí tử mà thôi, thật cho là mình coi là vật gì. Ta phi, không chỉ là Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu phẫn nộ rồi, ngay cả quân sư quạt Mao Chu Chính Húc cùng với Phệ Hoàng Khải vậy. Bọn họ cũng là trong mắt để lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận, một đám nhảy dựng lên, chỉ vào Hoa Minh mũi mắng. Phi, cái gì đồ chơi? Không phải là hắn mà cùng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng leo lên một chút quan hệ sao? Còn chưa phải là đồ nhà quê một cái, kiêu ngạo cái giám a? Xin hỏi ngươi là Kim Nam Châu Bảo Lão Bản Hoa Minh sao? Mà nhưng vào lúc này, Hoa Minh sắc mặt xấu xí đến đang chuẩn bị phất tay áo rời đi lúc, đột nhiên một đạo cực kỳ uy nghiêm sinh ý từ hán khu ngoại từ xa đến gần truyền đến. Nhất thời vô luận là Hoa Minh hay là Trịnh Chính Bân bọn người mạnh sắc mặt thần sắc lạnh lẽo, chợt nghiêng đầu nhìn sang. Có thể ngay sau đó bọn họ trong tầm mắt nhìn thấy một màn kia, lại làm bọn hắn tất cả mọi người nhìn không được vừa kinh vừa sợ lên. Chỉ thấy không biết khi nào lại có chừng 10 vị cảnh sát đã từ hán khu ngoại đi nhanh vào, mà trong đó có vị thoạt nhìn thật cao tráng tráng,
Quốc Tự mặt to, Đao Tước Phủ khắc khuôn mặt dị thường uy nghiêm, rõ ràng như là người dẫn đầu nam tử. Mà tựa hồ chính là hắn, trước hướng Hoa Minh đám người hỏi thăm vị nào là Hoa Minh. Ngài là cố đội trưởng, mà đang ở Phệ Hoàng Khải ở nhìn thấy người cảnh phục trên vai cảnh hàm, cùng với nhìn rõ ràng Quốc Tự mặt to, dị thường uy nghiêm nam tử khuôn mặt lúc, không khỏi sắc mặt chợt biến đổi, liên tâm bẩn đều tốt giống như bị chăm chú nhéo lên. Sau đó trong nháy mắt chỉ thấy Kỳ sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì, này cố đội trưởng không có thể như vậy cái gì nhân vật đơn giản. Mà là cái này tỉnh lỵ cùng châu thị cục công an tiếng tăm lừng lẫy, thiết diện vô tư, phá án một tay. Liên hắn cái này hệ thống công an ra người, đều nghe nói qua đối phương đại danh, thậm chí nhận thức gương mặt đó. Mấu chốt nhất là cái này cố đội trưởng chức cấp đều đã là phó thính, nếu là bình thường cái gì phổ thông án tử, làm sao có thể kinh động đến hắn. Chớ nói chi là bây giờ đối với phương vừa lên đến chính là hỏi ai là Hoa Minh, chẳng lẽ. Nghĩ đến đây, nhất thời Hoàng Khải thiếu chút nữa tứ chi chân đều mềm nhũn, trên trán cuồn cuộn tuôn ra mồ hôi hột rừng đều không dừng được. Ngươi là công thương, chẳng lẽ ngươi chính là Hoàng Khải? Mà cố đội trưởng ở nhìn thấy Hoàng Khải một ngụm liền kêu phá thân phận của mình, lại vậy thất kinh, tối trọng yếu là trên người còn ăn mặc công thương y phục, nhất thời trong lòng liền có tính toán, nhãn thần chợt trở nên lăng lệ, nói. Không có biện pháp, quả thực, lấy thân phận của hắn, dưới tình huống bình thường là sẽ không đích thân đứng ra làm loại án này. Nhưng bây giờ, ai kêu chuyện này đều đã kinh động đến thị uy một tay, Đồng Văn Thành đồng thư ký. Thậm chí vị kia vừa rồi đều tự mình đi bọn họ thị cục công an. Dưới loại tình huống này, coi như là hắn cái này phó thính cấp bậc thị cục công an đại tướng, đều tuyệt đối tất nhiên không dám có chút qua loa đại ý. Ở hỏa tốc chạy tới Đồng bí thư cung cấp địa chỉ lúc, còn thừa dịp ngồi xe trong khoảng thời gian này đem cung cấp đến bọn họ bên này tư liệu toàn bộ nhìn một lần, tự nhiên trong lòng tự hữu sổ liễu. Mà hắn đều có thể đủ một ngụm khiếu phá Hoàng Khải tên. Vậy dĩ nhiên nhất định là hướng về phía ta sự kiện mà tới. Mà giống như Hoàng Khải loại này tên giảo hoạt, cũng khẳng định trong nháy mắt tựu đã hiểu. Không phải là, cố đội trưởng, ta, theo sát mà chỉ thấy Phệ Hoàng Khải càng sắc mặt sợ hãi, càng đầu đầy mồ hôi. Thậm chí trên mặt thần sắc đều từ từ tái nhợt. Không có biện pháp, nếu đổi lại là dĩ vãng, giống như cố đội trưởng loại này phó thính cấp thì cục công an đại tướng có thể liếc mắt nhận ra hắn. Kêu lên tên của hắn, hắn Hoàng Khải nhất định sẽ rất kích động. Nhưng bây giờ, coi như là dùng cái mong muốn, đây nhất định cũng không phải cái triệu chứng tốt ha. Cái gì, người ta, người bây giờ chỉ cần trả lời ta có đúng hay không? Xin hỏi ngươi không phải là thị cục công thương Hoàng Khải, Hoàng đồng chí. Mà cố đội trưởng ở nhìn thấy Phệ Hoàng Khải như vậy chột dạ, hốt hoảng thần sắc, nhất thời trong lòng càng thêm khẳng định, thanh âm lạnh hơn, ngữ điệu càng lăng liệt nói. Nhất thời Hoàng Khải cả người đều run rẩy, hiển nhiên là bởi vì bị sợ. Ta là Hoàng Khải, ta là thị cục công thương Hoàng Khải. Sau đó chỉ thấy Phệ Hoàng Khải cúi thấp đầu, run rẩy nói. Nguyên lai thật là ngươi a. Mà đang nghe Hoàng Khải thừa nhận thân phận của mình, cố đội trưởng lăng liệt ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hoa Minh cùng với Trịnh Chính Bân, Chu Chính Húc chờ trên thân người quét một vòng, nói vậy các ngươi ba vị trong, lại ai là Hoa Minh Hoa tiên sinh? Ai là Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc? Nghe thế, coi như là Chu Chính Húc cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại ngu xuẩn, có ngốc, cũng khẳng định minh bạch đây là xảy ra chuyện lớn. Nếu không vì sao cảnh sát kia muốn xưng hô Hoa Minh này tiên sinh, mà xưng hô bọn họ, cũng gọi thẳng kỳ danh. Nhất thời chỉ thấy Trịnh Chính Bân sắc mặt khó xem, như là nhận được cái gì vũ nhục, lạnh mặt nói ta chính là Trịnh Chính Bân, ba ta là Trịnh Trường Hồng. Xin hỏi cảnh quan ngươi tìm ta có chuyện gì mà? Cái này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ngược lại cũng không ngốc, lại đem hắn dẫn cho rằng dựa vào ba rời đi ra. Hy vọng đối phương có thể biết hắn Trịnh Chính Bân phân lượng. Vậy ngươi phải là Hoa Minh Hoa tiên sinh đi. Xin lỗi, cho ngươi gặp gỡ loại này chuyện tình, là cục công an chúng ta thất trách. Bất quá bây giờ bên trong thành phố cực kỳ coi trọng chuyện này, thậm chí ngay cả Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư đều tự mình ra mặt, vì vậy... Hoa tiên sinh ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi Kim Nam Châu Bảo một cái hài lòng giao phó. Lời vừa nói ra, Hoa Minh cả người đều trong nháy mắt trực tiếp choáng váng. Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư, đó không phải là khó khăn, chẳng lẽ con của hắn huynh đệ sở tìm quan hệ cũng không phải Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng,
mà là bọn hắn tỉnh lỵ cùng Châu một tay, tỉnh uây đầu sỏ Đồng Văn Thành đồng bí thư. Phải biết rằng Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng, cùng Đồng Văn Thành đồng bí thư, vậy cũng thật hoàn toàn không phải là một cái cấp quan trọng. Coi như là Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu phụ thân, đường đường tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng Trịnh Trường Hồng, sợ rằng ở đồng bí thư trước mặt đều không coi vào đâu đi. Dù sao đây chính là đường đường tỉnh uây. Cái này tỉnh Giang Nam kinh khủng nhất một trong những cự đầu A. Có thể, có thể. Con của hắn huynh đệ cư nhiên lợi hại như vậy, nghiêu như vậy, có thể mời được đồng bí thư tự mình đứng ra hỗ trợ. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn giờ này khắc này bị sợ choáng váng, càng đừng dọa được hồn phi phách tán khẳng định còn là Hoàng Khải, Trịnh Chính Bân đám người. Tuy rằng bọn họ trước trong lòng tự mơ hồ có chút đoán được, cái này thì cục cố đội trưởng chính là đột nhiên xuất hiện, khẳng định cùng vụ án này có quan hệ. Nhưng bây giờ khi bọn hắn nghe được đối phương chính mồm nói ra, nhưng lại, còn kinh động đến thị uây một tay đồng bí thư, điều này làm hắn các trong nháy mắt vẫn là không nhịn được ngây người. Đồng Văn Thành đồng bí thư, không phải là Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng sao? Vì sao loại chuyện nhỏ này mà sẽ kinh động đến đồng bí thư a? Phệ Hoàng Khải trong nháy mắt cả người đều choáng váng, nhịn không được sắc mặt đại biến, tứ chi băng lãnh. Cả người thiếu chút nữa liệt ngã xuống đất trên. Đến mức Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với quân sư quạt mo Chu Chính Húc, cũng đều giống nhau. Mãn con người tất cả đều là sợ hãi vẻ. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn nằm mơ đều không nghĩ tới, tự cái này phổ phổ thông thông vụ án nhỏ, vì sao có thể kinh động đến Đồng Văn Thành đồng bí thư cái loại này thiên đại nhân vật a? Không phải nói Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng sao? Đồ nhà quê đến tột cùng là thân phận gì, bối cảnh gì địa vị a? Sao, làm sao có thể? Hoàng Khải đồng chí, còn có Trịnh Chính Bân, Chu Chính Húc hai người các ngươi, hiện tại bên trong thành phố cực kỳ coi trọng vụ án này, vì vậy cần các ngươi phải phối hợp một chút, theo chúng ta trở lại làm một chút ghi chép, tiếp thu điều tra. Mà nhưng vào lúc này, cố đội trưởng lại hướng về đã bị dọa đến bảy hồn không có ba phách Trịnh Chính Bân đám người nghiêm túc nói. Nhất thời lại làm bọn hắn cả người run lên. Không, không, không phải là, ta đều đã cho ta ba gọi điện thoại, hắn khẳng định đang tìm người hỗ trợ ni, còn làm cái gì ghi chép a? Không làm ghi chép, không làm ghi chép. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng tao ngộ quá loại sự tình này mà. Trong nháy mắt gan đều bị sợ phá, vội vã thần sắc tái nhợt xua tay, hiển nhiên căn bản cũng không dám cùng cố đội trưởng đám người trở lại. Ngươi đã không phối hợp, chúng ta đây tự công sự công bản. Đi đem bọn họ cho ta khảo lên, áp tải đi. Thấy tình cảnh này cố đội trưởng mặt không thay đổi hạ lệnh. Sau đó chỉ thấy kỳ phía sau đi ra mấy vị cầm còng tay cảnh sát, răng rắc vài tiếng, đã đem Trịnh Chính Bân đám người toàn bộ còng. Không, không phải là, cố đội trưởng, kỳ thực chuyện này chính là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Hơn nữa chúng ta bây giờ đã ở cùng Hoa lão bản rất có thành ý, muốn làm sáng tỏ cái này hiểu lầm. Thấy thế Hoàng Khải thân thể mập mạp nhanh co quắp trên mặt đất, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt hướng Hoa Minh ném cầu khẩn thần sắc. Hiển nhiên, hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn, cũng khẳng định minh bạch hắn là cùng Nhược Chí Hoàn Khố đại thiếu chọc phá thiên, liên đồng bí thư đều tự mình kinh động. Mà loại thời điểm này, trừ phi là Hoa Minh nguyện ý lúc đó dừng tay, sợ rằng mới có thể còn có chút hy vọng. Đúng vậy, Hoa lão bản, cố đội trưởng, chuyện này hắn Trịnh Chính Bân mới là chủ mưu, ta hoàn toàn chính là chạy chân, thật không quản chuyện của ta mà a. Mà quân sư quạt mo Chu Chính Húc phản ứng càng thái quá, đều thiếu chút nữa cho Hoa Minh trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt trắng bệch theo, một thanh nước mũi một thanh nước mắt gục Hoa Minh chân biên, cầu xin tha thứ Hoa lão bản, Hoa gia gia, người lão tựu xin thương xót, lòng từ bi, tạm tha quá ta lúc này đây đi. Ta thực sự sai lầm rồi, lần sau cũng không dám nữa, đừng bắt ta đi ngồi tù a. Ta có thể không cảm thấy chuyện này có cái gì hiểu lầm. Cố cảnh quan, cần ta cùng đi bót cảnh sát phối hợp điều tra sao? Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp, có thể Hoa Minh phản ứng lại trực tiếp khiến Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đám người tuyệt vọng. Hiện tại biết sai lầm rồi, có thể trước ni, trước các ngươi cổ kiêu ngạo kính nhi, con mắt vô pháp kỷ, ỷ thế hiếp người cổ kính nhi lại đã chạy đi đâu. Tục ngữ nói thật tốt, tự làm bậy không thể sống. Không phải là, cố đội trưởng, người đừng nghe cái này lão tạp mau nói lung tung a. Giữa chúng ta tự thật chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta, ba ta là Trịnh Trường Hồng,
ngươi không có khả năng bắt ta. Mà ở thấy tình cảnh này, coi như là chính chính bân Trịnh đại thiếu cũng lại không có cách nào khác bảo trì chấn định, một bên vuốt mồ hôi lạnh trên trán biện giải, một bên liên tục cường điệu hắn thế nhưng tỉnh cục công thương phó cục trưởng Trịnh Trường Hồng nhi tử, làm vô lực giãy giụa. Hiểu lầm. Có thể nghe nói, cố đội trưởng lần này lại trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói có đúng hay không hiểu lầm, lại có phải là ngươi hay không các vi pháp loạn kỷ, chờ điều tra sau tự nhiên sẽ nhất thanh nhị sở. Còn có, các ngươi nếu nghĩ oan uổng, hay là có cái gì muốn biện giải, có thể lưu đến như thế này đi thị cục, cho Đồng Văn Thành đồng bí thư tự mình nói. Cái này khởi án kiện hắn đã quyết định tự mình phụ trách xử lý, hiểu chưa? Thập, cái gì? Đồng Văn Thành đồng bí thư muốn đích thân phụ trách xử lý. Mà đang nghe cố đội trưởng lời như vậy, nhất thời chính chính bân đám người thiếu chút nữa bị hù được bảy hồn không có ba phách, sắc mặt càng trong nháy mắt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào lên. Hai cổ run rẩy, cả người bởi vì sợ hãi mà điên cuồng run rẩy. Vì sao Đồng Văn Thành đồng bí thư sẽ đích thân coi trọng như vậy loại này, chuyện nhỏ, Mà nếu thật là hắn muốn đích thân phụ trách xử lý chuyện này, vậy bọn họ chẳng phải là triệt để xong. Chính bọn nó tư để hạ làm chuyện gì, lại có bao nhiêu là vi pháp loạn kỷ, chính bọn nó lại làm sao có thể thực sự sẽ không rõ ràng lắm ni. Nghĩ đến đây, phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải càng trực tiếp một hơi thở không xuyễn bắt đầu. Đến tột cùng như vậy thẳng tắp ngất đi qua, hắn biết hắn xong, cái này mới là thật xong. Nếu xem hắn lần thứ hai lúc tỉnh lại, nói không chừng tự sợ rằng đã là bị đưa đi ngồi tù trên đường đi. Vẫn là câu nói kia, tự làm bậy không thể sống a. Mang đi, theo sát mà chỉ thấy cố đội trưởng vung tay lên, cực kỳ uy nghiêm nói. Vâng, ngay tức khắc liền có kỳ sau lưng cảnh sát xông tới, đem Trịnh Chính Bân đám người mang đi. Mà ở nhìn thấy thủ hạ đem Trịnh Chính Bân đám người mang sau khi đi, cố đội trưởng lại trên mặt nổi lên lau một cái thân thiết mỉm cười, chuyển hướng Hoa Minh nói Hoa tiên sinh, để có thể đem án tử điều tra rõ. Sợ rằng muốn làm phiền ngươi theo chúng ta trở về cục một chuyến. Đâu, cố đội trưởng ngươi chân thực quá khách khí, đây là ta phải làm. Ngày hôm nay chuyện này thực sự là quá cảm ơn các ngươi. Nghe vậy Hoa Minh thụ sủng nhược kinh nói. Không khổ cực, không khổ cực, đây là chúng ta chức trách chỗ. Cố đội trưởng khiêm tốn nói. Sau đó tự thấy bọn họ cũng hướng về xe cảnh sát đi đến. Chuẩn bị phản hồi thị cục. Vụ án này cần phó thính cấp thị cục đại tướng đến xử lý, không phải nói tình tiết vụ án có phức tạp hơn, kỳ thực còn rất đơn giản. Sở hữu điều tra kết quả đều nhất nhất chỉ rõ Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu, quân sư quạt mo Chu Chính Húc cùng với Phệ Hoàng Khải là có vi pháp loạn kỷ, kết bè kết cánh, đổi trắng thay đen tính chất ác liệt hành vi phạm tội. Tối trọng yếu là, còn có thị cục công thương bên trong một ít người vì bọn họ xung đương ô dù nhân vật. Dĩ nhiên. Trừ lần đó ra còn có Kim Nam Châu bảo bị niêm phong, nhưng thật ra là căn bản cũng không có giữa lúc, cùng trình tự tay tiếp theo. Thay lời khác mà nói, đó chính là bọn họ loại này phong Kim Nam Châu bảo chi nhánh hành vi, bản thân chính là trái pháp luật. Giống như loại sự tình này mà một khi tra ra manh mối, dính dấp mặt cùng người, tự nhiên cũng liền chậm rãi trồi lên mặt nước. Bị mang lên xe cảnh sát sau, Trịnh Chính Bân đám người công cụ truyền tin cũng không có bị bắt nộp. Vì vậy Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu trước tiên tựa như bản thân cha đánh xin giúp đỡ điện thoại. Hiển nhiên đối với hắn, thậm chí đối với Chu Chính Húc, Hoàng Khải ba người bọn họ mà nói, tỉnh cục công thương phó cục trưởng Trịnh Trường Hồng đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Thế mà, bọn họ lấy được đáp án lại càng thêm làm bọn hắn can đảm câu liệt, thậm chí bị hù ngã có chút hồn phi phách tán. Vãi, tiểu tạp chủng ngươi đến tột cùng đắc tội người nào? Vì sao liên tỉnh công an thính cùng với người của tỉnh kỳ ủy đều xuất động? Liên ngươi lão tử ta đều bị bắt, Trịnh Chính Bân nguyên vốn còn muốn để cho mình tra nhanh lên một chút tìm quan hệ, đem bản thân cho lao đi ra ngoài. Nhưng ai biết, lại cư nhiên nghe được loại đáng sợ này tin tức. Thập, cái gì? Liên ba hắn đều bị bắt. Liên ngươi đều bị bắt. Điều này sao có thể lẽ nào bọn họ không biết ngươi là thân phận gì? Chúng ta thế nhưng Trịnh gia Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu đến lúc này mới biết tai vạ đến nơi, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không dám tin nói. Phải biết rằng ba hắn Trịnh Trường Hồng thân phận gì địa vị gì. Đây chính là đường đường Trịnh gia lực lượng trung kiên, tỉnh cục công thương phó cục trưởng, nhưng bây giờ, dựa vào cái gì liên hắn đều bị bắt.
Từ Bắc Sơn tới đầu nhà quê, lão tạp mao, sao có thể có loại này năng lượng? Cái này, đây không phải là thật đi. Trịnh gia, coi như chúng ta là Trịnh gia, thì thế nào? Người hắn mà có biết hay không lần này là ai tự mình ra lệnh? Là tỉnh trưởng Triệu Chính Quốc, người bây giờ nhanh cho ta nói thật, người hắn mà đến tột cùng đắc tội người nào? Vì sao liên Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đều tự mình ra mặt, người con thỏ nhỏ chết bầm này có hiểu hay không cái này ý vị như thế nào? Bên đầu điện thoại kia Trịnh Trường Hồng hầu như sử dụng gầm hét lên, điên cuồng quát. Không có biện pháp, nếu là phổ thông bị điều tra, hắn còn có thể dựa vào phía sau Trịnh gia bối cảnh, chờ tiếng gió thổi qua sau là có thể bị lao đi ra. Có thể hắn mà hiện tại, Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đều tự mình ra mặt, ai dám lao hắn? Đó không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Nguyên lai like chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, đang cùng Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư gọi điện thoại tới đồng thời, trả lại cho tỉnh lý mặt Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng lại gọi điện thoại nói tiếng. Như vậy, đường đường một tỉnh dài đều tự mình ra mặt, hắn Trịnh Trường Hồng, chính là, một cái tỉnh cục phó, sao có thể thoát được cởi, chạy thoát. Rất nhanh thì bị tỉnh công an thính và người của tỉnh kỷ ủy đã khống chế lên, chờ bị điều tra. Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trực tiếp bị sợ choáng váng, trên mặt một điểm huyết sắc không có, thậm chí ngay cả biểu tình đều từ từ ngốc lăng, tuyệt vọng lên. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, từ lúc mới bắt đầu Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng, rồi đến mặt sau Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư, lại đến bây giờ Triệu Vệ Quốc Triệu tỉnh trưởng. Cái này hắn mà cũng chỉ là một nhà phá tiệm châu báu mà thôi a. Vì sao có thể từng tầng một dính dáng ra nhiều như vậy đáng sợ đại nhân vật? Hơn nữa, kinh khủng nhất vâng, Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi là bọn hắn Trịnh gia toàn bộ, chỉnh thể cũng đều không muốn, không dám cùng cái loại này siêu cấp quyền to sản sinh bất luận cái gì hình thức mâu thuẫn cùng xung đột. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn Trịnh Chính Bân loại gia tộc này tầng dưới chót nhất quần là áo lượt, tùy tiện chọc chút chuyện. Lại cư nhiên đem cái loại này siêu cấp lớn bo SS đều dẫn đi ra. Thậm chí còn hướng hắn tỉnh cục phó ba ba đều tự mình động thủ. Hắn có thể nào tin tưởng, làm sao dám tin. Có thể nhưng vào lúc này, thanh âm bên đầu điện thoại kia lại đột nhiên cắt đứt. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hãy cùng choáng váng vậy, lập tức cả người run lên. Hai tròng mắt thường có thể thấy được buồn bã, tuyệt vọng lên. Hiển nhiên hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn. Cũng khẳng định biết, đã biết lần là thật xong. Cũng khẳng định biết mình xong, hơn nữa còn là chân chân tránh tránh, triệt triệt để xong. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam Trịnh gia gia chủ đương thời Trịnh Đông Dịch, cũng nhận được Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng tự mình hướng gia tộc bọn họ Trịnh Trường Hồng hạ thủ tin tức. Chúng ta Trịnh gia cùng hắn Triệu Chính Quốc hãng nhất nước giếng không phạm nước sông, nhưng vì cái gì lần này, hắn sẽ như vậy không giải thích được hướng chúng ta Trịnh gia người hạ thủ. Hơn nữa còn là Trịnh Trường Hồng. Bên trong thư phòng, Trịnh Đông Dịch châm một cọng cỏ yên chân mày sâu nhíu dù gì nói, trên mặt thần sắc khá có vài phần ngưng trọng cùng xấu xí. Tuy nói Trịnh Trường Hồng cũng chưa tính là bọn họ Trịnh gia cao cấp nhất, cao tầng lực lượng, nhưng vấn đề là, tỉnh cục công thương cục phó cũng coi như không thấp a. Nhưng bây giờ lại bị Triệu Chính Quốc trực tiếp bắt, và lại trước đó liên cái bắt chuyện cũng không có, vậy làm sao có thể làm hắn Trịnh Đông Dịch không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ cái này Triệu Chính Quốc chân thực mượn đề tài để nói chuyện của mình, chân chính mục tiêu là chúng ta Trịnh gia. Theo sát mà Trịnh Đông Dịch trong lòng liền nhìn không được nghĩ như vậy đến, sắc mặt hơi hoảng loạn mấy phần. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như là đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, cũng tuyệt đối là không giống bình thường. Dù sao coi như là hắn Trịnh Đông Dịch bản thân, cũng liền vẻn vẹn mới là phó tỉnh cấp, mà không phải là chính tỉnh. Kém một chữ. Lại thật là khác nhau trời vực a. Nhưng rất nhanh Trịnh Đông Dịch còn là đem bên trong lòng mình cái này không thiết thực ý tưởng bác bỏ. Phải biết rằng bọn họ Trịnh gia không có thể như vậy cái gì cá nhỏ tiểu tôm, mà là đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhị đại hào môn vọng tộc, và lại ở kinh thành đều cũng có người, có quan hệ. Vì vậy hắn Triệu Chính Quốc thật không có lý do, cũng không đạo lý, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tự theo chân bọn họ Trịnh gia dở mặt động thủ. Huống chi. Nếu là Triệu Chính Quốc thật muốn hướng bọn họ Trịnh gia động thủ, cũng sẽ không đại trương kỳ cổ như vậy, lại chỉ động Trịnh Trường Hồng, cùng với giúp hắn ở bên trong thành phố nói chuyện mấy người kia a. Cái này đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, thật không coi vào đâu.
Nếu nghĩ thông suốt, Triệu Chính Quốc hẳn không phải là muốn hướng bọn họ Trịnh gia hạ thủ, vậy Trịnh Đông Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, hay là chuẩn bị đem khẩu khí này cho nuốt xuống. Không có biện pháp, ai kêu Triệu Chính Quốc thân phận quá dọa người, đường đường một tỉnh dài, để chính là, một cái Trịnh Trường Hồng sẽ cùng cái loại này đại lão, thật không đáng, cũng chân thực không cần thiết này. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đặt ở trên bàn sách tư nhân điện thoại, lại đột nhiên tức tức cha cha vang lên. Điện thoại. Nhất thời chỉ thấy Kỳ hơi biến sắc mặt, đem vẫn còn chuông reo cùng với chấn động điện thoại di động cầm tới, liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, lại theo tự thoáng cái ngây ngẩn cả người. Bởi vì điện báo biểu hiện trên sở có vẻ ba chữ, không phải là khác, chính là Triệu Chính Quốc, ba chữ này. Triệu Chính Quốc, hắn hiện tại gọi điện thoại cho ta làm gì? Trịnh Đông Dịch vẻ mặt nghi ngờ nói. Hiển nhiên hắn cũng là thật không nghĩ tới, cũng không lên tiếng kêu gọi, tự đưa bọn họ Trịnh ra người cho trực tiếp bắt lại. Triệu Chính Quốc bây giờ còn lại có hôn lên khuôn mặt tự gọi điện thoại cho hắn, cái này có ý tứ. Triệu Chính Quốc tại sao muốn tự mình gọi số điện thoại này? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, Trịnh gia cũng không chỉ có chính là một cái Trịnh Trường Hồng, người sau bất quá là chính là một cái tỉnh cục phó, trước người, cũng liên phó tỉnh, phó bộ cấp quan to đều tối thiểu có 3 vị. Phó tỉnh, phó bộ cái gì khái niệm, đây cũng không phải là đùa giỡn, toàn bộ Giang Nam mới có thể có bao nhiêu. Tối trọng yếu là tại nơi loại vị trí, nếu như có thể tiến thêm một bước, chính là hắn hiện nay nón quan. Như vậy, coi như là hắn Triệu Chính Quốc, đường đường một tỉnh dài, tự phụ thân chức vị cao, tay cầm quyền to, nhưng nếu muốn cho hắn như vậy mặc danh kỳ diệu cùng Trịnh gia chống lại, cũng còn là trong lòng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Hơn nữa nếu không có chân thực cần phải, hắn cũng không quá nguyện ý như vậy cùng loại này quái vật lớn, đơn giản khởi cái gì hiểu lầm cùng xung đột. Vì vậy hắn mới cảm giác mình có tất muốn đích thân gọi số điện thoại này đến. Một là đem có chút tin tức, tình huống nói rõ ràng. Hắn Triệu Chính Quốc vì sao biết đột nhiên như vậy mặc danh kỳ diệu, không chào hỏi đã đi xuống tay, đưa bọn họ Trịnh ra một cái tỉnh cục phó quan to trực tiếp lấy xuống. Cái này đương nhiên là có nguyên nhân. Hai nha, tắc tự nhiên là sợ cái này Trịnh ra, sợ cái này Trịnh Đông Dịch không biết đúng mực, không rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Muốn mạnh mẽ tìm căn nguyên bảo đáy, tiện đà lần thứ hai làm tức giận vị kia nói. Vậy thật có phiền phức cùng cái được không bù đắp đủ cái mất. Làm tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng, trên thực tế Trịnh gia cùng quan hệ của hắn cũng không tệ lắm, niệm và tình xưa, hắn đúng là vẫn còn không muốn cái này Trịnh gia tự mơ hồ chọc Trần Phi Trần tiên sinh, bằng không sợ rằng vậy không chỉ là bọn họ Trịnh gia một nhà việc, mà là có khả năng sẽ náo động đến toàn bộ Giang Nam A. Làm phi báo cái loại này ngành đặc biệt tổng huấn luyện viên Trần Phi, là tuyệt đối có khả năng, cũng có tư cách áp quá một cái Trịnh gia. Điểm này, hắn Triệu Chính Quốc trong lòng thanh thanh sở sở. Nghĩ đến đây, làm điện thoại chuyển được sau, Triệu Chính Quốc liền trực tiếp không lại hàm hồ, vừa tiếp thông điện thoại tự cười vang nói Trịnh thư ký, cùng Châu Thị sự kiện kia nhân huynh nên biết đi. Thực sự là xin lỗi, không sớm cho ngươi lên tiếng kêu gọi, chủ yếu là thời gian quá gấp. Hơn nữa chuyện này cũng dính dáng quá lớn, quá nghiêm trọng. Nghe thế bên đầu điện thoại kia Trịnh Đông Dịch trực tiếp ngẩn người. Thời gian quá gấp, còn dính dáng quá lớn, quá nghiêm trọng. Chẳng lẽ chuyện này? Nhất thời tỉnh Giang Nam chuyên trách phó thư ký Trịnh Đông Dịch sắc mặt ngưng nhưng mà mấy phần, một bên mâu quang hơi lóe ra, một bên như là ở oán giận nói Triệu tỉnh trưởng ngài không bản chí cốt ha. Chuyện lớn như vậy mà, thế nào đều không nói trước thông báo một tiếng, hại ta tại đây miên man suy nghĩ. Chờ đợi lo lắng cả buổi. Triệu tỉnh trường, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh Trường Hồng hắn, có đúng hay không chọc người nào? Có thể trộn đến tỉnh Giang Nam chuyên trách phó thư ký loại vị trí này trên, hắn Trịnh Đông Dịch đương nhiên không ngốc, hơn nữa rất sớm trước đã luyện liền một thân cáo giả, một điểm tự thấu bản lĩnh. Triệu Chính Quốc lời này, đều đã nói xong rõ ràng như thế, hắn loại này tên giảo hoạt thế nào còn có thể nghe không hiểu. Chuyện lớn như vậy mà. Nghe vậy Triệu Chính Quốc nao nao, chợt cười gật đầu nói đúng vậy, lão Trịnh, ta tự lời nói thật nói với ngươi đi. Lần này nếu là Trịnh Trường Hồng không đi vào, vậy các ngươi Trịnh gia chỉ sợ cũng phải hơn cũng xui xẻo. Vị kia địa vị, quả thật có chút lớn. Chúng ta Trịnh gia muốn té xui xẻo. Nghe vậy Trịnh Đông Dịch mạnh sửng sốt, thậm chí ngay cả cặp kia già nua con ngươi cũng không từ rụt một cái. Lấy Triệu Chính Quốc thân phận cùng trình tự.
hắn đương nhiên sẽ không cho là đối phương có thời gian rỗi chuyên môn gọi điện thoại cho hắn nói bậy, trêu chọc hắn. Có thể liên đường đường một tỉnh dài Triệu Chính Quốc, đều cư nhiên nói như vậy, vậy Trịnh Trường Hồng lần thứ hai không có mắt chọc người trên, đến tột cùng là có bao nhiêu khủng bố, đến tột cùng là thần thánh phương nào, mới đáng liên Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đều nói ra những lời này a. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhìn không được cả người run rẩy. May mắn là bản thân vừa rồi không tuyển trạch xung động, bị Triệu Chính Quốc cái này một tỉnh dài hù dọa. Nếu không, sợ rằng đến chuyện bây giờ tựu thật đã nghiêm trọng. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ tràn đầy phức tạp cùng vẻ ngưng trọng, hướng về microphone nội chậm rãi cười khổ nói Triệu tỉnh trưởng, lại nói tiếp chúng ta coi như là quen biết đã lâu, bạn cũ, vì vậy lần này chuyện này. Người có thể hay không cho ta thấu cái đấy? Không có mắt Trịnh Trường Hồng đến tột cùng chọc tới người nào. Thậm chí ngay cả ngươi bây giờ, đều nói như vậy. Hắn cảm giác mình thật có tất phải hiểu rõ chuyện này, nếu không, chỉ sợ bọn họ Trịnh gia tựu thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tự nhiên, nếu là ta không muốn nói cho ngươi biết nói, ta cũng sẽ không như vậy mã bất đình đề, tự mình gọi điện thoại cho ngươi. Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng khẽ gật đầu, sau lại chậm rãi ngưng túc nói lão Trịnh, không biết ngươi nghe nói qua Trần Phi, Trần tiên sinh tên này không? Trần Phi. Trần tiên sinh, người nào Trần Phi, Trần tiên sinh, ta hình như không biết a. Nghe vậy Trịnh Đông Dịch Trịnh phó thư ký vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ tốt một trận, cũng không nghĩ tới cái này Trần Phi, Trần tiên sinh, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hơn nữa tên này, hắn hình như quả thực không biết a. Phi báo ni, Trần tiên sinh ngươi không biết, phi báo ngươi tổng phải biết đi. Triệu Chính Quốc còn nói thêm. Phi báo ta đương nhiên biết. Đó là chúng ta lĩnh Nam ba tỉnh Giang Nam, Tô Dương, Tần Châu chức cấp cao nhất đặc quyền bộ môn, đặc biệt nhằm vào này chính mình siêu phàm vũ lực cổ vũ. Vân vân chờ đã, lẽ nào, Trần Phi Trần tiên sinh, cùng phi báo có quan hệ gì? Trịnh Đông Dịch Trịnh phó thư ký ngay từ đầu óc vẫn là không có chuyển qua cua đến, bất quá nói trong lúc bất chợt mạnh hiểu ý đến, không khỏi bật thốt lên cả kinh nói. Thậm chí xem hắn sau khi nói xong mặt câu nói kia sau. Cả người không khỏi sắc mặt cũng thay đổi. Không có biện pháp, tuy rằng lấy thân phận của hắn, trừ phi là cái loại này ngành chân chính cao tầng, lãnh đạo, nếu hắn không là cũng không cần thiết quá kiêng kỵ. Có thể cái loại này đặc quyền bộ môn đối với hắn, cùng đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, ý nghĩa, tính chất cũng không đồng dạng như vậy. Mang theo thượng phương bảo kiếm, nắm bắt sát nhân giấy phép. Cái này hoàn toàn chính là quyền lực lớn đến không biên thay đổi tai, người điên bộ môn. Coi như là bọn họ Trịnh gia loại này tỉnh Giang Nam đệ nhị đại hào môn vọng tộc, tự phụ đẳng cấp trình tự bất phàm, nội tình thâm hậu, cũng vẫn là không muốn cái loại này vướng tay chân, người điên bộ môn, đơn giản có bất kỳ xung đột nào. Bởi vì chân thực quá cũng không đáng, cũng không cần thiết. Có quan hệ, nếu vẻn vẹn chỉ là có quan hệ, ta đây cũng không đến mức như vậy chuyện bé xé ra to, trực tiếp bắt người. Lão Trịnh ngươi biết không? Phi báo, chính là của hắn. Triệu Chính Quốc nói, T, ngươi nói phi báo, là của hắn, Triệu tỉnh trưởng ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Phi báo, không phải là La Viễn Chí La lão thủ trưởng đang quản sao? Cận nghe được Triệu Chính Quốc lời nói này, Trịnh Đông Dịch Trịnh phó thư ký liền trong nháy mắt tim đập loạn, miệng khô lưỡi khô lên. Bay, phi báo là của hắn, đây là Triệu Chính Quốc lão gia hỏa kia đang đùa giỡn hắn ni. Hay là hắn bản thân cái lỗ tai lưng, nghe lầm. Phải biết rằng lĩnh Nam ba tỉnh phi báo cái loại này tầng thứ đặc quyền bộ môn, coi như là bọn họ Trịnh gia, ở trước mặt đối phương đều chỉ có thể hoàn toàn lão lão thật thật, một điểm tâm tư phản kháng cũng không có. Không chỉ là phi báo có đặc quyền, lớn đến không biên, càng trọng yếu là, ở trong đó thành viên chính thức đều là chính mình siêu phàm vũ lực quái vật, thay đổi tai. Hơn nữa, phi báo không phải là La Viễn Chí La lão thủ trưởng đang quản sao. Nhưng bây giờ, vì sao Triệu Chính Quốc lại nói phi báo là Trần Phi Trần tiên sinh? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Xem ra ngươi là thật không biết. Không sai, phi báo hiện tại đúng là La Thúc Thúc đang quản, đối với ngươi trong miệng vị kia Trần Phi, Trần tiên sinh, cũng phi báo hiện giữ tổng huấn luyện viên. Triệu Chính Quốc gỡ gỡ từ từ. Có chút ngữ điệu phức tạp mở miệng nói lão Trịnh ngươi nên biết ta cùng La Thúc Thúc quan hệ thế nào đi. Trước hắn từng cho ta lén tiết lộ qua một ít, Trần Phi Trần tiên sinh đang bay báo nội bộ quyền phát biểu. Ít nhất, so với hắn nặng thập bội,
Nói cách khác Trần Phi Trần tiên sinh một câu nói, là thúc thúc hắn. Đều tuyệt đối sẽ không, cũng không có biện pháp phản bác. Cái gì, phi báo tổng huấn luyện viên? Nghe vậy coi như là Chính Đông Dịch loại này đường đường tỉnh Giang Nam chuyên trách phó thư ký, cũng sắc mặt triệt để thay đổi, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên phức tạp, nghiêm trọng đến loại trình độ này. Đang bay báo nội bộ quyền phát biểu so với La Viễn Chí La lão thủ trưởng đều phải nặng thập bội tổng huấn luyện viên, đây coi là cái gì khái niệm? Chẳng lẽ không có mắt Trịnh Trường Hồng, lại là đem loại này kinh khủng nhân vật cho chọc tới? Không sai, chính là phi báo tổng huấn luyện viên. Bên đầu điện thoại kia Triệu Chính Quốc cũng đồng dạng nếu có cảm thán gật đầu, chợt nhỏ giọng nói trước cùng Châu Thị sự kiện kia mà cùng vị kia Trần Phi Trần tiên sinh có quan hệ. Hiện tại ngươi biết ta vì sao bắt chuyện cũng không đánh, đã đem Trịnh Trường Hồng bắt lại đi. Ta là sợ phiền phức tình lại tiếp tục làm lớn chuyện, đến lúc đó, coi như là các ngươi Trịnh gia. Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, có thể chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, đều hẳn là minh bạch hắn những lời này là có ý gì. Nếu vị kia thật tiếp tục truy cứu, đem chuyện này làm lớn chuyện nói, chỉ sợ cũng coi là các ngươi Trịnh gia, cũng phải cũng xui xẻo, quá a. Triệu tỉnh trưởng. Lần này thực sự là đa tạ a. Trịnh Đông Dịch có thể ngồi trên tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký loại vị trí này, tự nhiên cũng là người thông minh, minh bạch chuyện này Triệu Chính Quốc là thật coi là tư để hạ giúp bọn họ Trịnh ra một thanh, nếu không. Dù là Trịnh Đông Dịch Trịnh phó thư ký cũng không nhìn được cả người run rẩy, già nua trong con ngươi sau đó hiện ra lau một cái hoảng sắc. Nếu chuyện này liên lụy đến vị kia Trần Phi Trần tiên sinh, vậy xin Triệu tỉnh trưởng ngươi bên kia nhiều lao tâm phí thần xử lý một chút, vô luận dính đến người nào đều nhất định triệt tra tới cùng. Cho vị kia một cái công đạo. Sau một hồi, lại thấy thứ nhất mặt ngưng túc chậm rãi nói. Phi báo tổng huấn luyện viên, loại trình độ đó đại nhân vật coi như là bọn họ Trịnh gia khuynh toàn tộc lực, cũng không thấy có thể không thể trêu vào, vì vậy hay là thôi đi, thành thật nhận sai đi. Lão Trịnh ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Đã như vậy nói, ta bên này tự cúp điện thoại trước. Sau đó chỉ thấy Triệu Chính Quốc cúp điện thoại. Cùng lúc đó, chúng ta vừa mới trở lại cùng Châu Trần Phi Trần Đại Thiếu, đã bị kẻ dối trá phụ mẫu Hoa Minh, Vương Anh, lại là cảm kích lại là nhiệt tình mời được cùng Châu giàu có nhất nổi danh mấy nhà cấp 5 sao A Tửu Điếm một trong, Thiên Hồng Đại Tửu Điếm ăn. Trần Phi lần này giúp vợ chồng bọn họ lưỡng lớn như vậy chiếu cố, bọn họ tự nhiên lòng mang cảm kích, muốn cảm tạ một chút. Như vậy. Bởi vì là xảo quyệt phụ thân, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngược lại cũng không tốt cự tuyệt. Ngồi thị uy số một chuyến đặc biệt, hắn liền đi tới ngày đó Hồng Đại Tửu Điếm. Nguyên lai trước đó hắn đã cùng Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư hội hợp. Làm thị uy số một chuyến đặc biệt dừng sát ở Thiên Hồng Đại Tửu Điếm bãi đậu xe dưới đất nội, có hai đạo thân ảnh liền từ trong đó đi ra. Đồng thúc thúc, thực sự là xin lỗi a. Lúc đầu đêm nay ta là nói đơn độc mời ngươi ăn cơm, nào biết. Hai đạo nhân ảnh trong đó một vị rõ ràng thoạt nhìn chỉ có 27-28 nam tử, có chút ngượng ngùng tha cái bù thêm, nói. Hiển nhiên nam tử kia không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, mà một vị khác tác dĩ nhiên chính là Đồng Văn Thành Đồng Thư Ký. Lúc đầu hai người bọn họ tối nay là nói đơn độc ăn cơm, có thể thế nhưng bên kia, kẻ dối trá phụ mẫu bên kia chân thực quá nhiệt tình, phải cảm tạ Trần Phi ngày hôm nay giúp bọn hắn cái này đại ân. Muốn mời hắn ăn cơm, chân thực không lay chuyển được. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng chỉ có mang theo Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cùng nhau tới. Dĩ nhiên, hắn cũng không có trong điện thoại đề cập Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư thân phận, mà là chỉ nói có một vị trưởng bối muốn theo tới hắn cùng đi. Đối với lần này, kẻ dối trá phụ mẫu hai người đương nhiên sẽ không cự tuyệt lạc. Đâu, đều là ăn, nhiều người còn nóng nháo một ít. Người nói là đi Trần tiên sinh. Đồng Văn Thành lắc đầu cười cười, hai người ngồi vào thang máy. Một lát sau, làm hai người bọn họ ngồi thang máy đi tới Thiên Hồng Đại Tửu Điếm 11 tầng thời gian. Tiểu Trần, làm cửa thang máy mở, nhất thời liền có một vị giọng nữ từ thang máy ngoại chuyện đến. Trần Phi nghe vậy quay đầu theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt kích động kẻ dối trá mẫu thân Vương Anh, còn có một vị khác mặc âu phục. Ước chừng theo chừng 50 tuổi trung niên nam nhân chính hướng bọn họ bên này cửa thang máy bước nhanh đi tới. Thậm chí không đợi Trần Phi hai người từ trong thang máy đi ra, Vương Anh Vương A Di cũng đã không nhẫn nại được kích động, nhiệt tình chào mời nói. Lại nói tiếp, hắn cùng Trần Phi cũng quả thật có tốt một đoạn thời gian không gặp mặt. Vương A Di,
Hoa thúc thúc các ngươi khỏe. Trần Phi dĩ vãng cùng kẻ dối trá mụ mụ quan hệ tốt vô cùng, cũng ngay tức khắc nhiệt tình nghênh đón. Người khỏe, ta là Trần Phi bằng hữu ba ba, Hoa Minh, ngài chính là Trần Phi trong miệng vị trưởng bối kia đi. Xin chào, thỉnh, chúng ta đính căn phòng đang ở bên trong. Hoa Minh là làm ăn, ở đây mặt ứng phó trên tự nhiên có hắn một bộ. Gặp Trần Phi hơi có chút, vắng vẻ, hắn vị trưởng bối này, liền ngay tức khắc vươn tay nhiệt tình cùng hắn nắm nói. Hiển nhiên, đến bây giờ hắn tựa hồ cũng còn không nhận ra được Đổng Văn Thành là ai. Thấy tình cảnh này, Đổng Văn Thành lời từ hắn trong đương nhiên không khó nghe ra, cái này Hoa Minh, tựa hồ còn không có đem hắn Đổng Văn Thành nhận ra, không biết hắn thân phận thật sự. Nghĩ đến đây, chỉ thấy kỳ khóe miệng hơi hiện ra một chút chế nhạo mỉm cười, vươn tay cùng Hoa Minh nắm tay, nói xin chào, Hoa tiên sinh rất hân hạnh được biết ngươi. Ta họ Đổng, gọi Đổng Văn Thành. Đổng Văn Thành. Ta thế nào cảm giác tên này hình như tại nơi nghe qua, hơn nữa lão ca. Ta tốt như vậy giống như cảm giác ngươi gương mặt này, tựa hồ ở nơi nào bình thường gặp tựa như. Nghe vậy Hoa Minh hơi ngẩn người, tựa hồ cảm giác tên này có chút quen thuộc, thậm chí còn cảm giác Đổng Văn Thành gương mặt đó, tựa hồ ở đâu gặp thông thường, nhưng chỉ có óc đột nhiên một chút kẹt, không nghĩ ra. Ha ha ha, Hoa thúc thúc, ngươi xem Đổng thúc gương mặt này, có đúng hay không ở trong TV bình thường gặp. Nghe vậy thấy thế Trần Phi nhìn không được một chút bật cười, cũng có chút chế nhạo hỏi. Trong TV, nghe vậy Hoa Minh sửng sốt tốt nửa ngày, nhìn Đổng Văn Thành bên kia mặt lại tỉ mỉ quan sát hơn nửa ngày, có thể theo sát mà đột nhiên, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó trong mắt đều tốt giống như thoáng cái trợn tròn vậy, đầu lưỡi cũng thắt lên, lắp bắp rung giọng nói. Ngài, Đổng, ngài là Đổng, bí thư. Ngươi là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư. Không có thể như vậy, Đổng Văn Thành gương mặt này, hắn đúng là tại bọn hắn cùng Châu Thị Đài truyền hình thành phố kênh bên trong, trải qua thường gặp được. Nhưng vấn đề là, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư, cái loại này thân phận siêu cấp thị uy một tay, đó là cái gì khái niệm? Đối với hắn loại này tiểu tiểu tiệm châu báu lão bản mà nói, chân thực quá mức xa vời. Thậm chí hắn căn bản đều không nghĩ tới, mình đời này. Cứ nhiên một ngày kia có thể cùng Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư nắm tay. Cái gì, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư? Liên Vương Anh Vương A Di cũng lấy làm kinh hãi, trên mặt hiện ra ngốc lăng vẻ, ngây ngốc. Hiển nhiên coi như nàng là một nữ tác nhân gia, cũng hoàn toàn minh bạch, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư cái này sáu tự, ý vị như thế nào? Đây chính là bọn họ tỉnh lỵ cùng châu không thể nghi ngờ một tay, siêu cấp lớn quan. Nhưng bây giờ, hiện tại, Đổng Thúc. Xem ra bọn họ nghĩ ngươi là giả mạo. Không quá giống như a, ha ha ha. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng, xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, nhìn không được cười ha ha. Ta thoạt nhìn tựu thật giống như vậy giả mạo sao? Sớm biết rằng, vừa rồi nên đem Trầm Khải kêu lên. Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư cũng cảm giác có chút buồn cười, tự ngu tự nhạc nói. Không phải là, Đổng Bí Thư ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là không nghĩ tới cư nhiên có thể nhìn thấy ngài. Phải biết rằng ngài có thể là chúng ta cùng Châu Thị Uy một tay, tỉnh Uy đầu sỏ a. Ta là thật không nghĩ tới cư nhiên có thể tại đây nhìn thấy ngài. Hoa Minh lắp bắp nói rằng, sắc mặt như trước rung động. Không có biện pháp, coi như trước hắn cũng đã biết, con của hắn huynh đệ Trần Phi, tựa hồ cùng bên trong thành phố Đổng Bí Thư có quan hệ gì. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng đều nghĩ không ra, đêm nay ăn cái này cơm, Trần Phi trong miệng trưởng bối, lại là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư. Lão nhân gia ông ta cư nhiên đích thân đến. Nhất thời Hoa Minh trong lòng đúng Trần Phi bình định, lại lần nữa tăng vào tới một đáng sợ cao độ. Có thể đem Đổng Bí Thư lén ước đi ra ăn buổi tối, cái này cái gì khái niệm? Hoa lão bản, hiện tại thế nhưng lúc tan việc, ta chính là Đổng Văn Thành mà thôi, không là cái gì Đổng Bí Thư. Nếu không chúng ta đi vào trước ngồi đi, nghe vậy thấy thế Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư lại khẽ mỉm cười một cái, nói. Đúng vậy, Hoa thúc thúc, ta cũng đều đem Đổng Bí Thư tự mình mời tới, ngươi cũng không thể nhượng hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi này đi. Vương Di, chúng ta vào đi thôi. Gian phòng ở đâu? Trần Phi cũng mở miệng cười nói. Sau đó tự thấy bọn họ tiến nhập đã sớm định căn phòng tốt nội. Chỉ chốc lát sau, cơm nước cũng bắt đầu lục tục thượng. Tiểu Trần, Đổng Bí Thư, sự tình hôm nay chân thực rất cảm tạ các ngươi.
Ta miệng ngốc, cũng không biết cần thế nào biểu đạt trong lòng lòng biết ơn, trước hết Khô Vi kính. Chờ nhập tọa sau, mọi người ngươi một lời ta một câu trò chuyện không sai biệt lắm sau, Hoa Minh đột nhiên đứng lên bưng một chén rượu lên, hướng Trần Phi cùng với Đổng Văn Thành đồng bí thư sắc mặt không gì sánh được thành khẩn cảm kích nói. Sau đó liền đem trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch. Không có biện pháp, ngày hôm nay chuyện này nếu không phải là bởi vì Trần Phi, nếu không phải là bởi vì Đổng Văn Thành đồng bí thư ra mặt, vậy bọn họ Kim Nam Châu Bảo, tự còn thật không biết sẽ là một cái dạng gì bi thảm kết quả ni. Dù thế nào lấy hắn Hoa Minh năng lực, coi như tại đây cùng Châu Kỳ thực cũng hơi có chút quan hệ, nhưng cũng hay là thật bất quá tỉnh cục phó công tử, Trịnh Chính Bân. Đúng vậy, Tiểu Trần, đồng bí thư, lần này thực sự là quá cảm ơn các ngươi. Nếu không hai chúng ta đều thật không biết cần làm thế nào mới tốt, ta cũng mời ngươi các một chén. Vương Anh Vương A Di cũng đứng lên, bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Để bày tỏ đạt trong lòng đúng Trần Phi còn có đồng bí thư lòng biết ơn. Ai, Hoa Thúc Thúc, Vương Di các ngươi làm cái gì vậy? Ta cùng kẻ dối trá quan hệ thế nào, đều là thuận lợi lao, Vương Di ngươi không phải là không uống rượu sao? Nhanh đừng uống, không cần như vậy. Nghe vậy thấy thế Trần Phi lập tức nói. Nếu đổi lại là những người khác, nói không chừng hắn hiện tại đều đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Có thể Hoa Minh, Vương Anh hai người lại không giống với, bọn họ là xảo quyệt phụ mẫu, tính chất không giống với. Đúng vậy, lại nói tiếp chuyện này coi như là chúng ta bình thường làm việc không làm tốt, nếu không tiểu tử kia làm sao dám như vậy minh mục trương đảm con mắt vô pháp kỷ, ỷ thế hiếp người. Nói chung đây là chúng ta phải làm. Vì vậy tạ cũng không cần, bất quá tự vẫn là có thể uống, ha ha ha. Đồng Văn Thành đồng bí thư vừa cười vừa nói, sau đó bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Coi như là cho đủ Hoa Minh phu phụ mặt mũi. Mặc kệ nói như thế nào, cần phải muốn cảm ơn các ngươi lưỡng. Quên đi, không nói những. Này, Tiểu Trần, dùng bữa, đồng bí thư, ta mời ngươi một chén nữa. Mà ở thấy tình cảnh này. Gặp đồng bí thư Đồng Văn Thành cư nhiên cũng như cái này cho mình phu phụ mặt mũi, nhất thời Hoa Minh trên mặt cũng không nhịn được kích động đến mặt mày hồng hào, cũng dần dần thả, cả tiếng hét uống. Người cái này thối tử quỷ, uống ít chút, ngày mai đồng bí thư khẳng định còn có đại sự phải bận rộn ni. Thấy thế Vương Anh lại liền vội vàng kéo chồng mình, rất sợ cái này thối tử quỷ một chút uống mở, không đúng mực, đình lại đến đồng bí thư ngày mai công tác. Vương Di không có chuyện gì. Ta xem đồng thúc gần nhất áp lực cũng có chút đại, có thể thích hợp buông lỏng một chút, dù thế nào có ta ở đây, ngày mai giúp chuẩn nhượng tinh thần hắn chấn hưng đi làm. Ngươi nói là đi, đồng thúc, thế mà Trần Phi lại cười đem Vương Anh ngăn lại, ý bảo cái này không có chuyện gì. Bởi vì lúc đầu Đồng Văn Thành đêm nay tựa hồ tự muốn uống rượu. Có ngươi Trần tiên sinh những lời này, ta an tâm. Hoa lão ca, chúng ta tới đi hai vòng. Thời gian rất lâu không có thể như thế buông lỏng một chút, ta cần phải quý trọng đêm nay cơ hội này a. Nghe vậy Đồng Văn Thành cười lớn một tiếng, cũng bưng trên ly. Trần Phi nói không sai, gần đoạn thời gian hắn áp lực hơi lớn, là muốn buông lỏng một chút. Dù thế nào có Trần Phi câu nói kia, hắn tự nhiên cũng không sợ đình lại đến ngày mai công tác. Đối với Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật, hắn vẫn rất tín nhiệm. Vậy được rồi. Gặp đồng bí thư mình cũng nói như vậy, Vương Anh cũng liền không lại ngăn cản. Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi đột nhiên hỏi Vương Di, kẻ dối trá tiểu tử kia đâu? Thế nào gần nhất ta đều liên lạc không được hắn a? Ngày hôm nay cũng không thấy bọn họ với ngươi cùng đi. Hắn rất sớm trước đã phát hiện kẻ dối trá liên lạc không được, chỉ là bởi vì lục tục sự tình các loại, mà bỏ quên sự kiện kia mà, hiện tại rốt cục đợi được có cơ hội, hắn tự nhiên muốn hỏi một chút. Ngươi nói tiểu tử kia, ai, một lời khó nói hết a. Có thể nghe nói Vương Di lại đột nhiên thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lại buồn bực nói. Một lời khó nói hết. Nghe vậy dù là Trần Phi đều ngẩn người, sau đó nghiêm sắc mặt nói Vương Di, kẻ dối trá phát sinh chuyện gì sao? Phát sinh chuyện gì cũng không có, chỉ là tiểu tử thúi kia. Cũng không biết đột nhiên nổi điên làm gì, từ lần trước Ma Cao sự kiện kia mà sau. Hắn vẫn thần thần cằn nhằn nói muốn đi bái sư học công phu. Vương Anh biểu tình càng không nại. Bái sư học công phu. Nghe thế Trần Phi trên mặt thần sắc bỗng nhiên ngẩn người, chợt khóe mắt hiện ra lau một cái vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, lại là có chuyện như vậy. Xem ra tên kia là có chút không cam lòng a. Là ai, ai nói không phải là ni.
tiểu tử thúi này đều lớn như vậy còn không cho chúng ta những này làm cha mẹ bớt lo, ngươi nói cái này gọi chuyện gì a? Nga, hơn, tiểu Trần ngươi xem một chút cái này đi, đây là chúng ta nhà tiểu tử thúi kia trước khi đi lưu lại. Vừa nói, Vương Anh Vương Di tiểu tử mang theo người túi sách nội móc ra một quyển bị cầm khăn bao quanh đồ vật. Trần Phi đem vật kia nhận lấy, mở nhìn một chút, lại phát hiện cầm khăn nội bao vây dĩ nhiên là một chương thoạt nhìn cũ kỹ pha tạp giấy vàng, trên đó ngay ngắn mặt vị trí tránh trung tâm tắm siêu siêu vẹo vẹo hai ba hành tiểu tử. Đại khái ý tứ chính là hắn cơ duyên xảo hợp chiếm được một vị thế ngoại cao nhân ưu ái, sau đã bị mang rời Giang Nam khu vực này lánh đời tu luyện, nhượng ba mẹ hắn không cần lo lắng. Hắn sau từng tháng đều biết bất định lúc gọi điện thoại về báo bình an, cũng sẽ một có cơ hội cùng không rãnh, tự sẽ trở lại gặp bọn họ, để cho bọn họ không muốn nhớ mong cùng lo lắng. Người này, vân vân chờ đã, đây là... Thấy tình cảnh này tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không khỏi lắc đầu cười khổ cười. Không nghĩ tới hắn huynh đệ trong lòng dục vọng lại như vậy cường liệt, cơ duyên xảo hợp chiếm được một vị thế ngoại cao nhân ưu ái. Cũng không biết cái gọi là thế ngoại cao nhân, đến tột cùng là lai lịch gì. Nguyên bản hắn còn nắm lấy muốn đem trước tại nơi Italia đạt được Mai S cấp dị năng bảo cho hắn huynh đệ kẻ dối trá ni, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ đã không cái cơ hội kia cùng cần thiết. Có thể giữa lúc trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Khóe mắt sư quang lại đột nhiên liếc về cũ kỹ loang lổ giấy vàng dưới góc trái nơi nào đó lúc, cũng rất đột nhiên cùng kinh dị con ngươi hơi rụt một cái. Chỉ thấy tại nơi khu vực, cái vị trí kia, lại bất ngờ tầm thường lưu lại lau một cái hôi nhào nhào vết tích, có chút hiện lên lục, cũng có chút hiện lên hôi, và lại hình dạng còn hình như là vết cào trước bưng. Nếu là người thường, chỉ sợ cũng sẽ rất tự nhiên đem ấn ký cho quên rơi, nhưng Trần Phi... Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại lướt ra ngoài vẻ kinh dị, ngón trỏ trái hơi tại nơi hôi nhào nhào vết tích trên sờ sờ, sau đó lại như giống như điện giật mau tránh ra. Sau đó, cũ kỹ loang lổ giấy vàng liền thi hành bay xuống ở trên bàn. Siêu một chút, nhất thời Trần Phi nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm giấy vàng. Tiểu Trần, ngươi làm sao vậy? Vương Anh Vương Di nghi ngờ nhìn Trần Phi. A, à, không thập, không có gì. Tốt tạ phía trên này có tĩnh điện, bị chạm một chút. Nói Vương Di, kẻ dối trá tiểu tử kia đi đã bao lâu? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lần này hoảng hốt hoàn hồn, có chút nhãn thần lóe lên lắc đầu, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, lại hiếu kỳ hỏi. Hình như có chừng 2-3 tháng đi, bất quá tiểu tử kia quả thực từng tháng đều cho chúng ta gọi điện thoại. Vương Di bản theo đầu ngón tay tính toán một chút, lại hơi thở phào nói. Vậy hẳn là cũng không sao mà. Vương Di, các ngươi còn là đừng lo lắng, không có chuyện gì, kẻ dối trá tiểu tử kia người lớn như vậy, lại không ngốc, không dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Nghe vậy Trần Phi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhịn không được lại cười nói lên. Điều này cũng đúng, đến, tiểu Trần, nhanh đừng nói tiểu tử thúi kia, vừa nói ta tựu tâm phiền. Đến, ngươi ăn nhiều vài món thức ăn a, ngày hôm nay chuyện này thực sự là quá cảm ơn ngươi. Nghe vậy Vương Anh Vương A Di bất đắc dĩ lắc đầu, lại đem cái này phiền lòng chuyện này cho dứt bỏ rồi, nhiệt tình chào mời Trần Phi dùng bữa. Trong lúc nhất thời trong bao xương nhộn nhạo sung sướng bầu không khí. Mà đang ở cái này phòng nội nhộn nhạo sung sướng bầu không khí lúc, xa ở đại dương bỉ ngạn một chỗ khác Italia ta cổ bảo nội, nhưng ở diễn ra như vậy một màn. Italia La Mã, Red gia tộc cổ bảo nội. Làm toàn bộ Italia thậm chí Âu Châu thế giới dưới đất tiêu chí, 11 đại mafia gia tộc không thể nghi ngờ là vệ miện vua. Nhất là giống như Brescia gia tộc loại này xưa nhất, huyết mạch tối tổn chính vĩ đại huyết tộc, càng trong đó lợi hại nhất tam đại đại một trong những gia tộc. Cái này không thể nghi ngờ càng cho Brescia gia tộc có vẻ quyền uy, độc nhất vô nhị. Loại này tồn tại, ngay cả Italia phía chính phủ cũng không nguyện đơn giản cùng va chạm. Tự nhiên gia tộc cổ bảo diện tích cũng là cực lớn đến kinh người, phỏng chừng ít nói cũng có số vạn bình phương thước anh. Mà đang ở bãi cỏ cùng liên miên bất tuyệt phập phồng sườn núi đầu cùng, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vót tòa thành, bất ngờ từ từ dẫn vào mi mắt. Của mọi người nhiều cây tường vi cùng bụi gai vần quanh dưới, rêu xanh thạch bích lượn lờ theo từ xưa trang nhã quang huy, đình tiền biệt viện, thạch bích thành tường, dài hành lang. Dưới ánh mặt trời cổ bảo như hết thảy đều tự yên lặng trong sống lại vậy, chập chờn ảnh ngược quang ảnh quang thải có vẻ dị thường mỹ lệ. Mà đang ở dị thường ngỗi mỹ và tràn đầy làm người ta mê say văn hóa lịch sử hơi thở cổ bảo ở chỗ sâu trong.
một vị cực kỳ ưu nhã, thoạt nhìn tóc dài da thịt tái nhợt trung niên nhân chậm rãi thân xuyên qua cầu hình vòng cửa, văn nghệ phẩm bức họa thông đạo. Rốt cục phía trước ngọn đèn từ từ tối mờ, mà sau cùng, hắn đi tới cổ bảo nội cực cao xử nhất phiến ngọn đèn không gì sánh được mở tối cửa gỗ trước. Đông, đông, đông. Chỉ thấy Kỳ vươn tay, dị thường tiết tấu có tự tại nơi cũ nát không chịu nổi cửa gỗ trên gõ ba cái, cũng khiến người sau, cũ kỹ cửa gỗ chập chờn phát ra mấy đạo mệt mỏi, chi nha thanh. Sau đó, lau một cái nhàn nhạt dầu hỏa ngọn đèn sáng, liền từ chậm rãi chập chờn mà mở cửa phòng khe chạy tới. Không chỉ có như vậy, còn có một cổ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi, cùng với một đôi già nua, khàn khàn, máu đỏ con ngươi, dị thường gay mũi cùng bắt mắt. Mà cặp kia già nua, khàn khàn, huyết hồng con ngươi chủ nhân không là người khác, chính là Italia Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett. Celia Tây Lợi Á, sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy lão Brett chậm rãi từ, chi nha, thanh chói tai cũ kỹ bên trong gian phòng đi ra, nhìn tóc dài ra thì tái nhợt trung niên nhân mặt không chút thay đổi nói. Vĩ đại công tước đại nhân, đây là Love Strickland gia tộc đưa tới thư mời. Chỉ thấy Celia chậm rãi khom người, xuất ra một ám kim sắc thư mời. Love Strickland gia tộc. Nghe vậy lão Brett con người hơi rụt một cái, sau đó đem ám kim sắc thư mời nhận được trong tay, tiện tay phiên liễu phiên. Love Bill tấn chức trở thành đại công tước. Mà ở nhìn rõ ràng ám kim sắc thư mời nội dung bên trong, lão Brett trong lòng lại không khỏi chấn động. Nguyên lai Love Strickland gia tộc lại có một vị công tước đỉnh cảnh giới nguyên lão, ở ngày gần đây thành công đột phá đến rồi đại công tước cảnh giới. Vì vậy bọn họ vì thế chuẩn bị một hồi thịnh đại quy mô chúc mừng sẽ, thiết yến phát hàm, mời 11 đại mafia gia tộc đều đi tham gia. Một vị đại công tước ý vị như thế nào, hoàn toàn không cần lời thừa đến nói. Hơi nhược điểm mafia gia tộc chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một vị. Vì vậy cái này hoàn toàn đáng giá Love Strickland gia tộc hưng sư động chúng như vậy. Dĩ nhiên, phỏng chừng bọn họ cử động này, cũng là vì cho các đại mafia gia tộc khoe khoang, nhìn một cái. Bọn họ Love Strickland gia tộc lại ra một vị đại công tước cấp bậc cường giả, đây cũng không phải là đùa giỡn, đây đối với cái khác mafia, thậm chí mafia đại gia tộc mà nói, đều chân thực không là tin tức tốt gì a. Nghĩ đến đây, lão Brett già nua, máu đỏ con ngươi liền không khỏi lóe lên, tốt một lúc sau, mới gặp Kỳ đột nhiên như là nhớ tới cái gì, hơi sáng ngời. Sau đó chỉ thấy Kỳ bước nhanh xoay người về tới phía sau cũ kỹ sau cửa gỗ, đưa điện thoại di động đem ra. Cùng lúc đó, Trần Phi vừa cùng kẻ dối trá phụ mẫu, Đồng Văn Thành đồng bí thư ăn được phân nửa, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là hắn. Trần Phi cầm điện thoại lên vừa nhìn lại là lão Brett đánh tới. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ nghi hoặc. Thấy thế Đồng Văn Thành đồng bí thư đã có một chút huân, tùy tiện hỏi, Trần tiên sinh, có chuyện gì mà sao? Không, ta đi nhận cú điện thoại. Nghe vậy Trần Phi cười khoát tay áo, lại hướng kẻ dối trá phụ mẫu ném một cái xin lỗi nhãn thần, sau đó chỉ thấy Kỳ đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Nga, lão Brett các hạ, có chuyện gì không? Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cùng lão Brett coi như là, lão giao tình. Hơn nữa hắn gần nhất lại lần nữa thực lực tăng vọt, đã xa xa thoát ly ra công tước đỉnh cái loại này trình tự, cũng liền càng thả mở, cảm giác không cần thiết khách sáo, nhận điện thoại sau khai môn kiến sơn địa hỏi. Nga, thân ái Trần, là như vậy, trước ngươi không phải là đang hỏi Love Strickland gia tộc sự tình. Ta hiện ở trong tay mặt có trương gia tộc bọn họ thư mời. Thứ hai gia tộc bọn họ có chàng trong khi ba ngày long trọng chúc mừng sẽ. Là để ăn mừng bọn họ Love Strickland gia tộc lại ra đời một vị đại công tước cường giả, đến lúc đó, tin tưởng đấu giá hội cái gì cũng sẽ có, ngươi có hứng thú hay không theo ta cùng đi nhìn. Lão Brett hỏi. Love Strickland gia tộc, nghe vậy Trần Phi hơi có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lão Brett dĩ nhiên là vì chuyện này gọi điện thoại đến. Nói thật, muốn là đối phương không nhắc nhở lời của hắn, hắn đều nhanh muốn tạm thời tính quên chuyện này. Love Strickland gia tộc tiếng tăm lừng lẫy nguyên lão, Hắc Long, Bóp Mạc Tư Nhân, trong tay còn nắm bắt hắn rất muốn món đó, nghi là cổ hoa hạ thời đại trúc cơ chân nhân cường giả để lại ba món ngọc khí một trong. Đúng vậy, vậy làm các đại gia tộc có mới đại công tước cường giả sinh ra, trừ phi là tận lực muốn ẩn giấu, nếu không dựa theo lệ cũ đều cho tổ chức một hồi quy mô thịnh đại chúc mừng sẽ. Đồng thời cũng không có thiếu chúng ta phương Tây hắc ám thế giới bảo vật, thánh khí giao dịch, đến lúc đó. Thân ái Trần, trước ngươi mong muốn đổ vật,
nói không chừng Hắc Long bóp Mạc Tư Nhân sẽ xuất ra bán đấu giá, cũng nói không nhất định. Lão Brett nói. Nga, nếu là như vậy, ta đây cần phải lấy được nhìn một cái, Trần Phi sau khi nghe xong, nhịn không được động tâm nói. Nếu thân ái người cảm thấy hứng thú, người có muốn hay không trực tiếp tới Italia theo ta cùng đi. Nghe được Trần Phi đối với chuyện này mà có hứng thú, lão Brett nhất thời ngữ điệu dương lên nói. Vậy loại này để ăn mừng mới đại công tước sinh ra tính chất chúc mừng sẽ, đều biết hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm khoe khoang cùng với kinh sợ tính chất ẩn hình hàm nghĩa. Tuy nói cũng liền đổi mới hoàn toàn tấn đại công tước, lấy bọn họ Brett gia tộc nội tình, cũng không đến mức quá quan tâm, nhưng dù sao cái này tân tấn đại công tước là sinh ra ở lớp Strickland gia tộc, tính chất vẫn có như vậy một ít không giống với. Cho nên khi hắn nghe được Trần Phi đối với cái có hứng thú, nguyện ý theo hắn cùng đi nhìn một cái lúc, trong lòng tự nhiên khó nhịn tâm tình kích động. Bởi vì cứ như vậy, tối thiểu hắn chuyến này áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có thể làm cho truyền kỳ sát thủ đao phong sách đều thí mệnh cúi đầu quái vật người Đông Phương, coi như là lớp Strickland gia tộc, cũng tuyệt không dám tùy tiện khinh thị cùng trêu chọc. Ta chỉ phải đi tùy tiện nhìn, không cần thiết chuyên chạy nữa đến Italia với người hội hợp đi. Nếu không như vậy, tự ta mù mịt đi Anh Quốc, đến lúc đó chúng ta sẽ ở Anh Quốc địa phương nào chạm trán. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên lắc đầu, hắn lại không ngốc, hà tất còn chuyên chạy đến Italia đi xem đi, hắn bên này trực tiếp từ quốc nội đi Anh Quốc không thì xong rồi. Ngạch, ngươi nhìn ta đều đã quên ngươi trở về nước. Yến hội thứ hai bắt đầu, vậy nếu không chúng ta tự cuối tuần buổi tối lại Anh Quốc Luân Đôn hội hợp đi. Ngươi cứ nói đi, thân ái Trần. Nghe vậy lão Brett lúng túng cười cười, lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần Trần Phi đã về nước đi, vội vã nói sang chuyện khác. Đi, không thành vấn đề. Vậy đến lúc đó điện thoại liên lạc đi. Trần Phi theo gật đầu một cái nói. Theo sát mà chỉ thấy kỳ cúp điện thoại, hồi đi vào trong phòng. Đến, Trần tiên sinh ngươi trở lại rồi, ngươi có thể hay không trước giúp ta xem một chút, ta đây trên lưng lại có một ít khó chịu. Mà đang ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa trở lại phòng nội lúc, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư lại đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút không thiên nhiên nói. Đồng Bí Thư thân thể ngươi khó chịu, nhanh đừng uống, chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì chứ. Nếu không chúng ta bây giờ lập tức đi bệnh viện đi. Thân thể khó chịu đây chính là đại sự, đình lại không được. Mà đang nghe Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư những lời này, kẻ dối trá phụ mẫu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Theo sát phía sau thậm chí cái trán mồ hôi hột trong nháy mắt bừng lên, vẻ mặt hoảng loạn. Không có biện pháp, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư là thân phận gì địa vị gì. Nếu ở bởi vì theo chân bọn họ ăn một bữa cơm tự thân thể xảy ra vấn đề, vậy bọn họ có muốn hay không phụ trách? Phụ không phụ được khởi trách nhiệm này. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều là bệnh cũ. Rồi hãy nói, vừa vặn ngày hôm nay Trần Phi Trần tiên sinh tại đây. Nhượng hắn tùy tiện giúp ta xem một chút được rồi. Có thể Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư lại lắc đầu cười nói. Nói đùa, có Trần Phi Trần tiên sinh loại này siêu cấp vô địch như bức thần y ở, chưa còn cần đi cái gì y viện. Đó không phải là mắt mù sao? Nhượng tiểu Trần tùy tiện cho ngươi xem một chút. Có thể nghe nói, kẻ dối trá phụ mẫu hai người cũng không từ sửng sốt một cái, không nghĩ tới từ Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư trong miệng lại nghe được nói như vậy. Lấy thân phận của hắn. Có thể nào đủ, tùy tiện xem, ni. Tuy nói bọn họ cũng biết tiểu Trần cùng con của bọn họ vậy, đều là đọc chữa bệnh trung y tốt nghiệp chuyên nghiệp. Có thể cái loại này tam lưu tốt nghiệp đại học tuổi nhỏ người, mới bây lớn niên kỷ. Có thể có bao nhiêu thực học. Tối trọng yếu là, nếu tiểu Trần, tùy tiện, cho Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư nhìn, đến lúc đó xem xảy ra vấn đề, vậy phải làm thế nào, lại cần người nào chịu trách nhiệm. Nghĩ đến đây. Nhất thời tự thấy bọn họ hai phu phụ không khỏi tư để hạ nhìn nhau liếc mắt, sau đó Vương Anh liền do dự nhỏ giọng mở miệng nói Đồng Bí Thư, tiểu Trần còn trẻ, hơn nữa còn là học trung y, vì vậy, nếu không chúng ta còn là cùng ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Hiển nhiên, bọn họ hay là đối với Trần Phi y thuật lo lắng, sợ hắn cho Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư nhìn ra cái gì mau bệnh, vậy thật vấn đề lớn. Dù sao đây chính là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư a. Đường đường thị uây một tay, càng trong truyền thuyết tỉnh uây đầu sỏ. Vì vậy coi như loại này siêu cấp lớn nhân vật lúc này nguyện ý hòa hòa khí khí với ngươi ở một cái trên bàn ăn, có thể ai có thể bảo chứng, nếu là Trần Phi bắt hắn cho chị mắc lỗi, hắn cũng sẽ không dở mặt không lưu tình ni. Ha ha!
Có thể ở nghe nói như thế, Trần Phi còn có Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư lại không hẹn mà cùng khẽ cười lên tiếng. Sau đó tại nơi kẻ dối trá phụ mẫu hơi ánh mắt nghi hoặc trong, Đổng Văn Thành sắc mặt chế nhạo nhìn Trần Phi cười nói Trần Tiên Sinh, xem ra Hoa Tiên Sinh bọn họ cũng không biết y thuật của ngươi lợi hại a. Không có cơ hội cho bọn hắn nói. Ha ha, nghe vậy Trần Phi có chút lúng túng sờ sờ mũi, sau đó lắc đầu cười nói. Nếu đổi lại là những người khác dám như thế nghi vấn y thuật của hắn, chỉ sợ hắn coi như dở mặt, thậm chí hất bàn tử đi, nhưng bây giờ cũng kẻ dối trá phụ mẫu. Hơn nữa bọn họ còn là hảo tâm, vì vậy hắn tự nhiên muốn tức giận đều sinh không đứng dậy. Mà ở thấy tình cảnh này, kẻ dối trá phụ mẫu coi như trễ nải nữa, cũng khẳng định còn là đã nhìn ra một ít cong cong từng đạo. Sau đó chỉ thấy Hoa Minh kinh ngạc nói lẽ nào, tiểu Trần y thuật rất lợi hại. Đâu chỉ rất lợi hại, Trần Tiên Sinh hoàn toàn chính là thần y. Hoa lão bản hai vị là từ Bắc Sơn tới, nên biết Đỗ lão đi. Phải biết rằng chính là Đỗ lão, đều đúng Trần Phi Trần Tiên Sinh y thuật mặc cảm, thậm chí từng lén thản nói, Trần bác sĩ y thuật, ít nói là của hắn thập bội đã ngoài. Ngươi nói Trần Tiên Sinh y thuật lợi hại hay không? Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư nghe vậy nhất thời nghiêm túc nói. Giọng nói tương đương nghiêm túc. T. Một nghe nói như thế, vô luận là Hoa Minh Hoa Thúc Thúc, hay là Vương Anh Vương A Di cũng không từ mạnh hít một hơi lương khí, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị cùng giật mình. Bọn họ đương nhiên biết Đỗ Lão là ai, đây chính là bọn họ Bắc Sơn, thậm chí toàn bộ Giang Nam đều số một trung y thần y. Danh khí cực đại, nhưng bây giờ, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư lại nói liên Đỗ Lão đều đúng Trần Phi y thuật mặc cảm, cái này thật không vậy đang nói đùa. Có thể điều này sao có thể a? Đây chính là Đỗ Lão a, hắn hành y chữa bệnh niên kỳ sợ rằng so với Trần Phi loại này thiểu niên tuổi còn hơn gấp 2 lần, thật lớn, dưới loại tình huống này, chính là tam lưu trường học tốt nghiệp trung y tốt nghiệp, lại làm sao có thể so với Đỗ Lão cái loại này thần y, y thuật lợi hại hơn ni. Đây quả thực thật là làm người không nghĩ ra a, cũng quả thực quá, thật bất khả tư nghị. Đồng Thúc Thúc, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta, đến, ta trước cho ngươi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thấy thế, Trần Phi ngay tức khắc bắt đầu nói sang chuyện khác, hướng Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư chỗ ở vị trí đi tới. Tốt lắm, tốt lắm, mặc dù là bệnh cũ, có thể gần nhất chân thực có chút quá khó tiếp thu rồi. Vừa nghe đến cái này, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư cũng không đoái hoài tới trêu chọc Trần Phi, đem bản thân mặc áo hơi chút lôi một điểm lên, nói chính là cái này trên lưng, không biết vì sao gồ lên nhiều một khối to, bình thường cũng cảm giác rất chướng rất khổ, nhất là lúc ngồi rất khó chịu. Ta trước còn cố ý đi bệnh viện kiểm tra một chút, hắn cho ta nói là. Mỡ lựu, Trần Phi đột nhiên từ trong miệng hắn tiếp lời để nói. Không sai, chính là mỡ lựu. Nghe được Trần Phi một ngụm liền nói phá hắn bệnh này tên, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư không khỏi hơi trước mắt sáng ngời, sau đó vừa cười vừa nói không hổ là Trần Tiên Sinh ngươi a. Cũng không dùng phối hợp khoa học chữa bệnh dụng cụ nghiệm chứng một chút, tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra. Vọng. Văn, vấn, thiết, đây chính là ta các lão tổ tông lưu lại y thuật chỗ thần kỳ. Người trước nghiêng người sang đi, ta sờ một cái xem. Trần Phi vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư ngay tức khắc nghiêng người sang đi, nhượng Trần Phi đưa tay khi hắn trên lưng cổ lên bọc lớn trên sờ sờ. Chắc là bình thường ngồi hơn, thiếu khuyết vận động, lại tăng thêm bình thường thức đêm, cộng thêm viên này mỡ lựu vừa được tương đối áp bách thần kinh vị trí. Cho nên mới từ từ cho ngươi cảm giác khó khăn như vậy thụ. Đưa tay tại nơi Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư trên lưng sờ soạng một trận, Trần Phi liền vẻ mặt bình thản mở miệng nói rằng. Không sai, ta trước đi kiểm tra thời gian, những thầy thuốc kia cũng là nói như vậy, bất quá bọn hắn kiến nghị ta khai đao làm thủ thuật, đem mỡ lựu lấy xuống. Nhưng ta gần nhất căn bản cũng không có thời gian như vậy, chớ đừng nói thuật hậu tu dưỡng. Nói đến đây. Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư nhãn thần mong mỏi nhìn Trần Phi nói Trần Tiên Sinh, ngươi có biện pháp nào không, nhượng ta không làm giải phẫu đã đem viên kia mỡ lựu giải quyết rơi. Hiển nhiên, trên thực tế hắn cũng sớm đã biết mình trên lưng cái này mỡ lựu, cũng không tính là cái gì bệnh nặng. Bên trong thành phố tốt nhất ba giáp chuyên gia của bệnh viện đã kiến nghị hắn khai đao, nhưng loại giải phẫu này không chỉ có rất là đau đớn, hơn nữa thuật hậu khang phục cũng rắc chậm. Mấu chốt nhất là thuật hậu tối thiểu nửa tháng hắn cũng phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đây là thân là thị uy người đứng đầu hắn tối không cách nào tiếp nhận. Dù sao,
hắn luôn không khả năng nửa tháng này đều ở đây bên trong bệnh viện chủ tránh nhất phương đi. Biện pháp là có, hơn nữa còn có hai cái, tự xem Đồng thúc thúc người nghĩ thế nào tuyển. Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, sau đó sắc mặt hơi nghiêm theo lý thuyết, Đồng thúc thúc ngươi loại tình huống này, quả thực hẳn là mổ, đem viên kia mỡ lựu từ bên trong cơ thể ngươi lấy xuống. Bất quá, ngươi nếu không muốn động thủ thuật nói, cũng có không cần phải làm giải phẫu biện pháp. Biện pháp gì? Đồng Văn Thành đồng bí thư lập tức nói. Có thể không có khả năng giải phẫu, hắn đương nhiên không muốn động thủ thuật. Dù sao vậy thật, chân thực quá đình lại thời gian. Mà ở vào hắn loại vị trí này người trên, chân thực vô tâm tư, cũng không thời gian đình lại a. 1. Trần Phi vươn một ngón tay, bắt đầu nói rằng ta cho ngươi cho cái toa thuốc, liên tục không ngừng ăn 3 tháng, bảo chứng thuốc đến bệnh trừ. Bất quá trong khoảng thời gian này nội đồng thúc thúc thân thể ngươi chỉ sợ cũng được hư một trận, nghiêm trọng giờ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của ngươi bây giờ. Loại thứ hai biện pháp đâu? Liên tục không ngừng ăn trong 3 tháng chị hắn cũng còn nghĩ không có vấn đề, có thể vừa nghe đến, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn công việc bây giờ, hắn liền nhất thời nhìn không được lại hỏi. Loại thứ hai tựu rất đơn giản, ta chữa cho ngươi một chút, lúc đó là có thể thấy hiệu quả. Bất quá, loại phương pháp này sẽ làm ngươi hơi có chút thống khổ. Trần Phi còn nói thêm, hơi có chút thống khổ, nghe vậy Đồng Văn Thành đồng bí thư hơi sững sờ. Hắn đương nhiên minh bạch cái này cái gọi là, hơi chút, có chút, vậy khẳng định tất nhiên là, phi thường, siêu cấp, y tứ, bằng không đối phương căn bản cũng không có cần phải như vậy tận lực cường điệu. Vậy còn là loại phương pháp thứ hai đi. Bất quá theo sát mà chỉ thấy kỳ quyết định, gật đầu, hướng về Trần Phi nói rằng đau một chút tựu đau một chút đi, dù thế nào cũng liền đêm nay một đêm chuyện tình. Ghê gớm ta lại đi xin nghỉ mấy ngày. Xin nghỉ cũng không cần. Chỉ cần ngươi có thể đem đêm nay sống qua đi, ngày mai ta bảo chứng Đồng thúc thúc ngươi tinh thần phấn chấn đi làm, cái gì khó chịu cũng không có. Trần Phi lại cười cười, nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói ta đây hiện tại mà bắt đầu. Hiện tại mà bắt đầu đi, có thể sớm một chút giải quyết, ta cũng sớm một chút dễ dàng. Đồng Văn Thành đồng bí thư thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Ta nên làm như thế nào? Để xuống dễ dàng, chân thực nhịn không được tựu cả tiếng gọi ra. Nói, Trần Phi liền đưa tay đặt ở Đồng Văn Thành đồng bí thư trên lưng bọc lớn trên nhẹ nhàng gây khó dễ lên. T. Có thể cũng chính là tại thời điểm này, người sau thân thể cũng không từ run lên bần bật, sau đó ngay kẻ dối trá phụ mẫu hai người kinh dị, ánh mắt khẩn trương trong, Đồng Văn Thành đồng bí thư mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, cả người lại đều không tự chủ được run rẩy. Hắn khớp hàm cắn thật chặt. Sắc mặt trắng bệch, cái trán trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi, thậm chí ngay cả quả đấm đều nhảy lên lên, gân xanh không gì sánh được nổi lên cùng dữ tợn toát ra. Đủ để có thể thấy được hắn lúc này có bao nhiêu sao thống khổ. Nguyên lai, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong miệng, hơi chút, có chút, thống khổ, thật không đùa giỡn a. Coi như là không đánh thuốc tê trên bàn mổ, sợ rằng phỏng chừng cũng cứ như vậy. Tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước cũng đã nhắc nhở qua. Cái này loại phương pháp thứ hai, khả năng, hơi chút, sẽ có như vậy một ít, thống khổ, mà khi hiện vào thời khắc này Đồng Văn Thành tự mình cảm thụ được sau, mới hiểu được, Trần Phi câu nói kia, cái loại này nhắc nhở xem ra thật không vậy đùa giỡn. Hầu như trong sát na hắn tự cảm giác mình bên hông bị người cho mở một đao vậy, trọng điểm còn là dường như không trên thuốc tê cái loại này, vì vậy trong khoảnh khắc hắn cái trán mồ hôi liền do như suối trào không dừng được, sắc mặt cũng theo trắng bệch, quả đấm siết chặt. Gân xanh không gì sánh được giữ tợn cùng nhô ra. Cái loại này dáng dấp thoạt nhìn dị thường dọa người. Vương Di, phiền phức giúp ta đi bên ngoài muốn cái chậu tử, lại muốn một quyển băng vải. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên mở miệng nói. A, Nga, ừ, chậu, băng, Vương Anh Vương A Di còn có chút ngây người, không phản ứng kịp. Ta đi muốn. Ngược lại thì Hoa Minh Hoa thúc thúc phản ứng lại. Liền vội vàng đứng lên hướng phòng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trong tay hắn mặt mang theo một mặt bồn, cộng thêm một quyển băng bó mang đi đến. Hôm nay Hồng Đại Tửu Điếm không hổ là tỉnh lỵ cùng châu danh tiếng cực lớn tửu điếm cấp 5 sao, coi như là mấy thứ này cũng có thể cái gì cần có đều có. Tới, Tiểu Trần, ngươi xem hai cái này có được hay không? Hoa Minh đem lưỡng đồ vật một bên đặt ở Trần Phi trước mặt trên bàn, một bên sắc mặt vẫn còn có chút ngưng trọng hỏi.
không có biện pháp, hiện tại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đây chính là đang cùng Thủy Uy một tay, đường đường tỉnh Uy đầu sỏ xem bệnh, trong lòng bọn họ mặt nói không khẩn trương, đương nhiên tuyệt đối là không thể nào. Bất quá trước đó hiển nhiên bọn họ là vạn phần không nghĩ tới, Trần Phi cái này cùng con của bọn họ vậy, từ cái kia tam lưu trường học tốt nghiệp y học trung y tốt nghiệp, thật có lợi hại như vậy, liền Đỗ lão đều mặc cảm, liền đường đường Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư, đều nguyện ý, tin tưởng nhượng hắn xem bệnh. Nếu là loại sự tình này mà truyền đi, nhất định sẽ nhượng đông đảo mọi người khó có thể tin đi. Đồng thúc thúc, đem mặt nhắm ngay mặt mũi này bồn, nếu là có cảm giác muốn ói nói, tự ngay tức khắc phun ra ngoài, đừng do dự. Trần Phi một bên đem mặt bồn từ trên bàn cầm lên, bỏ vào bên trong cục bàn ăn một hướng khác ghế trên, một bên lại đem Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư giúp đỡ đi qua, chậm rãi nói. Ừ, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư lấy tay chặt siết chặt Trần Phi cánh tay, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ khó chịu cùng thống khổ, bất quá theo sát mà, chỉ thấy kỳ cổ họng giật giật, phảng phất là có một cảm giác muốn ói dâng lên. Thấy tình cảnh này, Trần Phi coi như là nhanh tay lẹ mắt, tay phải thật nhanh tại nơi Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư trên lưng ta hai cái huyệt vị trên có tiết tấu, có quy luật gõ vài cái. Phốc suy. Kế tiếp trong nháy mắt, chỉ thấy Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cả người run rẩy, sau đó há mồm xông ra lau một cái sình sịch, đỏ sậm huyết đoàn, rơi vào mặt trong bồn. Nhất thời liền có một cực kỳ tanh hôi, cực kỳ sấm nhân tanh tưởi từ mặt trong bồn tràn ngập đi ra. Dù là kẻ dối trá phụ mẫu hai người lúc này khẩn trương như vậy cùng chấn động, cũng không nhịn được trong nháy mắt sắc mặt xấu xí che miệng, quay đầu sang chỗ khác. Nôn, nôn. Sau đó chỉ thấy Trần Phi lại tiếp tục ở Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư sau lưng đeo nhiều chục vài cái, hơn nữa bớt thời giờ đem băng vải tại nơi trên lưng quấn một vòng. Như vậy lớn như vậy khái 4-5 phút đồng hồ sau, chỉ thấy Kỳ vỗ tay một cái, đem Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư phụ đến rồi chỗ ngồi. Cười hỏi Đồng thúc thúc, cảm giác thế nào? Cảm giác, hình như không trước đau như vậy, trên lưng cũng không như vậy phồng phình, chính là mạc danh kỳ diệu có chút lạnh siêu siêu, hơn nữa. Đồng Văn Thành nói đến đây đột nhiên nhíu nhíu mày, tựa hồ không biết nên như thế nào miêu tả lúc này cảm giác. Có đúng hay không cảm giác có chút thân thể hư, bất quá Trần Phi lại thay hắn trả lời vấn đề này. Nghe thế Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư mạnh trước mắt sáng ngời. Không sai, cùng trước so với, là có chút thân thể hư. Sau đó chỉ thấy Kỳ ngay tức khắc gật đầu, nói. Đừng lo lắng, là tình huống bình thường. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sớm tối dùng nước cùng gừng, cách băng gạc ở ngươi trên lưng nguyên bản dài mỡ lựu vị trí bôi lên, đắp 10 phút, trên đường cũng sẽ có lần thứ hai nôn mửa tình huống, như vậy xuống tới. Hẳn là 4-5 ngày tựu không sao chứ, nôn xong thì tốt rồi. Trần Phi lại tiếp tục vừa cười vừa nói. 4-5 ngày tựu không sao. Trần tiên sinh, lần này thực sự là đa tạ ngươi, nếu không lời của ngươi, ta cũng không biết cần làm thế nào mới tốt. Nghe vậy dù là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư biết rõ nói Trần Phi y thuật khủng bố, hiện nay cũng không nhịn được cảm thán vạn phần. Tuy nói cái này mỡ lựu cũng không tính là cái gì bệnh nặng, nhưng này dạng tùy tùy tiện tiện 4-5 ngày là có thể trị tốt, cũng còn là cũng đủ kinh người. Chỉ là sau đó lại thấy Kỳ hình như đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại hỏi Trần tiên sinh, ta mấy ngày nay còn có cần hay không ăn cái gì trung y, hoặc là bổ thân thể gì đó. Thuốc đông y khẳng định được ăn, đợi ta đưa ngươi lúc trở về thuận tiện cho ngươi viết một phần, bổ thuốc, kỳ thực lấy đồng thúc ngươi bây giờ niên kỳ kỳ cùng thân thể, không nhiều lắm cần phải. Ngươi nếu chân thực muốn, có thể không có chuyện gì uống chút nhân sâm pha rượu, trên cơ bản như vậy đủ rồi. Những thứ khác ăn nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Nghe được Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư nói. Trần Phi cười nói. Tốt lắm, ta hiểu được, ngươi thật đúng là đừng nói, ta hiện tại cả người tựa hồ cảm giác dễ dàng hơn, trên lưng cũng không như vậy lạnh siêu siêu, muốn là dựa theo loại trạng thái này nói, ngày mai công tác sẽ không có vấn đề gì. Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư gật đầu, lại đột nhiên hưng phấn nói. Ngồi ở hắn loại vị trí này cùng thân phận người, có thể không xin nghỉ, đương nhiên là tốt nhất bất quá. Công tác đương nhiên không nhiều lắm vấn đề. Chỉ cần mấy ngày nay đừng mỗi ngày thức đêm là được. Nga, được rồi, mặt khác mấy ngày nay bỏ thuốc kỵ hải sản, dê bò thịt cũng tốt nhất chớ ăn, một vòng sau rồi hãy nói. Trần Phi đương nhiên gật đầu, lại nói. A, không có khả năng hút thuốc, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư trong nháy mắt sắc mặt có chút khổ ép. Phải biết rằng hắn bình thường áp lực công việc đại lúc, không có việc gì tự thích đến 2-3 cây, coi như là có nghiện,
nhưng bây giờ Trần Phi lại làm cho hắn một vòng cũng không thể hút thuốc, đó không phải là được nín chết. Rượu còn có thể hơi chút uống chút, yên là tuyệt đối không rút ra, nếu không sợ kích thích cùng nhiều lần. Nói vừa vặn sấn cơ hội lần này đồng thúc ngươi liền đem yên cho giới đi, quả thực không là thứ tốt gì. Trần Phi nhắc nhở. Ngạch, ta, được rồi, ta tận lực, tận lực. Nghe thế Đồng Văn Thành đồng bí thư trong lòng coi như một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn, vẻ mặt cười khổ nói. Tốt rồi, vậy không sao, tiếp tục ăn cơm đi. Nghe vậy thấy thế, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, hắc hắc, cười cười, sau đó chỉ thấy Kỳ Phong bế vị giác đem tanh hôi vô cùng mãn bồn bắt được trong phòng vệ sinh xử lý. Mà cái này nhìn thấy trạng huống như vậy, kẻ dối trá phụ mẫu nhất tề sắc mặt rung động tốt nửa ngày, sau cùng mới lén nhãn thần liếc nhau bừng tỉnh. Vương Anh Vương A Di ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên người, trần chờ nửa ngày, nói tiểu Trần, đồng bí thư bệnh này. Thật tựu không thành vấn đề. Không phải là hắn nghi vấn Trần Phi y thuật, mà là loại sự tình này mà cùng Trần Phi nói, quả thật có chút làm người ta giật mình cùng khó có thể tin. Cái này giàu gì cũng là cái mỡ lựu đi, cứ như vậy chỉ chốc lát thời gian, ăn nữa 4-5 ngày thuốc đông y, tựu không có chuyện gì. Thật có thần kỳ như vậy, lợi hại như vậy. Dĩ nhiên, ta hiện tại cảm giác tốt vô cùng, tối thiểu so với trước dễ chịu hơn. Nghe vậy Trần Phi đều còn chưa mở miệng. Đồng Văn Thành đồng bí thư tự cướp ở hắn lên tiếng trước, nhưng lại tự cấp kẻ dối trá phụ mẫu hai người nháy mắt. Bởi vì hắn biết rõ Trần Phi phương diện này kiêng kỵ tương đối nặng, vì vậy coi như là Hoa Minh, Vương Anh hai người là hắn hảo huynh đệ cha mẹ. Nhưng loại này hiểu lầm đương nhiên là có thể tránh miễn tự tận lực tránh khỏi tốt. Khụ khụ. Nghe vậy thấy thế Vương Anh Vương Di không phản ứng kịp, ngược lại thì Hoa Minh bên này trước kịp phản ứng. Sau đó chỉ thấy Kỳ Phụng Phịu quát vợ mình một tiếng, chợt lại cùng đột nhiên trên mặt hiện ra lau một cái vẻ trần trờ, nhìn phía Trần Phi do dự dự nói cái kia, tiểu Trần, cái này. Hắn tựa hồ có lời gì muốn nói. Hoa thúc thúc, Vương Di, nếu như các ngươi lưỡng tin tưởng lời của ta, không ngại sấn ngày hôm nay cơ hội này cũng cho ta xem một chút đi. Ta gặp các ngươi lưỡng trên người da lông ngắn bệnh cũng thật nhiều, đều có bệnh tiểu đường. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại đoán được hắn muốn nói cái gì. Mở miệng cười nói. Làm sao ngươi biết hai chúng ta có bệnh tiểu đường? Mà đang nghe Trần Phi lời này, Vương Anh Vương A Di nhất thời giống như cùng thấy quỷ vậy ngồi dậy, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Trần Phi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật đã nhìn ra. Phải biết rằng, coi như là bọn họ, cũng bất quá vừa mới vừa kiểm điều tra ra a. Chẳng lẽ Trần Phi y thuật, thật có như thế thần? Đương nhiên là dùng mắt nhìn ra được nữa. Vương Di, ta là tổ truyền y thuật, vì vậy cùng kẻ dối trá tiểu tử kia tình huống khả năng thoáng có điểm không lớn vậy. Bất quá hai người các ngươi cái này bệnh tiểu đường chắc là vừa điều tra ra đi. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải rất nghiêm trọng, tùy tiện ăn một đoạn thời gian thuốc được rồi. Đối mặt kẻ dối trá phụ mẫu Trần Phi đương nhiên không tức giận được đến, vì vậy cười ha hả nói. Tùy tiện ăn một đoạn thời gian thuốc được rồi. Nghe vậy Vương Anh Vương A Di lại nhìn không được thất kinh. Thậm chí ngay cả che miệng đều khó khăn lấy che giấu giật mình vẻ. Không có biện pháp, cái này bệnh tiểu đường tuy rằng không dễ dàng người chết, nhưng cũng còn là trên địa cầu này công nhận khó trị a. Thế mà, Trần Phi hiện tại lại nói tùy tiện ăn một đoạn thời gian thuốc thì tốt rồi, thật giống như tầm thường cảm mạo nóng sốt bệnh nhẹ vậy, hắn thế nào không kinh hãi. Được rồi, tiểu Trần đều nói có thể trị, đều nhất định có thể trị. Lẽ nào ngươi còn chưa tin đồng bí thư nói? Ngược lại thì Hoa Minh Hoa thúc thúc suy nghĩ ra một ít môn đạo, vội vã lại quát vợ mình một tiếng, quay đầu nhìn phía Trần Phi nhỏ giọng nói, tiểu Trần, nếu không làm phiền ngươi giúp chúng ta lưỡng nhìn. Ngươi cũng biết, bệnh này không phát hiện hoàn hảo, vừa phát hiện tự quả thực rất dằn vặt người. Không thành vấn đề, đợi cơm nước xong ta tự cho các ngươi xem một chút đi. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên không có cự tuyệt, mà là cười híp mắt nói rằng. Chờ tiệc tối sau khi kết thúc. Trần Phi tự cho Hoa Minh Hoa thúc thúc, Vương Di Vương A Di nhất nhất xem mạch chẩn đoán một chút, lại để lại vài cái toa thuốc lấy thuốc, lại sau chỉ thấy Kỳ đón xe đem Đồng Văn Thành đồng bí thư đưa trở lại. Suốt đêm không nói chuyện. Sau đó mấy ngày Trần Phi đã ở cùng Châu tìm cái tửu điếm cấp 5 sao nghỉ ngơi, tu luyện mấy ngày, không lại đi ra chạy loạn khắp nơi. Lại sau, chỉ thấy Kỳ định tốt rồi đi trước Anh Quốc Luân Đôn vé máy bay. A340-600 là hiện nay toàn cầu phi cơ dân sự trong thân máy bay dài nhất máy bay,
so với Boeing 747 đến 400 còn muốn dài 4 mét, so với không trung xe đỏ A340-300 hình dài vượt lên trước 10 mét. Trần Phi lần này lựa chọn trạch từ Thượng Hải chuyển cơ bay đi Anh Quốc Luân Đôn máy bay, chính là cái này cái toàn cầu phi cơ dân sự giảm cự vô phách. Thân máy bay dài nhất máy bay. Anh Quốc là một đảo quốc, điển hình ôn đới khí hậu biển, cả năm hầu như đều bị ẩm ướt khí hậu bao phủ, thiên luôn luôn âm trầm, trời mưa dưới được cũng có thể làm cho người mốc meo. Vì vậy xem Anh Quốc chụp TV cùng điện ảnh, ấn tượng rất sâu chính là một cái Anh Quốc thân sĩ cầm một thanh có thể làm quải trượng dùng hắc sắc cây dù, cũng không phải bọn họ muốn trang khốc hoặc là cái gì khác, mà là kỳ thực làm mọi người chân chính đến rồi Anh Quốc sau, sẽ phát hiện vậy không quá chỉ là rất bình thường hiện tượng tự nhiên. Hoàn cảnh sở trí. Mà cũng chính bởi vì khí này hậu duyên cớ, Anh Quốc chân chính thích hợp lữ hành mùa kỳ thực rất ngắn, 5 đến 6 tháng, 9 đến tháng 10. Bất quá Trần Phi lần này đi qua đều đã 12 tháng hơn, nhanh đến quốc nội truyền thống lịch ngày trên Nguyên Đán cùng Tết âm lịch, cho nên muốn đi ngắm phong cảnh, sợ rằng phỏng trừng tựu không cơ hội gì. Bất quá hắn lần này cũng là bởi vì có chuyện gì mới đi qua, lớp Strickland gia tộc, Hắc Long, Bóp Mạc tư nhân. Cổ hoa hạ thời đại trúc cơ chân nhân cường giả lưu lại đồ vật. Đó mới là hắn chuyến này cần chú ý trọng điểm, vì vậy, cái gì khác cũng không sao đi. Mà hắn lúc này đây xuất hành, bởi vì là một người, cũng là lần đầu tiên từ quốc nội đi đã qua Anh Quốc Luân Đôn, cũng liền không quá quan tâm cái gì khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất. Tùy tiện tìm phi báo người giúp hắn làm một chương kịch liệt tự do đi visa sau, thì có bản thân tiện tay mua tấm vé phi cơ, khoang phổ thông. Trên thực tế hắn đây bất quá là bởi vì lười phiền phức, vừa vặn khoang hạng nhất lại không phiếu, sẽ theo liền mua chương. Bất quá coi như là hắn tùy tiện mua một chương khoang phổ thông phiếu, bởi vì là buổi chiều mới lên đường quan hệ, thời gian giờ tương đối thư thích, dẫn đến giá vé ở người bình thường trong mắt cũng rất xa xỉ. Đủ hơn 6.000 một tấm vé máy bay, trách không được người trong nước nghĩ như vậy, lại không muốn xuất ngoại. Nghĩ như vậy. Là bởi vì có thể càng nhiều hơn nhiều đi bộ một chút coi trộm một chút, trong nháy mắt không cẩn thận ở bằng hữu trong vòng tiện tay phơi một chút giá trị 6-7.000 một chương một chuyến vé máy bay, lại không muốn tắc tự nhiên là bởi vì. Này một chương phiếu chân thực quá mắc, đều làm nổi nhất bộ mới nhất khoản cây táo điện thoại di động. Điện thoại di động có thể sử dụng 1-2 năm, có thể vé máy bay lại chỉ có thể ngồi một lần A. A340 là máy bay lớn, khoang phổ thông có hai điều lối đi nhỏ. Hai điều lối đi nhỏ dựa vào cửa sổ chính là hai cái song song vị trí, kẹp ở hai điều lối đi nhỏ trung gian còn lại là bốn cái song song vị trí. Trần Phi lúc mua vận khí không phải là tốt, không ngẫu nhiên đến rót vào cửa sổ hai bên vị trí, mà là song song bốn người ngồi xuống trung gian. Trong đó có hai người đều là nhìn lớn khái 3-40 tuổi ngoại quốc lão, mà tên còn lại nhưng thật giống như là một người Trung Quốc, 24-25 tuổi đi, tựa hồ vừa mới tốt nghiệp tham gia công tác. Mà chính là loại này vừa tốt nghiệp tham gia công tác tiểu nữ sinh, vậy đều có chút ngại ngùng. Nhưng khi hắn nhìn thấy đã biết bài lại có cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm người trong nước lúc, nhất thời cặp kia đôi mắt đẹp hơi sáng sáng, chợt lại dùng tiếng Anh xin lỗi hướng một vị khác kẹp ở hắn cùng Trần Phi trong lúc đó ngoại quốc lão nói xin lỗi, tiên sinh tôn kính, ta có thể với ngươi đổi chỗ sao? Nga, xinh đẹp nữ sĩ, đương nhiên, ngoại quốc lão liếc mắt nhìn nàng kia. Lại nghiêng đầu liếc mắt một cái ngồi bên cạnh hắn Trần Phi, chợt khẽ mỉm cười một cái, gật đầu nói. Xem ra hắn cũng đoán được nàng kia trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói như vậy, xuất môn tại ngoại trong lòng luôn sẽ có một loại áp bách theo sát trương cảm, chứ nói chi là xuất ngoại, không hề nghi ngờ sẽ chặt hơn trương. Vì vậy tại đây dài dòng phi hành lữ đồ trong, nếu là có thể gặp gỡ một cái có thể theo nàng dùng tiếng mẹ đẻ trò chuyện bạn cùng lứa tuổi. Đây tuyệt đối là thập phần có cảm giác an toàn chuyện tình, nhất là nữ sinh, càng như vậy. Ngoại quốc lão có thể nghĩ đến thông loại sự tình này mà, chúng ta đây Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra lạc. Chỉ thấy 24-25 tuổi nữ tử ở bên cạnh hắn ngồi xuống sau, hắn liền đầu tiên khách khí chào hỏi nói xin chào, ta gọi là Trần Phi, người đây là một người đi Anh Quốc du ngoạn. Trần Phi không đề cập tới cái này cha hoàn hảo, nhắc tới. Nàng kia nhịn không được tiếu mi nhíu chặt, như thành một chương khổ qua mặt nói ai, nhanh đừng nói nữa, lần này ta là bị ta khuê mật hố thảm. Đau lòng bản thân. Lời này nói như thế nào? Có thể nói một chút sao? Kỳ thực ta thích nhất đem mình vui sướng thành lập ở tất nhiên, thống khổ trên, ha ha ha. Đùa giỡn, chuyện gì xảy ra?
Người khuê mật tới không được. Nghe vậy Trần Phi không từ đâu tới hăng hái, có chút chế nhạo trêu ghẹo nói. Ai, ngươi người này tại sao như vậy a? Thực sự là nhìn lầm ngươi. Đúng vậy, nguyên bản hai chúng ta càng tốt đi London du lịch, kết quả hắn tạm thời có việc mà tới không được, ta lại sớm giúp nàng đính tốt rồi giá đặc biệt phòng lui không được. Chính yếu nguyên bản hai chúng ta là chuẩn bị hai người đi chơi, hiện tại lại thành ta một người, ngươi nói bi kịch không? Quả thực đau lòng bản thân. Nữ nhân kia bĩu môi vẻ mặt buồn bực nói.